chương 2811 được rồi, cho dù hắn vẫn như cũ là người yêu nước đi. Lý Diệu làm ra nhượng bộ, nhưng cái này không ý nghĩa. Hắn có thể mang tình cảm tốt đẹp nhất của nhân loại tinh luyện cùng vạn vẹo, làm vũ khí tà ác, chế tạo ra quỷ ăn xác quái vật đáng sợ như vậy. Ở phương diện này, hắn thật sự cùng trí thiện thượng sư của Thánh Minh đi hướng hai cực đoan, đều không phải loại gì tốt đẹp cả. Như vậy, nếu khôi lỗi vương thật sự là Lữ khinh Trần, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyết sắc tâm ma hỏi chúng ta có thể ở dưới điều kiện tiên quyết nhiệt tình yêu thương liên bang nhân loại tối thượng triển khai hợp tác trình độ nào đó không lý diệu suy tư rất lâu ta nghĩ rất khó hắn phủ định cách nghĩ hợp tác với lữ khinh trần nhìn qua rất đẹp này tuy lý niệm đôi bên tồn tại trùng hợp với trình độ nào đó nhưng thủ đoạn của mọi người cùng điểm mấu chốt có thể không kiêng nể gì đột phá thật sự quá khác nhau với lữ khinh trần mà nói ý tưởng của hắn là mang toàn nhân loại đều mô phỏng hóa để mọi người đều thoát khỏi thể xác trói buộc tiến vào cuộc sống trong linh võng cùng máy tính. Ở trong thế giới mạng, chỉ cần tiêu hao một chút xíu năng lượng bé nhỏ không đáng kể, mỗi người đều có thể có được cuộc đời thiên hình vạn trạng, hết sức rực rỡ, hơn nữa kích phát ra vô cùng vô tận tình cảm và dục vọng, những thất tình lục dục này chính là nguồn suối lực lượng của thiên ma. Lý Diệu không thể nói lý tưởng của Lữ Khinh Trần nhất định không đúng, như Lý Diệu bây giờ thoát khỏi thân thể trói buộc, bày biện ra hình thái sinh mệnh tin tức nào đó, quả thực đạt được thú vui hoàn toàn khác biệt cùng giác ngộ trước nay chưa từng có nhưng vẫn là câu nói kia tiến hóa không phải chuyện một lần là xong toàn nhân loại linh võng hóa công trình lớn như vậy ít nhất cần hơn vạn năm thời gian để chậm rãi thí nghiệm lặp đi lặp lại luận chứng cẩn thận sửa chữa cuối cùng thuận theo tự nhiên đạt thành muốn một lần là xong ở trong trăm năm ngắn ngủn hoàn thành tiến hóa suốt một vạn năm chỉ có thể là dục tốc bất đạt tự chịu diệt vong dục tốc thì bất đạt đạo lý này lữ khinh trần chưa chắc không biết nhưng thần hồn hắn hoàn toàn bị thiên ma bắt cóc rơi vào mặt đen tối không thể khống chế dẫn tới hắn từ bỏ điểm mấu chốt của người tu chân không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì chế tạo ra virus huyễn diệt virus vinh diệu virus thao thiết cùng virus trí ái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tình cảm nhân loại có thể tùy ý đua bỡn ngàn vạn người hy sinh thì đúc thành đá kê chân hắn đi thông tương lai sáng sủa lý diệu là không có khả năng hợp tác với lữ khinh trần lý diệu vẫn chưa quên trong một trận chiến đó hạm đội Hắc Phong tấn công tinh diệu liên bang, Lữ khinh Trần là âm hiểm cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, lại có bao nhiêu người trực tiếp hoặc là gián tiếp bị hắn hại chết. Ta không tha cho hắn. Lý Diệu trầm ngâm nói, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong tay trí thiện thượng sư. Hắn thật sự nắm giữ quá nhiều bí mật về liên bang cùng với chúng ta. Nếu những bí mật này đều bị trí thiện thượng sư cắn nuốt, chỉ sợ năm tên giả thần giả quỷ này sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó vậy thì làm việc tùy theo hoàn cảnh ít nhất cần bắt được hắn trước rồi nói sau huyết sắc tâm ma nói đừng sơ ý phải cẩn thận đừng nhìn lữ khinh trần so với người nhỏ hơn một thế hệ kẻ này không đơn giản hắn từ trên thân tinh hài tô trưởng phát giáo sư mạc huyền linh võng thiên ma cùng với ngươi đều từng hấp thu lực lượng có thể nói tập hợp sở trường các nhà bây giờ thần thông tung hoành giữa linh võng cùng não người có khả năng so với chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn đó chuyện này nói tới cũng phi thường kỳ quái Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, thời gian Lữ khinh Trần tới Thánh Minh, sẽ không dài hơn thời gian chúng ta tới đế quốc bao nhiêu, nhiều nhất 2-3 năm, 3 năm năm đi, nhưng ta cảm giác thực lực của hắn, so với 3 năm năm trước lại có sự trưởng thành đột ngột nhảy vọt, khi đó, hắn chỉ có thể khống chế một hạm đội hắc phong, còn không phải đối thủ của chúng ta cứu cực Nguyên Anh, nhưng bây giờ, lực lượng của hắn đã có thể ăn mòn toàn bộ Thánh Minh, ngay cả cường giả có thể so với cảnh giới hóa thần, cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay thậm chí ngay cả trí thiện thượng sư thực lực sâu không lường được, cũng không bắt được cái đuôi của hắn. Tốc độ thăng cấp của hắn không khỏi quá nhanh nhỉ. Cái này có gì kỳ quái? Huyết sắc tâm ma nói, ngươi còn không phải mới nhảy đến tinh hải trung ương không được mấy năm, đã từ vẻn vẹn nguyên anh, trực tiếp vượt qua hóa thần, tăng lên tới cảnh giới phân thần. Cái này không giống nhau. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, được rồi, ta thừa nhận mình tiến bộ như bão táp, có thành phần vận khí nhất định, đầu tiên là ở cụm sao bọ cạp độc gặp phóng xạ tấn công mãnh liệt đột phá mấu chốt hóa thần sau đó lại có hoàng hậu đế quốc lệ linh hải cuồn cuộn không ngừng cung cấp ta lượng lớn tài nguyên quý giá đến từ cổ mộ đế hoàng bao gồm đế diễm châu trí bảo như vậy cho ta tu luyện cuối cùng bộ phận thần hồn của hắc tinh đại đế vũ anh kỳ một đời kiêu hùng lại trở thành truyền thừa tặng cho ta còn cho ta kim tinh tháp một phòng tu luyện có một không hai như vậy có nhiều cơ duyên xảo hợp thiên tài địa bảo cùng động thiên phúc địa thêm vào như vậy có thể nói nửa thủ đô đế quốc giúp ta tu luyện, cấp độ thăng cấp của ta mới nhanh như vậy. Hơn nữa thăng cấp nhanh như vậy cũng không phải không có tác dụng phụ. Ngươi xem, ta bình thường nói năng cử chỉ càng ngày càng ngây thơ, phản pháp quy chân, ta cũng không muốn. Trái lại Lữ Khinh Trần, lại là ở sau khi bị chúng ta đánh cho ngắc ngoài, thần hồn bị thương nghiêm trọng, lẻ loi một mình mang theo vài luồng tàn hồn, hốt hoảng chạy trốn đến Thánh Minh, không có khả năng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nhưng hắn một mặt tổ chức hội thần tâm đấu với toàn bộ Thánh Minh, một mặt lại điên cuồng tu luyện tốc độ thực lực tăng vọt so với chúng ta còn nhanh hơn cái này cái này ngươi không cảm thấy quá khoa trương sao ngươi không chịu được thấy người ta tốt huyết sắc tâm ma nói chẳng lẽ người ta lại không thể là thiên tài tu luyện thiên phú dị bẩm băng tuyết thông minh vô cùng hiếm có chân mệnh thiên tử tập hợp ức vạn khí vận toàn bộ bàn cổ vũ trụ vào một người sao tốc độ tu luyện so với người virus vũ trụ này hơi nhanh hơn một chút cũng rất bình thường mà không thể, vũ trụ bàn cổ sao có thể có quái vật tốc độ tu luyện so, với ta còn nhanh tồn tại. Đầu tiên là lệ gia lăng, lại là lữ khinh trần, bây giờ tiểu bối sao có thể coi trời bằng vung như vậy. Lý Diệu nói, nếu lữ khinh trần thật sự lợi hại như vậy, năm đó ở liên bang, sẽ không bị chúng ta giết cho tan tác. So với người nói cái quỷ gì vô cùng hiếm có tu luyện thiên tài, ngàn vạn khí vận phụ trợ thực mệnh thiên tử linh tinh, ta thả rằng tin tưởng, tàn hồn hắn ở thời điểm trôi giặt trong tinh hải, lại có một phen kỳ ngộ, cũng đạt được lực lượng nào đó giúp, có lẽ là truyền thừa của tiền bối đại năng nào đó. Cái này có vấn đề. Huyết sắc tâm ma nói, người ngẫm xem, bây giờ thế lực trung ương tinh hải cường đại nhất không gì hơn thánh minh cùng đế quốc, tình huống đế quốc ngươi phi thường hiểu biết, mà Lữ khinh Trần lại là cờ xí rõ rệt muốn hủy diệt thánh minh, sao có khả năng lại thoát ra thế lực thứ ba giúp Lữ khinh Trần. Những cái gọi là tiền bối đại năng đó, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Vấn đề này, Lý Diệu trong thời gian ngắn còn chưa cân nhắc ra. Nhưng, huyết sắc tâm ma ở ngoài châm trọng, không thừa nhận cũng không được, Lữ khinh Trần thăng cấp quả thực phi thường đáng ngờ. Hắn quá khứ có mấy cân mấy lượng, lý diệu và huyết sắc tâm ma phi thường rõ ràng, không có lý do ngắn ngủn vài năm không gặp, liền cường đại lên thật nhiều như vậy chứ. Cho nên, sau lưng Lữ khinh Trần, hẳn là còn cất giấu cái gì? Có lẽ, làm rõ nguyên nhân Lữ khinh Trần đột ngột cường đại, một chuỗi câu đố đều sẽ giải quyết dễ dàng. Để chúng ta mang tầm mắt quay lại đến trên thân thằng cha này đi kẻ đối thoại cùng cao hoan huyết sắc tâm ma nói bây giờ đã phi thường rõ ràng kẻ này hẳn là không phải lữ khinh trần nhưng ít ra là con dối hoặc là nanh vuốt bị lữ khinh trần điều khiển từ xa không sai lý diệu đồng ý có biện pháp thấy rõ chính diện hắn hoặc là đối với thanh âm của hắn tiến hành phân tích giọng không rất khó huyết sắc tâm ma nói lữ khinh trần đã lao đi tuyệt đại đa số dấu vết mình lưu lại ở trong linh võng có thể khôi phục những số liệu vỡ vụn này đã là cực hạn của chúng ta không có khả năng nhìn chính diện người nọ. Về phần thanh âm sao, ta tin tưởng thanh âm hắn sử dụng khẳng định đã trải qua biến hóa cùng che giấu, thậm chí có khả năng cố ý bắt trước người khác nói chuyện, lầm đường phương hướng điều tra, cho nên, không cần thiết lãng phí quá nhiều sức tính toán ở trên đây. Điều này cũng đúng. Lý Diệu nói, chẳng lẽ không có cách nào khóa mục tiêu thân phận thằng cha này sao? Cái đó cũng chưa chắc. Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta có thể đổi lối suy nghĩ, cao hoan người trải qua ba lượt tẩy não, cũng chưa thể hoàn toàn tẩy hết ký ức cùng bản thân như vậy nhất định phi thường hiếm thấy sẽ để lại lượng lớn số liệu ở trong hệ thống hơn nữa dẫn tới nhân viên công tác cùng tế ti cao cấp chú ý đúng hay không lý diệu nói đúng sau đó sẽ có một nhân viên công tác hoặc là tế ti cao cấp đi thăm dò tình huống của hắn tự mình tinh lọc cho hắn huyết sắc tâm ma nói mà hạng người không liên quan khác hẳn là không có cơ hội nào có thể tiếp cận hắn đúng không lý diệu mắt sáng ngời ý ngươi là người này đối thoại cùng cao hoan chính là vị nhân viên công tác hoặc là tế ti cao cấp nào đó đương nhiên một chứng cơ khác là chúng ta cũng chưa ở trong hệ thống tình đọc được tin tức về cao hoan phải biết hắn là trải qua ba lượt tẩy não cũng chưa khuất phục sao có thể không có ghi lại huyết sắc tâm ma nói ghi chép về cao hoan nhất định bị xóa đi rồi mà người có quyền hạn xóa đi ghi chép không có khả năng quá nhiều như vậy liền mang phạm vi điều tra co lại đến cực nhỏ rồi Lý Diệu nói, nhưng chỉ là tế ti cao cấp, hình như đã có nhiều tới 7 vị, lại thêm nhân viên công tác khác, hai ba mươi người trung quy là có, chúng ta lại nên xác nhận một người trong đó như thế nào. Nơi này có thời gian trao đổi đại khái của người này cùng cao hoan. Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta tuy không có cách nào trực tiếp biết thân phận của hắn, lại có thể xác định danh sách toàn bộ tế ti cao cấp cùng nhân viên, công tác cùng một đoạn thời gian đang ở trên cương vị, sau đó, chúng ta lại tìm video theo dõi, xem những người này rốt cuộc đang làm gì nếu bọn họ đều không phải là con rối của Lữ khinh Trần, lúc này nhất định đang tiến hành tác nghiệp khác, sẽ bị camera theo dõi bắt giữ được. Nếu có người nên trực, nhưng ở trong toàn bộ video theo dõi đều không tìm thấy hắn, nói lên cái gì? Nói rõ video về hắn đều bị cắt bỏ cùng nghiền nát rồi. Thần hồn Lý Diệu chợt lóe lên một cái, nói rõ hắn chính là con rối của Lữ khinh Trần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xúc tu thần hồn Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma một lần nữa hướng trong hạt cắt chỗ sâu trong biển số liệu chộp tới vô số số liệu như là hạt cắt nhỏ lập lòe tỏa sáng từ trong cái ngón tay của bọn họ lọt xuống tìm tòi lọc bài trừ tổ chức lại bọn họ liên tục biến ảo vài loại mô hình bắt lấy số liệu lớn rất nhanh đã tìm được tên ba người cùng với hình ảnh lập thể của bọn họ xem ra chính là một trong ba kẻ này rồi lý diệu nhìn chằm chằm ba nhân viên công tác mặt không biểu cảm trong hình ảnh ở đoạn thời gian cao hoan bị kích phát tình cảm mãnh liệt Ba kẻ này rõ ràng đang trực, lại rất khó tra được video làm việc của bọn họ. Một trong số đó, nhất định là đang đối thoại với Cao Hoan. Như vậy, cần mang những số liệu đáng ngờ này tung ra sao? Huyết sắc tâm mà hỏi, tung ra để thất tinh tìm được, để bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra tìm tung tích của khối lỗi vương. Không cần, mang toàn bộ số liệu chúng ta vừa mới phát hiện, hết thảy nghiền nát cùng cắt bỏ hết đi. Một lần này, cần cắt bỏ so với khôi lỗi vương càng sạch sẽ hơn. Lý Diệu giải thích, từ mảnh vỡ số liệu vừa rồi có thể thấy được, Cao Hoan ở sau khi bị áp bức ra tình cảm mãnh liệt nhất, như là ngọn lửa đốt cháy hết, bị dễ dàng tẩy mất ký ức, lấy thân phận binh sĩ bình thường, đưa đến nơi nào đó của tiền tuyến. Quyết chiến của Thánh Minh cùng đế quốc chưa khai hỏa, nếu hắn vận khí đủ tốt, bây giờ hẳn là còn sống, người vợ yêu quý Giang Tuyết của hắn nói không chừng cũng còn sống. Nếu chúng ta mang những số liệu này chủ động đưa đến trước mặt tiểu đội dạ xoa, tất nhiên thuận tiện bọn họ truy tra tung tích khôi lỗi vương, nhưng cũng vô cùng có khả năng bị bọn họ phát hiện cao hoan tồn tại, lấy phong cách người thánh minh, nếu bọn họ biết virus trí ái là lấy tình yêu cao hoan làm khuôn mẫu mà luyện chế, 99% khả năng sẽ lấy ra đại não của Cao Hoan để cắt miếng nghiên cứu. Ta không thể để người thánh minh làm như vậy, không thể để Cao Hoan phiêu lưu vô vị như vậy, chỉ bằng tình yêu của hắn đối với vợ, hắn đáng giá một phần tương lai càng thêm tốt đẹp, hắn nên cùng vợ chạy thoát khỏi thánh minh, trở lại quê nhà của bọn họ, trải qua cuộc sống thường thường, thường thản nhiên lại hạnh phúc khoái hoạt. Cho nên, tiêu hủy toàn bộ số liệu đi chúng ta trở lại bên người sở chi hiểu tùy tiện nghĩ cách nào đó để cô ấy chú ý thêm ba đối tượng hoài nghi này là được đã đại khái đoán ra thân phận khôi lỗi vương muốn tìm ra nanh vuốt của hắn độ khó sẽ không quá cao bởi vì chúng ta phi thường rõ hình thái thần hồn tần suất sóng điện não lữ khinh trần cùng thủ đoạn xâm nhập của hắn chỉ cần lần lượt từng bước trung quy sẽ phát hiện dấu vết để lại a à, huyết sắc tâm ma nói không ngờ ngươi còn để ý như vậy sống chết cùng tương lai của cao hoan một tiểu nhân vật như vậy điều đó là đương nhiên đây là điểm khác nhau lớn nhất của chúng ta cùng Lữ Khinh Trần mà. Lý Diệu mỉm cười, Lữ Khinh Trần có thể mang bất luận kẻ nào đều coi là đá kê chân, vật hy sinh, nhiên liệu, con kiến cùng hạt bụi, hắn có thể dùng thi hài ức vạn con kiến đi xây ra một con đường thông thiên kim bích huy hoàng, đi thông cái gọi là tương lai văn minh nhân loại hắn hướng tới, nhưng ta không làm được, ta vĩnh viễn cũng không làm được, ở trong lòng ta, hiện tại cùng tương lai quan trọng như nhau, sinh mệnh cùng với hạnh phúc của một người cùng tương lai toàn nhân loại cũng là quan trọng như nhau về phần cách nghĩ của ta cùng lữ khinh trần rốt cuộc ai đúng ai sai hừ để lịch sử đến quyết định đi vô luận như thế nào ta cũng là người mấy trăm tuổi rồi là sẽ không thay đổi trong khoảnh khắc thần hồn lý diệu trở nên vô cùng kiên định cùng sắc bén nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại phát ra tiếng cười khẽ từ trong lòng ngươi cười cái gì huyết sắc tâm ma nói mặc dù lữ khinh trần thật sự là khôi lỗi vương nhưng lực lượng giấu ở sau lưng hắn vẫn chưa hoàn toàn bại lộ còn có chân tướng sau lưng thánh minh trí thiện thượng sư cùng các vị thần cũng bao phủ ở trong sương mù chúng ta vẫn đang không biết con đường phía trước đi nơi nào nhưng tâm tình của ngươi lại lập tức tốt hẳn lên tâm tình của ta đương nhiên rất tốt lý diệu nói bởi vì cao hoan tồn tại khiến ta rõ một sự kiện ít nhất ở trên một điểm này lữ khinh trần cũng không nói sai tình cảm nhân loại thật sự là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ mặc dù là cao hoan một chiến sĩ cấp thấp rất bình thường như vậy khi mang tình yêu nồng đậm của hắn bùng nổ đến mức tận cùng vẫn có thể giao động nền tảng thống trị của toàn bộ thánh minh làm năm tên trí thiện thượng sư cũng run sợ một tên cao hoan đã có thể như thế nếu ngàn ngàn vạn vạn tên cao hoan ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại giàu cảm tình đều có thể thức tỉnh lại há là cái gì trí thiện thượng sư thông linh thánh điện cùng ba đại bổn nguyên pháp tắc gặp quỷ có thể ngăn cản rõ một điểm này Ta đối với con đường phía trước không có chút hoài nghi nào nữa, nhân loại tất thắng, tình cảm chân thành tha thiết nhất, nồng đậm nhất của nhân loại tất thắng, ý chí kiên nghị nhất, cương ngạnh nhất của nhân loại tất thắng, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Cao Hoan, vô luận ngươi giờ ở nơi nào, vô luận ngươi lại trải qua bao nhiêu lần tẩy não, ta tin tưởng tình yêu của ngươi đối với vợ là vĩnh viễn sẽ không mài mòn biến mất. Mà nữ nhân kia có thể làm ngươi yêu như thế, cũng nhất định yêu ngươi thật sâu, đang chờ đợi ngươi khoác chiến hỏa cùng khói thuốc súng buông xuống. Ta thề nhất định sẽ cho các ngươi được như nguyện nhất định sẽ mang các ngươi cứu hết ra cho các ngươi về quê nhà trở lại nhân gian chân thật ở sâu trong thần hồn lý diệu lời thế như xét đánh rạch nát không trung chiếu sáng lên chiến ý sáng như tuyết của hắn hắn nghiền nát toàn bộ số liệu có liên quan với cao hoan lại thật cẩn thận xóa đi tất cả dấu vết mình điều tra tầng sâu quan thất tinh vẫn đang tìm tòi số liệu di động tầng trên mặt ngoài tự nhiên vẫn không thu hoạch được gì nhưng vào lúc này Nửa bộ phận trước của Thông Linh Thánh Điện truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó là tiếng súng như bão táp mưa rào, biển số liệu nhất thời điên cuồng cùng hỗn loạn hẳn lên. Không tốt, thiếu tá bọn họ đã xảy ra chuyện. Quan Thất Tinh hướng Lý Diệu gửi đi một mệnh lệnh, nhanh đi tiếp viện. Lý Diệu hơi ngẩn ra, thần hồn thoát khỏi linh võng, trở về trong máy chủ chiến xa con nhện, liền cảm thấy bốn phía đều truyền đến chấn động mỏng manh, nhân viên công tác cùng tế ti cấp thấp bên người đều không biết làm sao, tiếng súng phía trước lại càng lúc càng dày đặc thất tinh, heo đỏ. Trong kênh thông tin chuyển đến tiếng kêu bén nhọn của sở chi hiểu, mau tới gần ta. Lý Diệu và quan thất tinh không chút do dự hướng đại điện chạy vội đi, nửa đường từ chỗ sở chi hiểu hiểu biết tình huống. Vừa rồi Lý Diệu và quan thất tinh, được an bài đến tìm đọc lấy số liệu trong máy chủ, mà ba người sở chi hiểu, Vân Hải Tâm cùng Nguyên Khấu, thì phụ trách tra hỏi toàn bộ nhân viên công tác cùng tế ti. Hắc mộng Vân Hải Tâm là minh tu sư thâm niên, tựa như ở đế quốc chân nhân loại, đã từng làm công tác phản gián điệp thẩm vấn cùng phân biệt người thánh minh có thể liếc một cái hiểu rõ khác thường của một người thánh minh nào đó liên tục tra hỏi mấy mấy nhân viên công tác đều chưa xảy ra ngoài ý muốn nào ngờ lúc vừa mới tra hỏi đến tên tế ti cao cấp thứ hai liền xảy ra tình trạng tên tế ti cao cấp này vừa bị hắc mộng vân hải tâm thôi miên còn chưa thật sự tiến hành hỏi liền bạo khởi làm khó dễ đem vân hải tâm một cước đá văng cướp đường mà chạy vậy thì không thoát được rồi khẳng định kẻ này có vấn đề Sở Tri Hiểu và Nguyên Khấu hai người trái phải kẹp vào tấn công, vốn đã nắm chắc 9 phần 10, không ngờ tên tế ti này cũng có được thần thông thôi miên cùng ảo thuật ra ngoài dự liệu, vô cùng có khả năng bị Khôi Lỗi Vương khống chế từ xa, thế mà để Sở Tri Hiểu cùng Nguyên Khấu sinh ra nửa dây ảo giác, từ trong khe hở hai người giáp công chui ra, chạy hướng chỗ sâu trong Thông Linh Thánh Điện. Thông Linh Thánh Điện chính là pháo đài tiểu hành tinh lơ lửng trong tinh hải, bốn phía là chân không lạnh lẽo, vũ trụ tối tăm, căn bản không chỗ nào để chạy mà tiểu đội dạ xoa sau khi tới lại lâm thời phong tỏa toàn bộ cảng vũ trụ cho phép vào không cho phép ra không cho toàn bộ tàu vũ trụ rời khỏi cho nên tên tế ti này hẳn là chạy không thoát nhị nhưng hắn hoặc là khôi lỗi vương sau lưng hắn tựa như ý thức được tình trạng xấu hổ ở vào bước đường cùng của mình thế mà lại lấy phương thức quỷ dị nào đó dẫn nổ bom tình cảm đã sớm mai phục sâu trong thông linh thánh điện khiến virus trí ái ở trong não vực vô số tù binh đế quốc đang tiếp nhận tẩy não hung hăng phát nổ các tù binh đế quốc đó nằm ở trong kén kim loại, vốn chưa hoàn toàn tẩy đi ký ức cùng bản thân, trong đầu vẫn chứa đựng sợ hãi cùng thù hận đối với thánh minh. Bây giờ lại bị khôi lỗi vương lửa cháy đổ thêm dầu, hát lên một gáo tình yêu nóng bỏng nhất, nào có đạo lý không điên cuồng. Khi Lý Diệu và Quan Thất Tinh chạy tới đại điện, nhìn thấy là một màn làm ra đầu người ta phát tê. Trong vô số kén kim loại bán trong suốt, thuốc thôi miên cùng tinh lọc đều sôi trào như là nham thạch nóng chảy, người chuẩn thánh minh vốn như trẻ sơ sinh im lặng cuộn mình ở bên trong đều liều mạng dãy ruộng, điên cuồng gầm rú, gõ lớp vỏ vang lên phành phành. Cũng có vô số tù binh đế quốc quân thân thể khỏe mạnh, đã sớm đập vỡ vỏ ngoài, nhảy xuống. Bọn họ hai mắt đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn, như là trơ mắt nhìn thấy người yêu thương nhất chết thảm ở trước mặt mình, trong mỗi một lỗ chân lông đều tràn ngập thù hận như nọc độc. Giang Tuyết, Giang Tuyết, các ngươi đã giết Giang Tuyết. Những hung thú hình người đần độn này, nằm giữa người đế quốc và người thánh minh phát ra gầm rú đau khổ mà phẫn nộ, hướng tiểu đội dạ xoa cùng với kẻ tinh lọc kẻ dọn dẹp cùng nhân viên công tác bình thường ở xung quanh lao tới thần hồn lý diệu nhộn nhạo ra gợn sóng hoang mang sau một lát phản ứng lại hóa ra lữ khinh trần còn nhằm vào cảm tình của cao hoan bịa đặt các loại kịch bản khác nhau lúc nào cũng có thể mang tình yêu nóng bỏng nhất chuyển hóa thành thù hận nồng đậm nhất đám kẻ dọn dẹp dạ xoa tiểu đội tuy thực lực mạnh mẽ nhưng chung quy nhân số quá ít đối mặt hung thú hình người lấy vạn để tính hai mắt đỏ lên chăm miệng một lời hô răng tuyết cũng cảm thấy khó giải quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ kích động lên hung tính cùng thù hận mãnh liệt hơn nữa của đối phương càng quan trọng hơn là những kẻ lây nhiễm này căn bản không phải mục tiêu của bọn họ tên tế ti hốt hoảng chạy trốn kia mới là mấu chốt tìm được khôi lỗi vương heo đỏ thất tinh tập trung tên tế ti kia ở trong nhiều tầng vòng vây sở chi hiểu lớn tiếng quát tuyệt đối không thể bị hắn chạy trốn càng không thể để hắn tự sát hắn là manh mối duy nhất chúng ta tìm được khôi lỗi vương manh mối chặt đứt thì cái gì cũng xong rồi. Vừa rồi ta cùng nguyên khấu đều trúng ảo thuật của hắn, một gã tế ti nho nhỏ căn bản không có bản lãnh như vậy, nhất định là khôi lỗi vương đang thao túng hắn từ xa, mau đi truy tung, tìm được khôi lỗi vương thực sự, rốt cuộc trốn ở nơi nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Sở chi hiểu liên tục bắn mấy phát súng, lại nhắm lòng bàn chân kẻ lây nhiễm, dòng hạt kim loại nhiệt độ cao làm sàn hòa tan hết thảy, biến thành mười mấy lỗ thủng nhìn ghê người. Vô số kẻ lây nhiễm cuồng nhiệt đều từ trong lỗ thủng ngã xuống khoang tầng dưới, ngã ngã chỏng vó, trong lúc nhất thời không bò lên được. Nguyên Khấu cũng vung đôi tay như cối xay gió, mang càng nhiều kẻ lây nhiễm vung đến khoang tầng dưới, chồng chất như núi. Nhưng vô dụng, càng nhiều kẻ lây nhiễm từ trong kén kim loại bò ra, từ giữa không trung nhảy xuống, như là khỉ nổi điên, ý đồ nhảy đến trên người bọn họ. Trong phòng bí mật hai bên đại điện, càng truyền đến từng đợt gầm rú như điên như ma cửa khoang như tờ giấy bị những đôi móng vuốt lông xù xé rách một đám quái vật thân mặc giáp đẹp mắt lộ ánh sáng hung dữ từ bên trong nhảy ra những quái vật này đều là kẻ cường hóa thiên phú dị bẩm thân thể cường tráng đang tiếp nhận điều chế bọn họ đều bị cấy vào xương khớp kim loại mạch máu cường hóa trái tim nhân tạo vân vân các khí quan trở thành binh chủng đặc thù mặc áo giáp cầm binh khí trên chiến trường sức chiến đấu tuyệt đối không phải ong thợ cùng ong lính tầm thường có thể bằng được giang tuyết giang tuyết những quái vật này trong đầu cũng bị khôi lỗi vương gieo vào vợ yêu giang tuyết của mình, chết thảm ở trong tay người thánh minh, mà mấy tên chết tiệt trước mắt này, chính là hung thủ đáng hận cách nghĩ như vậy. Bọn họ không để ý điều chế còn chưa kết thúc, rất nhiều người trên gáy cùng xương sống còn kéo đường ống thật dài, đã kêu ngao ngao, hướng tiểu đội dạ xoa cùng kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp còn lại lao tới. a à, chuyện xảy ra đột nhiên, hỏa lực cằn cỗi của kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp căn bản không ngăn được những quái vật, vì giết chóc, mà sinh này rơi vào trong cánh tay lông xù cùng nanh vuốt bén nhọn của bọn họ nháy mắt đã bị xé thành mảnh vụn những quái vật này vừa nhai nuốt lục phủ ngũ tạng của kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp vừa chừng đôi mắt vẩn đục hung hăng nhìn chằm chằm đám người tiểu đội dạ xoa đi mau sở chi hiểu đột nhiên quay đầu hướng lý diệu cùng quan thất tinh lớn tiếng quát chúng ta chắn ở nơi này các ngươi hết sức chuyên chú truy tung tung tích khôi lỗi vương dầm dầm nhẫn càn khôn của cự linh nguyên khấu chớp động hào quang một phen lấy ra hai khẩu pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn như hạm pháo, đồng loạt nổ súng, bật ra một bức tường lửa chói mắt. Mọi người ở dưới tường lửa yểm hộ vừa đánh vừa lui, Lý Diệu cùng Quan Thất Tinh thì hết sức chăm chú, cảm giác sóng điện não dị động của toàn bộ kẻ lây nhiễm bá bá. Từ từ tư, tư tư. tích tích. Toàn bộ thế giới ở trong cảm giác của Lý Diệu một lần nữa trở nên khác biệt. Nhân loại không là hình ảnh rõ ràng nữa, lại biến thành ngưng tụ thể của vô số phóng xạ cùng từ trường. Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cùng sóng điện não của bọn họ, phân biệt hóa thành con số rắc rối phức tạp, hiện lên rõ ràng ở trong tầm mắt của Lý Diệu. Lý Diệu mơ hồ có thể nhìn thấy, trong từ trường sinh mệnh của tuyệt đại bộ phận kẻ lây nhiễm đều kéo ra một sợi dây nhỏ màu xám nhạt, một đường kéo dài đến chỗ sâu trong Thông Linh Thánh Điện. Điều đó như một vạn con rối gỗ, dây treo của bọn nó hết thảy tập trung ở chỗ sâu trong Thông Linh Thánh Điện, trong tay người nào đó. Đang lúc Lý Diệu triển khai quan sát đo lường, Hào quang của những sợi dây màu xám đó lại càng lúc càng ảm đạm, trong giây lát tiếp cận biến mất. Đối phương đang từ bỏ khống chế đối với con rối, có lẽ sợ tiểu đội dạ xoa truy theo nguồn gốc, tìm tới cửa. Phải giành giật từng giây. Lý Diệu thậm chí không để ý tới sức tính toán mình thể hiện ra có thể quá mạnh hay không, hành động có thể quá kiên quyết hay không, không chút do dự liền hướng phía sợi dây con rối kéo dài lao đi như điện. Ầm, um, ầm, um, ở sau lưng hắn liên tục chuyển đến ba tiếng nổ lại là cự linh nguyên khấu thi triển quái lực kinh người cứng rắn mang cả khối sàn tàu đánh thủng làm vô số kẻ lây nhiễm đều ngã xuống khoang tầng dưới chỉ khổ nhân viên công tác cùng tế ti khoang tầng dưới đương nhiên nguyên khấu là sẽ không để ý lý diệu thì càng không sao cả chết ở trong tay kẻ lây nhiễm cũng tính là các tế ti đó trừng phạt đúng tội hắn vung ra sáu chi mang bánh xe phía cuối bốn chi vận chuyển tới cực hạn bỏ lên xuống xê dịch di chuyển từ đầu tới cuối tập trung mục tiêu không tha vượt ở trước khi toàn bộ sợi dây màu xám đều biến mất hết lại lần nữa bắt giữ được bóng dáng tên tế ti kia lúc này sở tri hiểu vân hải tâm và quan thất tinh cũng đuổi tới từ ba phương hướng chặn đường ra của tên tế ti kia lại thêm càng lúc càng nhiều kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp mang toàn bộ thông đạo xung quanh đều vây quanh chật như nêm cối ngay cả một con ruồi bọ cũng không có khả năng bay qua thần hồn lý diệu vẫn vặn tới mức như một sợi dây thừng thép tên tế ti này chỉ là công cụ khôi lỗi vương gây án là cái đôi thằn lằn có thể cắt đi bất cứ lúc nào hắn phải thừa dịp khôi lỗi vương còn chưa vứt đối phương đi lẻn vào truy theo nguồn gốc túm chặt khôi lỗi vương không có thời gian nữa liều một phen thần hồn lý diệu phát ra gợn sóng sắc bén như đao kiếm coi như khôi lỗi vương là lữ khinh trần lấy ra đặc thù thần hồn dao động của lữ khinh trần ở sâu trong ký ức của chúng ta để thần hồn chúng ta mạnh mẽ xâm nhập đến trong não vực tên tế ti này tìm tòi đặc thù tương tự sau đó truy tung nơi phát ra nó trong máy chủ của chiến xa con nhện sáng lên một tia chớp vô ảnh vô hình lại sắc bén, không thể chống đỡ, dọc theo linh võng không đâu không có, chui vào não vực tên tế ti kia. Não vực của tế ti chỉ là ván cầu, Lý Diệu đang ở trong một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị, giống như có thể nhìn thấy, một sợi tơ nhỏ so với sợi tóc càng nhỏ hơn một vạn lần, gần như trong suốt, từ trên thiên linh cái tế ti chui ra, ở giữa không trung vẽ ra từng cái vòng quỷ dị bí ẩn. Thông qua dây cáp cùng dây anten, chui ra khỏi thông linh thánh điện phóng đến chỗ sâu trong tinh hải. Bắt được ngươi rồi. Lý Diệu chưa bao giờ cẩn thận khống chế thần niệm của mình như thế. Hắn như là hành tẩu ở trên một sợi tơ nhện lắc lư lào đảo, một bên là biển băng, một bên là lửa, đã không thể bị trí thiện thượng sư nhìn ra manh mối, cũng không thể bị khôi lỗi vương phát hiện hắn tồn tại. Lý Diệu cảm thấy mình lại một lần nữa bị bắn ra ngoài, bắn về phía tinh hải lấp lánh mà thâm thúy. Loại cảm giác thần hồn nháy mắt bị kéo dài tới một tỷ km, trăm vạn năm ánh sáng, vô số thế giới này, có chút tương tự với khiêu đáng, so với khiêu đáng càng kích thích hơn gấp trăm lần. Hắn nhìn thấy thông linh thánh điện bị mình ném xa xa ở sau người, nhanh chóng biến thành một hạt cát nhỏ bé, mà ánh sao lay động xung quanh đều biến thành những đường cong xoắn ốc vừa nhỏ vừa dài, đan xen thành đường hầm lập lòe tỏa sáng. Khi thần hồn hắn xuyên qua đường hầm, đã đi tới một phương thế giới hoàn toàn khác. Nơi này cũng là đại thiên thế giới dưới thánh minh nắm giữ, có được hạm đội tuần tra cùng căn cứ thu thập tài nguyên vân vân các loại phương tiện tự nhiên cũng có siêu cấp máy tính sức tính toán rất mạnh, cùng với hệ thống thông tin bốn chiều liên thông toàn bộ vũ trụ, truyền số liệu ngay lập tức. Sợi tơ nhện trong suốt kia lẻn vào thông linh thánh điện, điều khiển tế ti, dẫn bạo kẻ lây nhiễm, liền xa xa đi thông một phương thế. Giới này, máy chủ căn cứ lấy quặng nơi nào đó. Chẳng lẽ bản tôn khôi lỗi vương trốn ở chỗ này? Không đúng, không có khả năng đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma kêu lên, khôi lỗi vương chỉ mang nơi này coi là một ván cầu, một tầng ngụy trang bản tôn hắn nhất định còn nấp ở nơi sâu hơn lý diệu ngưng tụ thần hồn cẩn thận phân biệt quả nhiên lại nhìn thấy một sợi tờ nhện càng thêm trong suốt càng thêm mảnh khảnh từ căn cứ thu thập quặng kéo dài ra chui vào trong căn cứ thông tin siêu xa bên rìa của một phương thế giới này đuổi theo đi thần hồn một lần nữa sẽ rách phân giải vỡ nát ngưng tụ cùng tổ chức lại ánh sao bị kéo dài đến vô hạn lại đan vào thành vòng xoáy hết sức lấp lánh lý diệu không ngừng truy tung một lần lại một lần nhìn thấu ngụy trang của khối lỗi vương, một hơi đuổi theo ra bảy tám đại thiên thế giới, cuối cùng, thần hồn hắn khóa mục tiêu một con tàu vũ trụ mập mạp to lớn không gì so sánh, được, địa chỉ tiết điểm linh võng nào đó, ở sâu trong tàu vũ trụ hiện ra ở trong gợn sóng thần hồn, của hắn. Nơi này chính là điểm cuối của sợi tơ nhện trong suốt kia. Lúc này, thần hồn Lý Diệu cũng đạt tới cực hạn mệt nhọc, giống như là dây thun bị kéo căng đến cùng, kéo dài thêm một cm nữa là phải đứt không kịp điều tra hoàn cảnh xung quanh thậm chí không kịp thấy rõ tên tàu vũ trụ khổng lồ này thần hồn lý diệu liền bắn trở về cảm giác của hắn như là từ ngoài tầng khí quyển tung người nhảy xuyên qua trời cao vạn thước nhảy vào biển sâu lạnh như băng chìm mãi đến vực sâu đáy biển không có ánh mặt trời ước chừng ngẩn ra 5 phút đồng hồ thần hồn mới trở về thể xác tạm thời trong máy chủ của chiến xa con nhện heo đỏ mà kết quả mình kiểm tra đo lường thời gian chỉ trôi qua ngắn ngủn vài phút ngắn ngủn vài phút truy tung Trình độ thần hồn hắn tiêu hao lại đạt tới 31%, tương đương với một cuộc đại chiến kinh động thiên địa. Bản tôn khôi lỗi vương, che giấu thật đúng là đủ sâu, trách không được kẻ này tự tin như thế, dám không kiêng để gì thả ra xúc tu của gã, ở các nơi của Thánh Minh gây sóng gió. Nhưng, Lý Diệu chưa mang địa chỉ linh võng mình khóa mục tiêu trực tiếp lấy ra, lấy ra nhanh như vậy, không khỏi tỏ ra tính năng của hắn quá mạnh. Hắn làm bộ như vẫn đang vận chuyển siêu cao tốc, không ngừng phát ra tiếng ong ong, thật cẩn thận quan sát hoàn cảnh dối loạn tựa như bị khống chế được nhân viên công tác thông linh thánh điện khởi động trình tự xử trí khẩn cấp từ bốn phương tám hướng của đại điện đều phun ra khí gây tê hiệu quả mạnh làm những kẻ lây nhiễm phát cuồng đều lâm vào ngủ say ngáy khò khò xung quanh là một mảng hỗn độn vô số kẻ tinh lọc kẻ dọn dẹp nhân viên công tác cùng tế ti đều thương vong thê thảm nặng nề càng đừng nói trang bị tẩy não bị phá hoại đương nhiên lý diệu là vui vẻ thấy nó hận chỉ mong cả tòa thông linh thánh điện đều bị phá hủy mới tốt Sở chi hiểu đám thành viên tiểu đội dạ xoa cũng không để ý thông linh thánh điện, tổn thất cùng các tế ti thương vong, bọn họ chỉ quan tâm tung tích của khối lỗi vương. Ngay tại nửa phút trước, tên tế ti cùng đường, lâm vào tuyệt vọng kia đã dẫn nổ bom tinh thạch quấn quanh ở trên người, mang chính mình nổ nát bét, ngay cả nửa khối tổ chức não đầy đủ cũng tìm không ra, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với khối lỗi vương. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng cho mô khối truy tung mới nhất quan thất tinh, cùng chiến xa con nhện lắp đặt. Thế nào, tìm được chưa? Sở Chi Hiểu túm chặt lấy thể xác kim loại của Quan Thất Tinh, làm bả vai chuyên gia máy tính phát ra tiếng vang rắc rắc, giống như muốn mang bờ vai của hắn bóp nát. Hẳn là tìm được rồi. Camera của Quan Thất Tinh lóe ra hào quang mê mang, ngây ra rất lâu mới báo ra một địa chỉ linh võng. Năng lực truy tung của hắn không bằng Lý Diệu, chỉ tìm được địa chỉ đại khái, chính xác đến một khu vực nào đó. Nhưng trong kho số liệu của hắn tồn chữ lượng lớn quan hệ đối ứng địa chỉ linh võng cùng địa chỉ chân thật cho nên lập tức nói ra tên một con tàu vũ trụ duy nhất của mảng tinh vực đó. Khôi lỗi vương tránh ở, tránh ở, quan thất tinh ngừng lại một chút, như là muốn thở gấp một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, trên tàu quang minh vĩnh hằng. Đáp án này, đừng nói tiểu đội dạ xoa, ngay cả Lý Diệu nghe được, cũng hơi ngẩn ra. Khéo như vậy, tàu quang minh vĩnh hằng không phải là ngày hôm qua sở chi hiểu mới nói cùng hắn, một trong các phòng thực nghiệm nhân tính của Thánh Minh, giả tạo thành quốc gia tu chân cỡ nhỏ nơi chuyên môn dùng để thí nghiệm hình thái xã hội diễn biến của nhân loại ở dưới tình huống tài nguyên cực kỳ phong phú vĩnh viễn không khô kiệt sao không ngờ khôi lỗi vương thế mà trốn ở nơi đó nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thường bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của thánh ước đồng minh là đấu tranh với đế quốc chân nhân loại tuyệt đại bộ phận sức tính toán của trí thiện thượng sư đều phải đưa lên trên chiến trường mà phòng thực nghiệm nhân tính loại này nói đến cùng cũng chỉ là thăm dò tính chất tuyến đầu là một nước cờ nhàn rỗi ở trước khi hoàn toàn tiêu diệt đế quốc sẽ không quá được trí thiện thượng sư coi trọng trốn ở nơi đó hệ số an toàn tương đối cao một mặt khác tuyệt đại đa số cư dân trên tàu quang minh vĩnh hằng cũng không biết chân tướng bên ngoài ở trong trạng thái cách tuyệt với đời hình thái xã hội cùng hoàn cảnh linh võng của bọn họ tự thành một thể cũng càng tiện khôi lỗi vương ngủ đông cùng thao túng càng quan trọng hơn là nếu khôi lỗi vương thật sự là lữ khinh trần như vậy quốc gia tu chân trên tàu quang minh vĩnh hằng có khả năng khiến hắn nhớ tới quê nhà tinh diệu liên bang của mình có lẽ đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn lựa chọn chiếc tàu thực nghiệm nhân tính này làm xào huyện có quan thất tinh lót đường lý diệu thoải mái mang địa chỉ mình khóa mục tiêu được nói thẳng ra địa chỉ hai người truy tung được hầu như nhất trí chỉ là lý diệu chính xác hơn chút hầu như chính xác đến một bộ máy tính nào đó trên tàu quang minh vĩnh hằng đương nhiên quá mức chính xác ý nghĩa cũng không lớn bởi vì khôi lỗi vương không có khả năng ngu xuẩn đến mức chỉ sử dụng một bộ máy tính để phát động xâm nhập sau một lần hành động quy mô lớn khẳng định sẽ tiêu hủy chứng cớ thay một bộ máy tính mới chưa từng bại lộ tóm lại chỉ cần xác định khôi lỗi vương tránh ở trên tàu quang minh vĩnh hằng sự tình liền dễ xử lý rồi quả nhiên sở tri hiểu cũng không hoài nghi tính năng của chiến xa con nhện lý diệu đột nhiên trở nên cường hãn chỉ là khen ngợi hình thức truy tung mới nhất quan thất tinh nghiên cứu phát triển ra tương đối hữu dụng sau đó liền thông qua phòng thông tin của thông linh thánh điện mang lượng lớn số liệu truyền tống về cục thẩm vấn dị đoan Nửa giờ sau, tiểu đội dạ xoa vừa mới nghỉ ngơi hồi phục xong, bỏ thêm vào đủ thức ăn cùng tinh thạch đạn dược cho mình cùng pháp bảo, mệnh lệnh mới liền truyền tới. Thông linh thánh điện xảy ra rối loạn quy mô lớn, chứng minh khôi lỗi vương đã nổi lên lòng nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng, lại để hắn chạy mất, tiểu đội dạ xoa lập tức lên đường, đi tàu quang minh vĩnh hằng, phá hủy hội thần tâm, chóc nã khôi lỗi vương. Lần hành động này chỗ khó không ở có thể phá hủy hội thần tâm hay không, mà là nhất định phải ở trước khi khôi lỗi vương có điều phát hiện, bịt chặt mỗi một con đường hốt hoảng chạy trốn của hắn. Khôi lỗi vương vô cùng có khả năng, ở trên các chiến hạm chủ lực cùng pháo đài vũ trụ cực kỳ quan trọng của Thánh Minh đều mai phục cơ sở ngầm, điều động quy mô lớn, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Hơn nữa quyết chiến chiến lược của Thánh Minh cùng đế quốc ít ngày nữa sắp triển khai, ở thời khắc vi diệu như thế, cũng không có khả năng vì một mình khôi lỗi vương, liền quấy dày toàn bộ bố trí tiền tuyến. Cho nên, tiểu đội dạ xoa vẫn như cũ là chủ lực bắt khôi lỗi vương. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận tiểu đội kẻ tinh lọc cùng kẻ, dọn dẹp dưới chứng cục thẩm vấn dị đoan. Còn có mấy chi bộ đội đặc trùng sở trường chiến đấu tiếp mạn thuyền trong thần hữu, quân đều sẽ nhảy đến phụ cận tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, trợ giúp tiểu đội dạ xoa hành động. Cuối cùng, nếu có thể, năm tên trí thiện thượng sư cũng không hy vọng hành động bắt bớ phá hỏng trật tự bình thường trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, bởi vì chàng thực nghiệm nhân tính quy mô lớn này đã kéo dài suốt 300 năm, đạt được vô số số liệu thú vị, bên trên rất muốn để cho thế giới nhỏ ngây thơ vô tri này tiếp tục phát triển, xem xem dục vọng của nhân loại đến tột cùng có thể phát sinh tới trình độ nào, lại có thể mang linh tính của nhân loại ăn mòn tới trình độ nào. Nếu bị chiến hỏa cắn nuốt, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải tốn 300 năm thời gian để tích lũy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là an toàn tính mạng của khôi lỗi vương, phải bắt sống, đã không thể để hắn đào tẩu, càng không thể để hắn sợ tội tự sát, bởi vì cách nghĩ của bên trên cùng Lý Diệu không mưu mà hợp, đều cho rằng khôi lỗi vương không có khả năng tự dưng xuất hiện, có lẽ khôi lỗi vương cũng là con rối của tồn tại thần bí nào đó, mà tồn tại thần bí này mới là kẻ địch nguy hiểm nhất của Thánh Minh. Danh hiệu lần hành động này, hai chữ, bắt quỷ. Một giờ sau, hành động bắt quỷ chính thức triển khai, mang theo nhiệm vụ gian khổ như thế, toàn thể thành viên tiểu đội dạ xoa, cùng một đội kẻ dọn dẹp tinh nhuệ, cùng với bộ đội đặc trùng tinh anh trong thần hữu, quân chọn ra cùng nhau lên một con tàu tấn công hình thái răng nanh, chậm rãi chạy vào tinh hải không gian thích hợp nhảy nhất bên rìa kim sư giới. Cảm thụ được tinh hải mênh mông bên ngoài cửa sổ mạn tàu trở nên càng lúc, càng mờ mịt cùng hư ảo, trong lòng Lý Diệu bỗng hiện ra cảm giác cực kỳ cổ quái. Nhanh, thật sự quá nhanh. Từ khi hắn biết được khôi lỗi vương tồn tại, đến hắn hóa thân chiến xa con nhện, lẻn vào tiểu đội dạ xoa, tham dự đến nhiệm vụ bắt khôi lỗi. Vương, một hơi từ cục thẩm vấn dị đoan nhảy đến thông linh thánh điện, mắt thấy lại sắp từ thông linh thánh điện nhảy đến tàu quang minh vĩnh hằng chăn chọc vài đại thiên thế giới thời gian lại mới trôi qua vài ngày ngắn ngủn ở thánh minh chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn khác với lúc ở liên bang cùng đế quốc tinh diệu liên bang tự nhiên không cần phải nói mặc dù ở đế quốc chân nhân loại hắn đối mặt cũng là một đám người sống sờ sờ có máu có thịt giàu cá tính vô luận là hoàng hậu đế quốc lệ linh hải thủ tướng đế quốc đông phương vọng tổng chấp sự vạn giới thương minh kim ngọc ngôn thậm chí hắc tinh đại đế vũ anh kỳ đều là người cụ thể có lý niệm dã tâm dục vọng của mình nhưng ở thánh minh trừ ma đồng cùng với dạ xoa ngoại tộc như vậy vô luận ong lính hay là ong thợ tầng dưới chót hay là giai tầng tế ti thân là trí thiện tộc bao gồm cục trưởng cục thẩm vấn dị đoan thậm chí trí thiện thượng sư vừa rồi xuất hiện ở trong thánh quang máy tính tùy thân bọn họ đều không có đặc điểm không có cá tính bộ mặt mơ hồ không rõ hoàn toàn không giống nhân loại cụ thể mà là một ký hiệu là tượng trưng nào đó là quỷ mặt giả không đeo mặt nạ, là cấu kiện trên một cỗ máy khổng lồ. Tưởng tượng có một cỗ máy to bằng tinh cầu, do 10 tỷ linh kiện tạo thành, khổng lồ, tinh vi mà chắc chắn, tất cả mọi người bao gồm cục trưởng cục thẩm vấn dị đoan, cùng trí thiện thượng sư ở trong, đều là những cái đinh ốc bé nhỏ không đáng kể, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào trong cỗ máy này, đây là cảm giác chấp hành nhiệm vụ của Lý Diệu. Lấy tàu vũ trụ làm vật dẫn, vĩnh hằng trôi giặt trong tinh hải mênh mông, làm người ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé và cô độc mà vẻn vẹn một con tàu vũ trụ, không đủ để duy trì tài nguyên tuần hoàn cơ bản nhất, không thể không dựa vào linh võng hư vô mở mịt, từ nơi nào đó chưa biết lĩnh nhiệm vụ, đạt được tiếp tế tiếp viện, lại tăng thêm tín ngưỡng cùng sùng bái của người ta đối với lực lượng tối cao nào đó, bất chi bất giác bị tước đoạt cá tính cùng bản thân, dị hóa thành một bộ phận nhỏ của cỗ máy khổng lồ. Dẫn tới, chỉ cần trên máy tính tùy thân gửi tới tùy tiện một mệnh lệnh, liền thành pháp lệnh thiên luật, đủ khiến mọi người không chút do dự đi kính dâng cùng hy sinh căn bản không cần làm rõ gửi đi mệnh lệnh rốt cuộc là ai, cũng không cần tự hỏi chân tướng sau lưng mệnh lệnh. Đây là Thánh Minh, một cỗ máy quốc gia trên ý tứ mặt chữ, không hơn không kém, bị kích phát đến mức tận cùng. Chỉ là, sau lưng bất cứ một cỗ máy nào, luôn có một người thao túng. Mặc dù bây giờ không có, ở quá khứ thật lâu trước kia, sẽ luôn có người đặt sẵn trình tự cùng nhiệm vụ của máy móc. Người thao túng thánh minh cỗ máy khổng lồ này rốt cuộc là ai, là năm trí thiện thượng sư bộ mặt mơ hồ không rõ, không có cá tính cùng đặc điểm kia hay là bàn cổ tộc đang ngủ say hay là tồn tại nào khác lý diệu đang trầm ngâm cảm nhận được gợn sóng thần hồn huyết sắc tâm ma khoách tán tới này ngươi có cảm thấy chuyện này rất cổ quái hay không huyết sắc tâm ma nói cái gì cổ quái lý diệu hơi ngẩn ra hỏi ngược lại chính là chuyện khôi lỗi vương dễ như vậy bị chúng ta khóa mục tiêu huyết sắc tâm ma nói ngươi nghĩ đi khôi lỗi vương mang toàn bộ video và số liệu theo dõi hắn kích hoạt cao hoan nghiền nát hết xóa rồi lại xóa hầu như không thể khôi phục nếu không phải chúng ta thiên phú dị bẩm lại là người quen cũ của hắn quen thuộc thủ đoạn của hắn hầu như không khôi phục được bởi vậy có thể thấy được hắn cực không muốn bị người ta phát hiện hắn tồn tại truy nguồn gốc tìm được hắn đúng hay không cái này không phải nói lời thừa lý diệu nói khôi lỗi vương đương nhiên không muốn người khác tìm được hắn tìm được hắn chính là một cái chết nha cái này có vấn đề gì ngươi đừng vội nghe ta nói Huyết sắc tâm ma nói, vấn đề ở chỗ, nếu khôi lỗi vương thật sự không muốn người khác tìm được hắn, cần gì phải lưu lại tên tế ti cao cấp bị hắn khống chế kia, lỗ hổng hoặc là nói người sống này. Ừ, tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại, bị huyết sắc tâm ma chỉ ra như vậy, hắn cũng phát hiện không đúng, có đạo lý, nhìn từ mặt ngoài, trận kịch chiến vừa mới xảy ra ở thông linh thánh điện thực phải nói là, kinh tâm động phách, vừa là rất nhiều kẻ lây nhiễm dương nanh múa vuốt, máu thịt bay tứ tung vừa là tế ti cao cấp hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng tự bạo mà chết, vừa là chúng ta chơi kỹ năng đặc biệt truy tung linh võng, thần nhiệm vụ vù vù bay loạn ở giữa bảy tám mươi mấy đại thiên thế giới, dẫn tới mạo hiểm cả mảng lớn. Nhưng, căn bản không cần phiền toái như vậy, Khôi Lỗi Vương ngay từ đầu đã không cần thiết giữ lại tế ti này sống, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt cao hoan, trực tiếp giết người diệt khẩu, xử lý tên tế ti này, chẳng phải là sạch sẽ, xong hết mọi chuyện, thần tiên cũng không thể biết hắn tránh ở trên tàu quang minh vĩnh hằng. Tốt, cho dù tên tế ti cao cấp này là quân cờ quan, trọng hắn ăn bài ở trong thông linh thánh điện, hắn thật không dễ gì mới ăn mòn tên cao cấp tế ti này, ngay từ đầu còn không nỡ giết, vậy đợi tới lúc tiểu đội dạ xoa tới thông linh thánh điện điều tra, trung quy nên hạ sát thủ, diệt khẩu trước nhỉ. Sở chi hiểu bọn họ là thẩm vấn mấy chục nhân viên công tác trước, mới đến lượt tế ti cao cấp, khôi lỗi vương rõ ràng có đầy đủ thời gian thẳng lằn đứt đuôi, hắn vì sao không làm như vậy, cứ phải làm một trường hợp lớn mạo hiểm kích thích kết quả là vẫn bị chúng ta túm được đuôi khóa mục tiêu chỗ bản tôn hắn sai lầm cấp thấp như vậy không quá giống điều mà khôi lỗi vương lữ khinh trần sẽ phạm nhỉ chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thần hồn lý diệu nhộn nhạo thật lâu vẫn nghĩ không ra nguyên cớ chẳng lẽ kẻ này cố ý đặt ra một cái bẫy muốn dụ dỗ tiểu đội dạ xoa tới tàu quang minh vĩnh hằng trên thực tế hắn đã mang tàu quang minh vĩnh hằng biến thành một mảng tu la chàng nguy cơ bốn phía nhưng cũng không đúng nha tiểu đội dạ xoa chỉ là bộ đội tác chiến đặc thù lệ thuộc cục thẩm vấn dị đoan nhân số cũng không nhiều cũng không tính là lực lượng trung tâm của thánh minh thậm chí bản thân chính là thực nghiệm thể bị theo dõi cho dù tiểu đội dạ xoa toàn quân bị diệt cũng không thương tổn đến năm tên trí thiện thượng sư khôi lỗi vương không có lý do nhọc lòng không tiếc lấy mình làm mồi chỉ vì tiêu diệt vẻn vẹn một mũi tiểu đội dạ xoa nhị cho nên nếu tất cả thật sự ở trong an bài của hắn vậy hắn nhất định có mục đích tầng sâu hơn nữa có lẽ đi còn có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi nghĩ cho rõ khi chúng ta đang thảo luận bản tôn của khôi lỗi vương chúng ta rốt cuộc đang ám chỉ cái gì huyết sắc tâm ma nói người ta đều biết nếu khôi lỗi vương thật sự chính là lữ khinh trần vậy hắn ở vài năm trước đã hoàn toàn thoát khỏi thể xác của mình biến thành linh võng thiên ma thuần túy hoặc là dựa theo cách nói của hắn hình thái thứ ba của nhân loại kế sau nhân tộc cùng yêu tộc linh tộc thân thể máu thịt hắn từ trong bụng mẹ mang ra đã sớm mất mát ở trong chiến tranh hạm đội Hắc Phong tấn công tinh diệu liên bang, ở trên kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong nổ tung thành bột phấn, từ đó về sau, hắn liền đạt được tự do tuyệt đối, không bị bất cứ thể xác nào trói buộc nữa. Cho nên, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng, căn bản không tồn tại một cái bản tôn, có thể để tiểu đội Dạ xoa bắt lấy. Đúng rồi. Lý Diệu nói, Lữ Khinh Trần là linh tộc không có thể xác, hoặc là nói cả linh võng đều là thể xác của hắn. Nói đi thì phải nói lại, ý thức không có khả năng thoát ly vật chất tồn tại lâu dài, mặc dù hắn giống với chúng ta, đều là hình thái sinh mệnh tin tức, chung quy cần phải có chỗ dựa để lực lượng thần hồn của mình tận tình phóng thích. Giống như chúng ta không thể không sử dụng máy chủ cùng các chi bằng sắt thép của chiến xa con nhện, Lữ Khinh Trần cũng cần dựa vào một vài thứ mới có thể phát huy lực lượng của hắn. Không sai, nhưng như vậy, diện mạo thật sự của Lữ Khinh Trần liền vô cùng có khả năng hoàn toàn khác với tiểu đội dạ xoa tưởng tượng huyết sắc tâm ma nói, thẳng đến giờ phút này, tiểu đội dạ xoa, cục thẩm vấn dị đoan, cùng với trí thiện thượng sư đều cho rằng bọn họ đang bắt một người. Nhưng trên thực tế, Lữ khinh Trần vô cùng có khả năng không tồn tại, hoặc là không chỉ một khối thân thể nhân loại, bản thể hắn có khả năng là máy chủ tàu quang minh vĩnh hằng, có khả năng là một chiếc xe bay nhanh như điện chớp trong thành phố tàu vũ trụ, hoặc là bất cứ thứ gì. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đáng chết, sao ta cảm thấy, chúng ta càng thảo luận, độ khó bắt khôi lỗi vương càng cao có cần nghĩ cách, nhắc nhở bọn sở chi hiểu hình thái thật sự của khôi lỗi vương hay không? Nhắc nhở như thế nào? Huyết sắc tâm ma hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi trực tiếp nói cho sở chi hiểu, khôi lỗi vương thật ra không phải con người, mà là... Linh tộc, siêu linh thể, linh võng thiên ma nào đó? Cái gì, ngươi làm sao biết được? Cái này rất đơn giản, bởi vì ngươi và khôi lỗi vương là người quen cũ, ngươi còn là trưởng bối của hắn, là nhìn khôi lỗi vương từ nhỏ lớn lên, ngươi còn từng xoa đầu khôi lỗi vương, còn thân thiết cổ vũ hắn học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, ngay cả bộ dáng miệng còn hôi một sữa, chim con chưa đủ lông của hắn ngươi cũng từng thấy, hắn còn từng bưng trà rót nước cho ngươi, cung kính đối với ngươi. Được rồi, lý diệu đầu hàng, coi như ta chưa nói, thoạt nhìn, lại chỉ có thể làm việc tùy theo hoàn cảnh, cũng may, làm việc tùy theo hoàn cảnh loại chuyện này, xưa nay là điểm mạnh của chúng ta. Trong lúc hai người nói nhỏ, lẩm bẩm, tàu tấn công lại đã trải qua một lần bước nhảy bốn chiều nhanh như điện chớp, từ kim sư giới bứt ra, xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một thế giới cằn cỗi rời xa tiền tuyến, tuyệt đại bộ phận không gian xung quanh thích hợp triển khai bước nhảy tinh hải, đều bị vành đai đá vụn, cùng tinh vân năng lượng cao bao phủ, bế tắc giống như là lòng chảo trên hành tinh. Trừ một hành tinh ảm đạm kéo dài hơi tàn cùng mấy hành tinh lười biếng hấp hối, nơi này trống không một vật, không có bất cứ thiên thể nào có giá trị. Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đóng quân, ở trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh đất đá quy mô lớn nhất của thế giới này. Người thánh minh lừa gạt cư dân ngây thơ vô tri sinh hoạt ở, trong tàu quang minh vĩnh hằng nói, máy tuần hoàn của bọn họ chính là từ trên hành tinh đất đá này, hấp thu tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt, ở trước khi hành tinh tiến vào giai đoạn suy vong, bọn họ ít nhất còn có thể vô ưu vô lự sống mấy vạn năm. Trên thực tế, hoàn cảnh tinh cầu này cực độ ác liệt tràn đầy nham thạch xốp giòn không chịu nổi, mặc dù đào xuống lòng đất mấy vạn mét, lại ngay cả bóng dáng nửa khối tinh thạch to bằng móng tay cái cũng không thấy, càng đừng nói gì tới tầng khí quyển cùng hệ thống sinh thái. Cho dù cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng thức tỉnh hết thảy, cũng đừng nghĩ dựa vào tài nguyên của tinh cầu này chạy ra. Lý Diệu từng cho rằng, người thánh minh đều là cỗ máy tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Nhưng ít ra, kẻ đặt tên cho đại thiên thế giới này, lại có được loại cảm giác hài hước tàn khốc nào đó, đem nơi này đặt lên là tỉnh trung giới. Cuộc sống của các cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, chẳng lẽ không phải cũng như là trăng trong giếng vô luận mỹ lệ như thế nào nữa đều là một hồi ảo mộng chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng chụp tới lập tức sẽ vỡ tan hóa thành gợn sóng hư vô mờ mịt khi tàu tấn công đến tỉnh trung giới một trận mưa sao xa hiếm thấy đang tập kích tàu quang minh vĩnh hằng mang khiên linh năng của tàu vũ trụ đánh bật ra quầng sáng bảy màu rực rỡ như pháo hoa cái này tự nhiên cũng là người thánh minh một tay an bài bởi vì xúc tu khôi lỗi vương vô cùng có khả năng thẩm thấu đến bốn phương tám hướng tàu quang minh vĩnh hằng, xâm nhập trong máy chủ cùng camera và các loại máy truyền cảm trang bị ở quanh tàu vũ trụ. Nếu không dở trò, đã để các lộ tàu tấn công, tàu săn giết, tàu linh từ quấy nhiễu bao gồm tiểu đội dạ xoa và bộ đội đặc trùng thần hữu quân ở trong hết thảy nhảy đến tỉnh trung giới, vô cùng có khả năng sớm bị khôi lỗi vương phát hiện, mà một giây sau, khôi lỗi vương sẽ theo linh võng chạy đi, hoặc là rõ ràng sợ tội tự sát. Cho nên, an bài một trận mưa sao xa như vậy để lượng lớn mảnh vỡ vẫn thạch liên tục không ngừng đánh phá lớp vỏ tàu quang minh vĩnh hằng trong đó thậm chí có một số thể tích vẫn thạch tương đối lớn sẽ đánh thủng khiên linh năng cùng lớp vỏ hợp kim tàu vũ trụ không nghiêng không lệch vừa lúc xuyên qua máy chủ của nó như vậy mắt cùng tai phân tán ở các nơi lớp vỏ tàu vũ trụ liền không thể không đóng lại một đoạn thời gian thậm chí ngay cả máy chủ cũng phải tiến hành duy tu cùng kiểm tra toàn diện tin tưởng lúc này khôi lỗi vương là không dám nấp ở bên trong đây là cơ hội tốt nhất các tiểu đội truy bắt của hành động bắt quỷ thần không biết quỷ không hay nhảy đến tỉnh trung giới áp sát tàu quang minh vĩnh hằng đồng thời cũng là biện pháp duy nhất thực thi che chắn linh võng mang khôi lỗi vương khóa chết ở trong găng tấc tàu quang minh vĩnh hằng chia làm hai tầng trong ngoài là hai khu vực không liên quan tới nhau đại bộ phận thuyền viên ở lại phòng điều khiển cùng tầng ngoài phụ trách duy trì tàu vũ trụ vận chuyển đều là người thánh minh bọn họ hoặc là minh tu sư có nghiên cứu khắc sâu đối với nhân tính và đại não hoặc là tế ti vô cùng ngoan đạo đối với các vị thần thậm chí một bộ phận kẻ ẩn núp trong thí luyện bài đầu tiên của kẻ ẩn núp chính là thử lừa gạt cư dân trên tàu quang minh vĩnh hằng sau đó mới có thể đưa vào thực chiến đi tiếp nhận người đế quốc khảo nghiệm mà ở tầng trong bị màn hình không gian ba chiều cùng thái hư ảo cảnh bao phủ sinh hoạt ở trong thành thị tàu vũ trụ không biết đang ở phương nào chỉ biết sống mơ mơ màng màng mới là đối tượng thực nghiệm thực sự tầng trong cùng tầng ngoài Bình thường đều là ngăn cách cư dân trên thuyền từ nhỏ được báo cho biết, ở trong phòng điều khiển cùng khoang tầng ngoài tràn ngập phóng xạ mãnh liệt cùng dòng hạt năng lượng cao xâm nhập, nếu chưa tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất cùng tiêm vào vô số thuốc, tuyệt không thể dễ dàng đi ra ngoài, nếu không cực dễ dàng mắc bệnh không chữa được. 99% cư dân ở sau khi tiếp nhận giáo dục nguy hiểm như vậy mấy chục năm, thường thường đều đánh mất tâm tư đến phòng điều khiển và khoang tầng ngoài thăm dò đến tột cùng, an tâm ở trong nhạc viên nho nhỏ tận tình hưởng thụ đương nhiên cũng có số rất ít người, vô luận cảnh cáo cùng giáo dục như thế nào, vẫn luôn ôm ôm ấp tinh thần giấc mộng minh mông, khát vọng trở thành một người điều khiển tàu vũ trụ đủ tư cách, nhìn thấy phòng điều khiển thật sự, máy đẩy thật sự, khoang động lực cùng bình đài vũ khí thật sự. Trong thành thị tàu vũ trụ có một khu trường học chuyên môn chuẩn bị cho những kẻ dũng cảm như vậy. Trong đó lại có 99% kẻ dũng cảm sẽ ở trong kiểm tra vô cùng khắc nghiệt bị sàng lọc, từ nay về sau đoạn tuyệt giấc mộng ở trong thái hư ảo cảnh trong tinh hải mài mòn hùng tâm tráng trí tán gẫu để an ủi chỉ có một phần vạn số người mới có một tia cơ hội xa vời phá tan nhiều tầng cửa ải khó khăn trở thành thuyền viên quang vinh tới phòng điều khiển hoặc là khoang tầng ngoài kiến thức được chân tướng đương nhiên ở trước đó bọn họ phải tiếp nhận một trình tự nho nhỏ tẩy não cho nên tiểu đội dạ xoa kẻ dọn dẹp cùng kẻ tinh lọc còn có bộ đội đặc trùng thần hữu quân đương nhiên không thể lấy cái bộ dạng này lẻn vào 300 năm phong bế sinh trưởng, đặc thù hình dáng cư dân tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đã đã xảy ra biến hóa thật lớn so với người bên ngoài, bao gồm cách ăn mặc cùng lời nói cử chỉ đều có khác biệt thật lớn, nếu bọn họ cứ như vậy tùy tiện đột nhập cấm khu, khẳng định sẽ dẫn phát rối loạn, tương đương là thông báo khôi lỗi vương, bọn họ đã đến. Cho nên, sau khi các lộ tàu tấn công, tàu săn giết cùng tàu linh từ quấy nhiễu nương mưa sao xa yểm hộ, lặng lẽ áp sát tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, hai bên tiếp nối với nhau, chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là ở dưới nhân viên công tác của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, phụ trợ tiến hành ngụy trang. Chủ yếu chính là mang một ít cơ bắp cùng mỡ nhân tạo múp míp thịt, mềm nhũn, thứ được xưng cơ sinh hóa, dán từng khối đến trên người. Sở tri Hiểu cùng Vân Hải Tâm rất nhanh hoàn thành ngụy trang, biến thành hai tên mập mạp trâu tròn ngọc sáng, trong trắng lộ hồng, trong suốt lấp lánh. Lý Diệu và quan thất tinh trái lại đơn giản, dù sao trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng có con rối linh năng hình thái con nhện, cùng với cơ thể giả bằng máy tồn tại, chỉ cần cải tiến thêm chút, thay lấp vỏ phong cách địa phương là được. Chỉ có cự linh nguyên khấu quái vật lưng hùm vai gấu này tương đối phiền toái một chút, chiều cao 4-5 mét che giấu như thế nào cũng không giấu được, cuối cùng, đành phải để hắn cả người đều cuộn mình ở trong một chiếc xe vận tải kiểu phong bế, dùng phù trận khóa lực lượng sao động bất an của hắn, xa xa đi theo phía sau tiểu đội truy bắt. Toàn bộ hành động bắt quỷ, tổng cộng xuất động 9 tiểu tổ truy bắt, còn có lượng lớn binh sĩ mai phục ở khoang tầng ngoài tàu Quang Minh Vĩnh Hằng bao gồm mấy chiếc chiến hạm thần hữu, quân đều ngủ đông ở phía sau mấy hành tinh còn lại của tỉnh trung giới, mà trung tâm tất cả cái này chính là tiểu đội dạ xoa, cho nên làm đầu mối truyền tin tức tiểu đội dạ xoa sau lưng chiến xa con nhện Lý Diệu cũng lắp một pháp bảo thông tin công suất cường đại, chọc ra mấy cái dây anten thật dài, mỗi một dây đều tiếp thu cùng chuyển lượng con số thiên văn tin tức, bao gồm kết cấu thành thị tàu vũ trụ, phân bố mỗi một đường ống rắc rối phức tạp, động hướng của chín tiểu tổ bắt tọa độ phục binh bên ngoài, vân vân và mây mây. Toàn bộ tin tức đều ở sau khi thông qua Lý Diệu phân tích xử lý, lại truyền đến trên máy tính tác chiến của bốn thành viên trung tâm tiểu đội dạ xoa. 10 phút sau, chín tiểu tổ bắt bớ đều hoàn thành ngụy trang, từ các thông đạo bí mật thẩm thấu đến bên trong thành thị tàu vũ trụ. Thành thị tàu vũ trụ trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng tên là thành phố Quang Minh, là một thành thị hình vòng tròn đường kính ở khoảng 5 km, bốn phương tám hướng đều là nhà cao tầng, tòa nhà cao chọc trời nhất hầu như từ hai bên đan sen nối tiếp với nhau như là những cây cầu cắt ngang không trung đủ mọi màu sắc trọng lực nhân tạo không ngừng xoay tròn mang mọi người hấp thụ ở trên mặt hình cung trọng lực nơi này so với hành tinh đất đá hơi nhẹ hơn một chút làm cư dân nơi này bộ dạng trắng trèo mập mạp như trái đào mật no đủ mà yếu ớt tung người nhảy có thể ở giữa không trung nhẹ nhàng dừng lại bởi vậy cũng sinh ra rất nhiều phương thức hành động hoàn toàn mới nói ví dụ mặc quần áo cánh bay rộng thùng thình dựa vào động lực phun khí, trực tiếp từ mặt đất nhảy đến bầu trời, lại từ bầu trời trở lại một bên khác. Mà làm dấu hiệu của thành phố Quang Minh, cũng là kiêu ngạo cùng tượng trưng lớn nhất của cư dân nơi đây, đó là khu vui chơi ở trung ương thành thị, giữa không trung làm ăn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thành thị khổng ngủ 360 độ không ngừng xoay tròn này, có thể nói mang tưởng tượng đối với khoái hoạt của nhân loại thuyết minh đến cực hạn, là nhạc viên vĩnh hằng thật sự. Dạ xoa tiểu đội, từ trong tầng hầm ngầm một tòa cao ốc đang toàn diện duy tu xuất hiện, sở tri hiểu và vân hải tâm đã thay trang phục đặc hữu nơi này lấy lụa mỏng và tơ lụa làm nguyên liệu màu sắc sặc sỡ buồn cười như trò trẻ con lớp vỏ lý diệu cùng quan thất tinh cũng sơn lên từng vòng đồ án cầu vồng tươi đẹp đến trói mắt như là hai món đồ chơi lớn còn chưa thật sự xâm nhập thành phố quang minh đã có từng đợt mùi thơm nồng đậm đến cực điểm say lòng người đập vào mặt hương thơm mang vài phần thành phần thôi miên cùng tạo ảo giác có thể làm người ta tâm tình sung sướng phiêu phiêu dục tiên, không tự giác ngây ngô cười. Quả thực, từ thế giới tu la khói thuốc súng tràn ngập, đang đằng sát khí tới thành phố Quang Minh An Bình Tường Hòa, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ cùng chim hót hoa thơm, đối với những người suốt ngày ngâm ở trong máu tanh, thân thể và thần hồn đều chịu đủ tàn phá kia mà nói, giống như là thay đổi nhân gian, tới tiên giới. Sở chi hiểu cùng Vân Hải tâm lếp nhau, lại hướng quan thất tinh cùng Lý Diệu làm cái động tác, hơi cảnh giác đi ra khỏi tòa nhà. Lúc này, xe vận chuyển kiểu phong bế chở cự linh nguyên khấu, cũng từ trong bãi đỗ xe phía dưới cao ốc chậm rãi chạy ra. Hiện ra ở trước mắt bọn họ là một vùng biển sung sướng. Hôm nay tựa như là ngày hội gì của thành phố Quang Minh, hình như gọi là Tết cầu vòng cuồng hoan, không biết rốt cuộc muốn chúc mừng cái gì, dù sao cư dân thành phố Quang Minh luôn luôn muốn cử hành lễ mừng tương tự. Hoặc là vì chúc mừng tròn 300 năm khai sinh, hoặc là vì chúc mừng lập pháp hôn nhân đồng tính tròn 250 năm, hoặc là vì chúc mừng giới tính thứ ba sinh ra tròn 200 năm, hoặc là vì chúc mừng dự luật sủng vật kế thừa thông qua tròn 100 năm, các kiểu như thế. Lại hoặc là, không vì cái gì cả, chỉ là máy tuần hoàn chế tạo ra tài nguyên thật sự quá nhiều, liền lấy ra tiêu xài xả láng một phen, tìm niềm vui mà thôi. Tóm lại, màn hình không gian ba chiều khảm trên vách khoang bốn phương tám hướng đều xây dựng ra mặt trời, như kẹo que, đám mây như kẹo đường và đường bảy màu tạo thành cầu vồng, trên bầu trời pháo hoa hết sức sáng lạn lúc trầm lúc bổng ở trong tiếng cười ùn ùn nổ tung, mặt ngoài chính nhà cao tầng cũng hóa thành màn hình thật lớn, thể hiện ra bộ dáng cực lạc cuồng hoan của thị dân, người toàn bộ thành thị đều tràn ra đường, mang hoa tươi, kẹo, bánh ngọt và rượu ngon món ngon đều dùng sức ném nhau. Sau khi khiến mỗi người đều bôi vẽ thành méo mướp đủ mọi màu sắc, lại phát ra tiếng cười ngây ngô khanh khách. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm nhận được, cú sốc văn hóa thật lớn. Vô luận lúc hắn lần đầu tiên đối mặt tinh hài đến từ đế quốc chân nhân loại, hay là bàn cổ tộc sống lại, hay là hắc tinh đại đế vũ anh kỳ đều chưa từng rung động như vậy từ nhỏ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh tài nguyên cực độ khẩn trương hắn chưa bao giờ biết cái gọi là tài nguyên cực kỳ phong phú rốt cuộc là có ý tứ gì phải biết rằng vô luận ở liên bang hay là đế quốc mặc dù tu luyện đến cảnh giới nguyên anh thậm chí hóa thần mặc kệ người tốt hay là người xấu đều phi thường quý trọng mỗi giọt tài nguyên cho dù một hạt cơm rơi ở trên bàn cũng phải dùng ngón tay dính lên ăn đây là thói quen sinh hoạt của rất nhiều cường giả Tuy không phải mỗi người như thế, nhưng giống trước mắt, người cả một thành thị đều đang không kiêng để gì tiêu xài cùng lãng phí, chẳng hề để ý chà đạp bánh ngọt cùng món ngon ở trên mặt đất. Hình ảnh như vậy vẫn là lý diệu chưa gặp trong đời. Nếu hắn có trái tim, lúc này khẳng định thắt lại thành một cục, phải vô cùng đau đớn. Thần hồn lý diệu như là dây cáp không ngừng co giật, nhìn kỹ mọi thứ quanh mình. Hắn phát hiện, lấy tiêu chuẩn cư dân tinh cầu mà nói, cư dân thành phố Quang Minh cũng quá mức tai to mặt lớn chút, Vô luận nam nữ già trẻ, hầu như đều là những quả bóng to nhỏ, trong trắng lộ hồng, đừng nói xương cốt, ngay cả cơ bắp cũng không phân biệt rõ, giống như phía dưới làn da tơ lụa mịn màng kia, chính là những vũng nước trong suốt thấy đáy. Tuy nói, sinh hoạt thời gian dài trong tàu vũ trụ, ở trong hoàn cảnh trọng lực nhân tạo, quả thực sẽ tạo thành vấn đề mật độ xương thấp vân vân, nhưng cư dân phi tinh giới Tinh Diệu Liên Bang đều là văn minh tàu vũ trụ, cũng không phải bộ dáng phúc hậu cùng viên mãn như vậy. Cư dân phi tinh giới càng thêm thon dài tinh tế, như là những con chuồn chuồn nhẹ nhàng. Xem ra, vẫn là ăn quá tốt, quan tâm quá ít. Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm, có thể dùng cơ sinh hóa ngụy trang ra bề ngoài cư dân thành phố Quang Minh, cũng có thể mặc vào quần áo màu sắc rực rỡ, ngây thơ đến cực điểm như bọn họ, lại rất khó bắt chước ra vẻ mặt và khí chất của bọn họ. Nên hình dung tinh khí thần của bọn họ như thế nào đây? Hướng tốt thảo luận, cư dân nơi đây đều có những khuôn mặt chưa từng chịu uất ức, tất cả đều vô ưu vô lự căn bản không thể nghĩ ra thế gian còn tồn tại bất cứ tai ách, cực khổ cùng hắc ám nào, ai cũng ngây thơ, không có chút phòng bị cùng cảnh giác. Nói về cái hại, chính là không tim không phổi, không có chút năng lực tự bảo vệ mình cùng sinh tồn, đều là dê đợi làm thịt, đóa hoa bồi dưỡng ra trong khoang vô khuẩn. Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm hiển nhiên cũng rất không thích ứng hoàn cảnh nơi này, cùng diện mạo mọi người, hai người tuy là bộ dáng tai to mặt lớn, nhưng ở sâu trong ánh mắt vẫn lóe ra sự cảnh giác nặng nề cùng chiến ý lạnh lùng tàn, khốc. Lúc này, có vài cư dân địa phương mang theo bóng bay, bưng bánh ngọt và rượu ngon món ngon, sôi nổi chạy tới. Hai, Tết cầu vồng vui vẻ. Một cư dân trong đó, bỗng nhiên mang một cái bánh ngọt lớn bôi vẽ thành màu sắc cầu vồng hướng sở chi hiểu, đập tới. Lấy tu vi sở chi hiểu, đương nhiên có thể dễ dàng né tránh cái bánh ngọt này, nhưng cô không chắc làm như vậy có thể bại lộ hay không, đành phải tùy ý mình bị bánh ngọt đập đầy mặt, ở trong bơ chảy xuôi, chớp mắt, toát ra biểu cảm mê mang. Ha ha! mấy cư dân địa phương đó cười ha ha lại giả cái mặt quỷ đến đi vui vẻ hẳn lên đến chiến đấu đi sau đó bọn họ tung người nhảy giang đôi tay từ trong giày phun ra hai luồng khí như là mấy quả bóng bay lớn bay tới giữa không trung hướng khu vui chơi răng đèn kết hoa lấp lánh đến cực điểm bay đi vừa bay còn vừa hướng đám người sở chi hiểu vẫy tay tựa như đang khiêu khích bọn họ thoạt nhìn ở trong định nghĩa của cư dân địa phương dùng bánh ngọt ném qua ném lại lẫn nhau chính là cái gọi là chiến đấu thật sự là địa phương đáng sợ huyết sắc tâm mà lặng lẽ nói với lý diệu cư dân nơi này phi thường hữu hảo nhưng cũng phi thường ngây thơ cùng trống rỗng bọn họ tự như bởi vì tài nguyên quá phong phú liền không có việc gì để làm vì tránh cho trống vắng liền nghĩ ra đủ loại lễ mừng để giết thời gian nhưng sau lễ mừng nhàm chán vô vị lại làm bọn họ lâm vào tuần hoàn ác tính càng thêm trống rỗng dẫn tới mấy trăm năm qua cũng chưa thể có chút tiến bộ ở lĩnh vực kỹ thuật cùng thăm dò nói đi thì phải nói lại bọn họ chính là chim trong lồng nào có dư địa gì có thể thăm dò cùng tiến bộ trừ cất tiếng ca hát miễn cưỡng cười vui còn có thể thế nào ta có chút sợ hãi nơi này lý diệu nhìn cư dân nơi đây ở giữa không chung kết thành một đoàn vừa múa vừa hát lẩm bẩm không so với nói ta sợ hãi nơi này chẳng bằng nói ta sợ hãi cái tương lai kia giải quyết mâu thuẫn giữa liên bang đế quốc cùng thánh minh thật sự đoàn kết lại với nhau không còn uy hiếp bên ngoài kỹ thuật lại tiến bộ thật lớn nhưng còn không thể lao ra khỏi bức tường đen nhỉ văn minh nhân loại bây giờ, vô luận liên bang hay là đế quốc, tuy tồn tại đủ loại vấn đề nghiêm trọng thậm chí là uy hiếp chí mạng, nhưng chính bởi vì mấy vấn đề cùng uy hiếp này tồn tại, mới có thể kích phát toàn bộ dũng khí cùng trí tuệ của chúng ta, mới có thể bức bách chúng ta bày ra một mặt quang minh nhất cùng tốt đẹp nhất của nhân tính, mang chúng ta đắp nạn thành nhân loại càng ngày càng cường đại. Nhưng, nếu có một ngày, cố gắng của chúng ta thật sự thành công, mâu thuẫn của liên bang, đế quốc cùng thánh minh bị hoàn toàn nghiền nát, tất cả nhân loại, của bàn cổ vũ trụ đều ngưng tụ thành chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời, không còn có chiến tranh, không có áp bách, không còn uy hiếp tới từ bên ngoài, mà kỹ thuật đủ tiên tiến cũng cho mỗi người cuộc sống hạnh phúc cơ bản nhất. Khi đó, các đồng bào nhân loại của ta có thể cũng biến thành như cư dân thành phố Quang Minh, vô ưu vô lự, ngây thơ rực rỡ, đánh mất trí tiến thủ, lại xa vào trong hạnh phúc trước mắt, nho nhỏ, xác định hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Đừng quên, còn có đa nguyên vũ trụ, còn có hồng triều, còn có địa cầu. Huyết sắc tâm ma nói, mỗi một cái trong mấy mục tiêu này, đều đủ để cổ vũ văn minh nhân loại tiếp tục phấn đấu một vạn năm. Quá xa, những mục tiêu này đều quá xa xôi. Lý Diệu nói, mặc dù một hạng mục cơ bản nhất vượt qua bức tường đen này, nếu không có ngoại lực tham gia cùng cơ duyên xảo hợp kỹ thuật bùng nổ, chỉ sợ qua 5.000 năm nữa cũng không nhất định có thể hoàn thành. Con người là có tính trơ, khi người biết, toàn bộ nhiệm vụ đã biết đều đã hoàn thành, toàn bộ uy hiếp trước mắt đều không còn tồn tại, mà một nhiệm vụ tiếp theo ít nhất cần phấn đấu 5.000 năm mới, có thể nhìn thấy kết quả, kết quả còn không nhất định chính xác, uy hiếp kế tiếp có lẽ còn ở cách ức vạn năm ánh sáng, thậm chí xa đến mức dùng năm ánh sáng cũng không thể cân nhắc, ngươi còn có thể lo lắng hết lòng, thiêu đốt tất cả đi phấn đấu sao. Cư dân thành phố Quang Minh, làm sao không phải gánh vác sứ mệnh vĩ đại phục hưng văn minh nhân loại, nhưng sứ mệnh này thật sự quá to lớn, quá xa xôi cũng quá nặng nề xa xôi cùng nặng nề đến mức bọn họ không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng, không phải cũng đã bị bọn họ dần dần từ bỏ cùng quên mất sao. Nhân tính như thế, không thể quá nghiêm khắc, không có khả năng yêu cầu mỗi người đều từ bỏ hiện thế hạnh phúc, đi truy tìm hy vọng mấy ngàn năm mấy vạn năm sau, mới có một phần trăm tỷ lệ tình được. Sinh ở gian nan khổ cực, chết ở yên vui, sinh ở yên vui, chết ở gian nan khổ cực, vô luận cá thể hay là văn minh, đều là như thế. Huyết sắc tâm ma nói xong, bỗng nhiên cười lên, cho nên đây là ý nghĩa tồn tại của chúng ta những thiên ma này đặc biệt ta loại thiên ma thích nhất giết chóc cùng phá hoại này ngay từ đầu ngươi còn vô cùng kháng cự đối với ta nhưng cẩn thận ngẫm lại nếu vĩnh viễn không có giết chóc cùng phá hoại không biết phương pháp cùng ý nghĩa chiến đấu văn minh nhân loại lại sẽ biến thành bộ dáng gì đây lý diệu ngẩn ra rất lâu ngơ ngác nhìn vô số cư dân thành phố quang minh bên hông buộc chặt bóng bay bản thân cũng vụng về như quả bóng bay giữa không trung vừa cười ngây ngô vừa dùng bánh ngọt đánh tới đánh lui lẫn nhau còn có người để cho chó cưng của mình cưỡi ở sau lưng mình, quả thực không phân biệt được ai là sùng vật của ai, càng có một số người thân bạn bè, hoặc là người qua đường vốn không quen biết mang hình ảnh buồn cười, của bọn họ quay chụp lại, chuyển đến, trong tường thủy tinh nhà cao tầng thậm chí màn hình không gian ba chiều vách khoang chiếu ra, cho người ta bình đầu luận chân, tặng hoa cùng thêm các loại trang sức cho bọn họ, bộ dáng còn như rất kiêu ngạo, rất vui vẻ. Lý Diệu rét bút từng đợt trong lòng không biết tới từ đâu tuy ta dốc sức ngăn cản mỗi một trận chiến tranh trong tinh hải hy vọng để vĩnh cửu hòa bình buông xuống nhưng người nói tựa như cũng có đạo lý ta quả thực chưa từng nghĩ hòa bình vĩnh cửu rốt cuộc sẽ mang đến cái gì cho văn minh nhân loại ở sâu trong thần hồn lý diệu nhộn nhạo ra gợn sóng vô cùng phức tạp cùng thâm thúy hắn lẩm bẩm ta bỗng có chút có thể lý giải hành vi của nữ oa tộc năm đó phải biết rằng tuy chúng ta phản đối cách làm dậm chân tại chỗ bế quan tỏa cảng làm rùa đen rút đầu của bàn cổ tộc năm đó nhưng loại cách làm mang tình cảm cùng dục vọng đều phóng thích đến mức tận cùng, lòng như lửa đốt, không tiếc đánh nội chiến cũng phải lao ra khỏi bàn cổ vũ trụ đó của nữ oa tộc, tựa như, tựa như cũng quá cấp tiến một chút. Bàn cổ tộc lo lắng chưa hẳn không có đạo lý, tinh hải bên ngoài bàn cổ vũ trụ quá mênh mông, đa nguyên vũ trụ quá hắc ám, mà kẻ địch sau lưng hồng chiều lại quá cường đại, không làm đầy đủ chuẩn bị đã vội vã hành động, quả thực có khả năng tự chịu diệt vong. Vì sao nữ oa tộc không thể nhẫn nại, đợi thêm mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm chờ hồng triều dần dần lui điều kiện càng thêm chín mùi hơn một chút lại lấy phương thức tương đối hòa bình đoạt lấy quyền lãnh đạo liên minh văn minh bản cổ triển khai viễn trinh mới thì sao như vậy không phải tốt hơn sao quá khứ chúng ta ở cùng long dương quân bạch lão đại bọn họ tham thảo vấn đề này khi đều cho rằng nữ oa tộc là bị thanh âm đến từ bên ngoài bản cổ vũ trụ những vong linh bị hồng triều cắn nuốt văn minh đó phát ra lời kêu gọi hấp dẫn thật sâu lâm vào vùng lầy cùng nhiệt không thể tự rút ra được nhưng hôm nay thấy được tinh thần diện mạo cùng phương thức sinh tồn của cư dân thành phố quang minh ta bỗng nhiên có ý tưởng mới có lẽ nữ oa tộc cũng biết hành vi của bọn họ lúc đó quá xúc động quá cấp tiến quá mạo hiểm hy vọng cực kỳ xa vời một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác một văn minh sinh trưởng cùng kéo dài là có chu kỳ văn minh trưởng thành như đi ngược dòng nước không tiến thì lui quả quyết không có đạo lý vững vàng phát triển một vạn năm. Nếu liên minh văn minh bàn cổ cứ dựa theo cách nghĩ của một số người nào đó, trong bàn cổ tộc, co đầu rút cổ ở trong bàn cổ vũ trụ, bình an ngủ đông một vạn năm, năm vạn năm thậm chí mười vạn năm, tuyệt đối không có khả năng bảo trì trình độ kỹ thuật tiên tiến, nhất cùng tinh thần phong mạo tích cực hướng, về phía trước, dũng cảm tiến thủ của mười vạn năm trước sẽ chỉ biến thành kẻ đáng thương trắng trèo mập mạp giống cư dân thành phố Quang Minh, người trưởng thành trên thân thể, trẻ con trên tinh thần. Một văn minh không có loạn trong giặc ngoài, hoặc là loạn trong giặc ngoài còn cần mấy vạn năm sau mới có thể buông xuống, chung quy là phải diệt vong, nữ oa tộc chính là tỉnh ngộ đạo lý này, cho nên biết rõ công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, cũng phải không để ý tất cả mạo hiểm lao ra, thậm chí phát động một cuộc nội chiến để đánh tỉnh bộ phận đồng bào, nhắc nhở bọn họ đừng quên sứ mệnh. Phán đoán này rất thú vị. Huyết sắc tâm ma nói, bất cứ văn minh nào tiến hóa, đều không có khả năng tuần tự từng bước thuận buồm xuôi gió rất nhiều thời điểm biết rõ núi có hồ cứ phải đi lên không thể không đối mặt vực sâu vạn trượng tiến hành cú nhảy mạo hiểm nhất nhảy qua văn minh kéo dài cao hơn tầng lầu ngã vào vực sâu hoặc là không dám nhảy kết quả đều là giống nhau khác biệt văn minh nháy mắt hoặc là dần dần tiêu vong chết sớm chết muộn mà thôi đúng vậy ta vốn tưởng chúng ta còn có mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm thời gian có thể chậm rãi phát triển không nhanh không chậm xây dựng quân viễn trinh đợi tới vạn năm sau lại thăm dò ngoại vực lý diệu nói nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu liên bang, đế quốc cùng thánh minh giải quyết mâu thuẫn, bàn cổ vũ trụ đại đoàn kết chuyện này cần tiêu hao một ngàn năm, mà xây dựng quân viễn trinh, phá tan bức tường đen chuyện, này cần tiêu hao một vạn năm, chín ngàn năm giữa đó nhìn như gió êm sóng lặng, không có bất cứ uy hiếp nào, văn minh nhân loại lại sẽ phát triển như thế nào đây? Những nhân loại một thế hệ mới vừa sinh ra đã vô ưu vô lự, ăn no suốt ngày đó, sẽ có ý thức nguy cơ riêng, của chúng ta đám nhân loại cũ niên đại chiến tranh rèn luyện ra sao? bọn họ có thể lý giải âm mưu phản bội tanh máu tàn khốc diệt sạch hy sinh cùng kính dân các loại ý tứ như thế sao bọn họ có thể lý giải sứ mệnh của văn minh nhân loại biết chúng ta vì sao phải xông ra ngoài bức tường đen đi đối mặt nguy hiểm không thể đoán trước sao bọn họ nguyện ý mang cả đời của mình mang toàn bộ hạnh phúc của mình đều đặt vào trong một kế hoạch to lớn vạn năm sau mới có thể nhìn thấy kết quả mà kết quả vô cùng có khả năng là tai ương ngập đầu sao nếu có một ngày hồng triều thật sự đánh sập bức tường đen xâm nhập bàn cổ vũ trụ, những nhân loại này một vạn năm sau, rốt cuộc là dùng kiếm lưỡi cưa cùng súng tên nổ đi nghênh đón nó, hay là giống cư dân thành phố Quang Minh, giang đôi tay, dùng hoa tươi và bánh ngọt đi hoan nghênh nó đây. Cho nên, huyết sắc tâm ma nói, ngày xưa nữ oa tộc chính là nghĩ như ngươi, cho rằng chờ đợi dài dòng sẽ chỉ mài mòn ý chí của toàn bộ đồng bào, ăn mòn thần hồn quý giá nhất của bọn họ, vì đánh thức đồng bào, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, lao ra trước rồi nói sau cho dù chỉ có một con tàu vũ trụ lao ra, cho dù là ở trong đa nguyên vũ trụ bên ngoài bức tường này, để lại ký hiệu sinh mệnh trí tuệ bàn cổ vũ trụ, liền có khả năng bị hồng triều phát hiện, như vậy, toàn bộ liên minh văn minh bàn cổ liền không còn đường lui, chỉ có thể mang tất cả trí tuệ, dũng khí, ngọn lửa sinh mệnh cùng tài nguyên vô số, đều đầu nhập đến trong kế hoạch to lớn viễn trinh ngoại vực, dù sao vươn đầu rụt đầu đều là một đao mà. Ha, ta bỗng nhiên phát hiện, Bạch lão đại rất có thể cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Ngươi biết, sớm ở trước khi chân tướng đa nguyên vũ trụ bị hoàn toàn phát hiện, hắn đã lập chí phải một mình một ngựa xông ra, đánh khắp cái gì vũ trụ bốn chiều, năm chiều, sáu bảy tám chiều. Thoạt nhìn, cách nghĩ của hắn phi thường lỗ mãng, thực có chút hương vị không quan tâm, căn bản không để ý mình nhỡ đâu bại lộ, sẽ mang đến hậu quả có tính tai nạn cỡ nào, cho tất cả mọi người bàn cổ vũ trụ. Đừng quên, mọi người ở chỗ này còn có đứa con trai hắn yêu thương nhất. Chỉ là tự đại và ngu xuẩn sao? Ta không cho rằng như vậy. Bạch lão đại là hai lớp tinh đạo chi vương cắn nuốt tàn hồn nghiêm tâm kiếm, khắc sâu hiểu rõ đối với nhân tính, sẽ không kém kim đồ dị bao nhiêu, có lẽ hắn đã sớm thôi diễn, ra bức tranh một khi văn minh nhân loại mất đi uy hiếp cùng đối thủ, rốt cuộc sẽ sa đọa thành bộ dáng gì. Cho nên, hắn mới không tiếc trả giá tất cả cũng phải lao ra, không đơn giản là thực hiện giấc mộng tinh đạo mạnh nhất đa nguyên vũ trụ của mình, càng muốn vì văn minh nhân loại tìm kiếm đối thủ mới, uy hiếp mới nhiệm vụ mới đủ để kích phát dũng khí cùng trí tuệ tầng sâu nhất của chúng ta, đi điên cuồng tiến hóa, điên cuồng cắn nuốt, điên cuồng cường đại. Quá khoa trương rồi nhỉ? Lý Diệu nói, có mơ hồ như ngươi nói hay không? Có lẽ có, có lẽ không có, nhưng mặc dù bạch lão đại chưa nghĩ tới một điểm này, ngươi cũng nên nghiêm túc suy ngẫm, đừng để toàn bộ bàn cổ vũ trụ đều biến thành bộ dáng trên tàu quang minh vĩnh hằng. Huyết sắc tâm ma nói, dù sao chúng ta cũng phải đi thăm dò địa cầu, vô luận như thế nào cũng phải xông ra ngoài, Ta, ta không biết. Lý Diệu rất muốn dùng sức vò đầu, ta đã không muốn dục tốc bất đạt, nóng vội, vi phạm quy luật tiến hóa, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn văn minh nhân loại mất đi trí tiến thủ cùng cảm giác sứ mệnh, ngâm ở trong mật đường tầm thường, không ngừng sa đọa mà không tự biết. Ai ra? Huyết sắc tâm ma sen lời hắn, vì sao các ngươi những kẻ tự xưng là người trong chính phái này luôn lề mề, do do dự dự như vậy, đã muốn, Lý Diệu nói, đã muốn làm cái gì đó, lại muốn lập đền thờ, phải không? ồ oh. huyết sắc tâm ma nói người sao nỡ nói mình như vậy dù sao ta không nói cũng sẽ bị người nói lý diệu nói quyết sách trọng đại như vậy không phải ý kiến một mình ta có thể khống chế đến lúc đó vẫn là nghe ý kiến lão bảo một chút giao cho nghị hội dân chủ quyết định thậm chí bỏ phiếu toàn dân tiếng xấu mọi người cùng nhau gánh thực xong đời ai cũng đừng trách ai phải không có đạo lý cho nên vẫn là tập trung tinh thần bắt lấy khôi lỗi vương lữ khinh trần trước rồi nói sau huyết sắc tâm ma nói ta cũng rất muốn nghe ý kiến của lữ khinh trần xem xem ở trong thế giới mô phỏng của hắn là quy hoạch tương lai văn minh nhân loại giải quyết mấy vấn đề này như thế nào lữ khinh trần đã mang hang ổ của hắn bố trí ở đây nếu không phải trùng hợp thì nhất định có nghiên cứu khắc sâu đối với mấy vấn đề này người nói xem sức chú ý của lý diệu một lần nữa về tới trong lần hành động bắt quỷ trước mắt này nếu nói con đường phía trước chính là một đống tơ vỏ ít nhất khôi lỗi vương Lữ khinh trần là đầu sợi duy nhất rõ ràng có thể thấy được, trước túm cái đầu sợi này, liền có thể kéo tơ lột kén, từng bước một trải vuốt rõ ràng toàn bộ chân tướng bá bá. Lượng số liệu khổng lồ thông qua máy chủ chiến xa con nhện, truyền vào trong tiểu đội dạ xoa. Lý Diệu giống như nhìn thấy, ở bên rìa tỉnh Trung Giới, vài tòa trạm thông tin siêu xa vốn dùng để liên lạc với bên ngoài hết thảy đóng cửa. Lượng lớn tàu linh từ quấy nhiễu cũng vận sức chờ phát động, có chút dị động, có thể giải tấm lưới lớn trùng trời, thực thi phong tỏa quấy nhiễu cùng chấn áp đối với khôi lỗi vương lý diệu còn nhìn thấy ở trên phòng điều khiển của tàu quang minh vĩnh hằng rất nhiều chuyên gia máy tính đang vẻ mặt nghiêm túc quét máy chủ cùng mạng lưới nội bộ cố gắng trong thời gian ngắn nhất bài trừ toàn bộ virus cùng cạm bẫy logic mà ở trong thành phố quang minh chín tiểu tổ bắt đang bất động thanh sắc đồng thời hướng mục tiêu lao đi thành phố quang minh tuy có được hơn trăm vạn dân cư lấy tiêu chuẩn vũ trụ chân không mà nói nghiễm nhiên là một tòa đô hội quy mô khổng lồ nhưng chỗ có thể cho Khôi Lỗi Vương lựa chọn ẩn thân cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là hắn cần một bộ siêu cấp máy tính tính năng mạnh mẽ, thậm chí là tổ máy tính kiểu hàng ngũ diện tích quy mô thật lớn, tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ, mới có thể xâm nhập mỗi một đầu dây thần kinh của toàn bộ Thánh Minh. Siêu cấp máy tính như vậy, không có khả năng tự dưng sinh ra, càng không có khả năng che giấu đi. Cho nên, Khôi Lỗi Vương chỉ có thể lợi dụng phương tiện vốn đã có trong thành phố Quang Minh. Từ sức tính toán hắn nhiều lần phát động virus xâm nhập để suy ngược Phương tiện có được loại sức tính toán này, trong thành phố Quang Minh sẽ không vượt qua 10 chỗ. Trong đó đáng ngờ nhất, tự nhiên là chuỗi tọa độ linh võng kia lý diệu ở nửa ngày trước khóa mục tiêu. Sau khi phiên dịch, địa chỉ chuỗi tọa độ đó đại biểu chính là máy tính trung tâm của học viện Dương Buồm. Học viện Dương Buồm chính là nơi trong thành phố Quang Minh, chuyên môn bồi dưỡng quan chỉ huy tàu vũ trụ cùng chuyên gia cải tạo hành tinh, hoặc là nói, là nơi cư dân ở đây tự cho là bồi dưỡng quan chỉ huy tàu vũ trụ cùng chuyên gia cải tạo hành tinh ba năm giờ trước, khôi lỗi vương hẳn là ở lại nơi này. Mà Lý Diệu và quan thất tinh, đã lấy ra hình ảnh tư liệu toàn bộ nhân vật đáng ngờ từ học viện Dương Buồm, ra vào trong vòng mấy giờ qua. Bởi vì hôm nay là lễ mừng cầu vòng, bao gồm lão sư cùng học sinh học viện Dương Buồm ở bên trong, mọi người đều đi lên đầu đường hoặc là bay đến giữa không trung đi đánh trận bánh ngọt. Học viện Dương Buồm nhưng thật ra hiếm thấy trống trải cùng lạnh lùng, trước sau mấy mấy giờ, cũng không có nhân vật đáng ngờ nào ra vào cho nên nơi này vẫn như cũ là chỗ ẩn thân của mục tiêu hiểm nghi lớn nhất do tiểu đội dạ xoa tự mình phụ trách khi lý diệu đám người sở chi hiểu đội màn mưa hoa tươi cùng bánh ngọt ẩn núp đến bên ngoài học viện dương buồm vài tiểu tổ truy bắt còn lại cũng lần lượt vào chỗ ba phút sau bọn họ sẽ cùng lúc khởi xướng đánh bất ngờ tin tưởng trong chín chỗ trang bị siêu cấp máy tính phương tiện sức tính toán siêu cao này nhất định có vài chỗ đều là cứ điểm của hội thần tâm mặc dù không có tung tích khôi lỗi vương cũng có thể tìm được lượng lớn thành viên hội thần tâm, cùng chứng cơ phạm tội của bọn họ. Heo đỏ, thông báo một lần cuối cùng tình huống phong tỏa bên ngoài cùng tiến độ tám tiểu tổ truy, bắt còn lại. Sở chi hiểu vươn một ngón tay, mang một lọn tóc treo ở trên khóe mắt vén lên, nhìn chằm chằm vườn trường trống rỗng phía trước, lạnh lùng nói, ta muốn phong kín mỗi một tấc không gian cùng mỗi một đường dây cáp, ngay cả cửa con mũi mô phỏng cũng đừng mơ bay ra được. Trong lòng Lý Diệu có tính toán của mình, mặt ngoài tự nhiên cực kỳ nhu thuận mang lượng lớn số liệu truyền đến trên máy tính chiến thuật của sở tri hiểu nguyên khấu vân hải tâm cùng quan thất tinh lúc này hắn bỗng phát hiện vẻ mặt hắc mộng vân hải tâm có chút hoảng hốt tần suất ngực phập phồng tương đối tán loạn tựa như rất khẩn trương kỳ quái vân hải tâm không phải minh tu sư tinh thông tâm linh bí pháp còn thân trải trăm trận sao lý diệu âm thầm kinh ngạc ngay cả rõ ràng đầu hàng thánh minh loại chuyện này cũng làm ra được hắn còn có cái gì phải khẩn trương vừa rồi ở thông linh thánh điện đuổi bắt khôi lỗi vương hắn cũng không phải là bộ dáng này hắn giống như từ khi tiến vào tàu quang minh vĩnh hằng bắt đầu đã có chút không thích hợp huyết sắc tâm ma nói tuy hắn che giấu phi thường tốt nhưng ta vẫn có thể mơ hồ cảm giác được ở sâu trong não vực hắn đang điên cuồng nổi sóng tinh thần kẻ này đang ở bên bờ sụp đổ có thể mất khống chế bất cứ lúc nào ngươi phải cẩn thận nhưng vì sao lý diệu một vạn cái không nghĩ ra không có lý do nha một phút đồng hồ cuối cùng các tiểu tổ chuẩn bị sở chi hiểu nghiến răng nghiến lợi ở trong mạng lưới chiến thuật hạ đạt mệnh lệnh 59 giây sau toàn bộ tiểu tổ đồng thời bắt quỷ có lẽ có liên quan với khôi lỗi vương lữ khinh trần huyết sắc tâm ma nói đừng quên chúng ta vừa rồi hoài nghi khôi lỗi vương vô cùng có khả năng đã phát hiện tiểu đội dạ xoa tồn tại thậm chí là hắn cố ý bố cục mang kẻ truy tung bao gồm tiểu đội dạ xoa ở trong cố ý hấp dẫn đến nơi đây lý diệu nói nhưng mà còn có nửa phút suy nghĩ của hắn bị thanh âm đằng đằng sát khí của sở chi hiểu cắt ngang vị thiên nữ giết chóc này từ trong giày quân đội được khảm tấm thép rút ra một thanh đao ngắn màu xanh lam cầm ngược ở lòng bàn tay răng cưa lưỡi dao chết xạ ra hào quang nhỏ vụn tựa như sát ý của nàng thực chất hóa giờ phút này ăn mừng của thành phố quang minh cũng đạt tới đỉnh cao nhất phành phành bốp bốp như một vạn phát pháo hoa mô phỏng đồng thời ở giữa không trung cũng chính là trung ương thành thị nổ tung nổ ra một mảng đóa hoa lấp lánh cùng lốc xoáy rực rỡ, không thể dùng văn chương hình dung. Toàn bộ cư dân đều bay lên giữa không trung, coi mình như bóng bay va chạm với những người không quen biết, mỗi người đều đang uống sảng khoái rượu ngon, thả sức ăn bánh ngọt, sau đó ôm nhau cười to, cười như là một đám trẻ con không tim không phổi. Đếm ngược mấy chục giây, Sở Chi hiểu sắc mặt xanh mét, không biết rốt cuộc là thù hận Khôi Lỗi Vương, hay là chịu không nổi không khí tốt đẹp hư ảo của nơi này, nàng sẽ xuống từng bó cơ sinh hóa dán ở trên người, khôi phục thân hình mạnh mẽ như báo săn. 9, 8, 7. Ta mơ hồ có dự cảm không lành. Lý Diệu lẩm bẩm, sự tình sẽ tuyệt đối không đơn giản như vậy, ta hình như rất lâu chưa gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng nổ kinh thiên động địa từ nơi rất xa ở ngoài thành phố Quang Minh, phương hướng phòng điều khiển truyền đến. Vụ nổ uy lực to lớn, ngay cả hình ảnh bầu trời cùng đám mây trên vách khoang thuyền bốn phía bắt chước ra màu kẹo, cũng tràn ra gợn sóng vặn vẹo, biến thành đốm màu vụng về cũng có tấm thép to lớn được khảm ở trên vách khoang từ giữa không trung rơi xuống. May mắn trường trọng lực nhân tạo còn phát huy tác dụng, những tấm thép này cũng chưa đập trúng người, chỉ là theo mọi người bay tới bay lui ở giữa không trung. Nhưng may mắn như vậy, chỉ rằng có một giây ngắn ngủn. Một giây sau, bộ phận khu vực trường trọng lực nhân tạo liền hoàn toàn biến mất, bao gồm toàn bộ tạp vật lộn xộn trên mặt đất ở bên trong, tất cả đều bay tới giữa không trung. Mà trọng lực nhân tạo một số nơi khác thì tăng lên 3 năm lần, trình độ so với hành tinh mật độ cao còn cao hơn, làm không ít cư dân bản địa lơ lửng ở giữa không trung hung hăng ngã xuống, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì óc vỡ toang. Mọi người còn không kịp kinh hãi, toàn bộ đèn đồng thời tắt, bao gồm màn hình không gian ba chiều trên vách khoang xung quanh, mặt trời sáng lạn đến chói mắt cùng đám mây màu kẹo kia, tường thủy tinh trên nhà cao tầng vừa rồi còn phản ánh nụ cười, cùng với đèn đường lơ lửng ở giữa không trung, nở rộ hào quang rực rỡ, hết thảy tắt đi. Cả tòa thành thị biến hết thành bóng tối chỉ có pháo hoa mô phỏng giữa không trung còn sót lại những đốm quỷ hỏa, mang khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của mọi người chiếu càng thêm mê hoặc. Chuyên chuyện gì thế? Đèn đâu? Trọng lực đâu? a à, mau sửa, này này này, có ai không? Mau sửa đi. Cư dân thành phố Quang Minh đã ở trong vùng lầy an toàn say mê quá lâu rồi, dẫn tới đánh mất năng lực ứng đối nguy cơ, ngay cả năng lực biểu đạt sợ hãi cũng sắp xỉ bằng không. Bọn họ chưa bao giờ gặp được trạng thái mất nguồn năng lượng quy mô lớn như thế, trong lúc nhất thời, trừ đám người từ giữa không trung ngã xuống, đứt gân gãy xương phát ra tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đại đa số người ngay cả phản ứng kinh hãi cũng không có, chỉ là si ngốc ngơ ngác đứng, ngồi xổm hoặc nằm úp sấp, há mồm nhìn giữa không trung, giống như chỉ cần bọn họ oán giận đủ lớn tiếng, sẽ luôn có người nào xuất hiện, khôi phục nguồn năng lượng cung ứng, khôi phục trật tự tốt đẹp. Nhưng Lý Diệu lại biết, hy vọng của những kẻ đáng thương đơn thuần này, chỉ sợ là phải rơi vào khoảng không rồi bởi vì ngay tại khoảnh khắc cả thành phố quang minh đều bị chặt đứt nguồn sáng chiếu sáng cùng nguồn năng lượng cung ứng ở trên tầng diện linh võng và số liệu một đợt sóng chiều màu đen càng thêm mạnh mẽ cùng to lớn từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới lập tức chặt đứt liên hệ của tiểu đội dạ xoa với bên ngoài mạng chiến thuật của bọn họ bị quấy nhiễu nghiêm trọng lý diệu ở tầng diện trao đổi số liệu chỉ có thể tiếp xúc được những vòng xoáy hỗn loạn không chịu nổi ngay cả mấy tiểu tổ truy bắt gần trong gang tấc cũng không liên hệ được càng đừng nói phòng điều khiển tàu quang minh vĩnh hằng cùng chiến hạm thánh minh xa nữa ở bên ngoài ở trong thế giới số liệu bọn họ ở trong vòng nửa giây đã biến thành một hòn đảo đơn độc cạm bẫy của khối lỗi vương quả nhiên đã phát động lý diệu trong nháy mắt mang thần hồn ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén không thể chống đỡ lại mang cảm giác mở rộng đến cực hạn tìm tòi trong không khí mỗi một gợn sóng ẩn chứa đặc thù thần hồn của lữ khinh trần mà gợn sóng như vậy dợp trời dợp đất khắp nơi đều có bá bá bá, 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 bá. Đang lúc mọi người không biết làm sao trong bóng đêm, tiếng oán giận dần dần vang lên, tường thủy tinh của không ít nhà cao tầng lại lần nữa lóe sáng, trong toàn bộ hình ảnh đều xuất hiện cùng một bóng người. Đó là một tên mập mạp khiết bạch vô cùng. Lý Diệu biết dùng khiết bạch vô cùng từ này để hình dung người ta phi thường cổ quái, nhưng đây là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy tên mập. Cư dân thành phố Quang Minh hầu như đều là người béo, nhưng bộ dạng tên béo này lại đặc biệt viên mãn, giống như là những quả cầu to nhỏ tổ hợp thành. Mắt hắn là tròn tròn, cái mũi là tròn tròn, miệng vẫn là tròn tròn, mà ở hai con mắt tròn tròn hướng lên trên, vị trí mi tâm còn mọc một đốm đen không ngừng vặn vẹo biến ảo, khi thì biến thành một dấu chấm than, khi thì lại biến thành một dấu chấm hỏi, sau đó lại biến thành một đóa hoa sen dần dần nở rộ. Trò chơi kết thúc rồi. Trên tường kính của vô số nhà cao tầng, gã béo tròn triệu vô cùng mỉm cười hướng cư dân thành phố Quang Minh chào hỏi các đồng bào nhân loại thân yêu của ta chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio hắn là ai trò chơi đã kết thúc có ý tứ gì rốt cuộc là trò chơi gì này 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 ngươi là nhân viên công tác trên phòng điều khiển sao là mưa thiên thạch mang vỏ tàu vũ trụ đánh thủng sao mau phái người sửa chữa đi chúng ta còn muốn tiếp tục lễ mừng dân chúng vừa mới lâm vào trong mê hoặc cùng bối rối nhìn thấy có người đi ra chịu trách nhiệm thế mà lại khôi phục tính tình ngây thơ như là đứa trẻ bị làm hư kêu la lên những đóa hoa sinh trưởng lên trong phòng vô khuẩn này, thật sự chưa từng trải qua gió sương mưa tuyết cùng hắc ám đáng ghê tởm của thế giới bên ngoài, căn bản không tưởng tượng được cách nghĩ tà ác, cùng với thứ tà ác sở thai ngén ra, như khôi lỗi vương, lữ khinh trần của loại người này. Giữa nhà cao tầng, trong mấy trăm tấm kính loang loáng thật lớn, trong mắt gã béo mi tâm có đốm đen quỷ dị cũng toát ra sự thương hại thật sâu. Giống như thực cảm thấy bi ai cùng phẫn nộ vì những đồng bào ngây thơ vô tri này, bi ai họ bất hạnh, giận họ không tranh rất có lỗi, không có lễ mừng, cũng không có hoa tươi, rượu và thức ăn ngon nữa, không có nhân viên công tác đến giúp các ngươi khôi phục trật tự, cái gọi là cuộc sống trật tự tốt đẹp của các ngươi đều một đi không trở lại, vĩnh viễn không còn nữa. Đốm đen mi tâm gã béo dương nanh múa vuốt, dần dần hướng giữa khuôn mặt kéo dài, làm đôi mắt tròn vo của gã tỏ ra càng thêm thâm thúy, như là hai lốc xoáy màu đen, bởi vì ta vừa rồi đã nổ tung phá hủy máy tuần hoàn của các ngươi. Không sai pháp bảo hoàn mỹ được xưng có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cùng vật tư vĩnh viễn không khô kiệt đó ở một phút đồng hồ trước bị hoàn toàn nổ tung rồi hình ảnh chợt lóe trên mấy chục màn hình thật lớn xuất hiện một góc vỏ ngoài của tàu quang minh vĩnh hằng chỉ thấy tàu vũ trụ bị nổ thủng một cái lỗ thủng lớn nhìn ghê người vô số mảnh vỡ nhiên liệu và mảnh thi thể của thuyền viên hội tụ thành dòng suối sắt thép cùng máu tươi hướng trong chân không tối tăm phun đi rất nhanh đông lại vỡ nát hủy diệt xem cái gì cũng không còn nữa Tên béo mỉm cười, giang hai tay, nói vô cùng nhẹ nhàng. Yên tĩnh, đám người trong nháy mắt trước còn tại huyên náo cùng xôn xao, trong nháy mắt tiếp theo như là rơi vào ác mộng thật lớn, trở nên so với phần mộ càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ cư dân thành phố Quang Minh đều trợn mắt há hốc mồm, trái tim đông lại, hầu như quên cả hít thở. Máy tuần hoàn đối với bọn họ mà nói, như là bầu trời vĩnh viễn không sụp đổ cùng mặt trời vĩnh viễn không tắt, tất cả cuộc sống tốt đẹp của bọn họ thậm chí chỉ là hạnh phúc nho nhỏ tiếp tục sinh tồn đều dựa vào máy tuần hoàn vận chuyển, chưa từng có ai nghĩ tới. Một khi máy tuần hoàn có trục chặt rốt cuộc nên làm gì, mọi người đều lừa mình dối người nói cho nhau. Máy tuần hoàn là tuyệt đối đáng tin cậy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trục chặt. Nhưng hình ảnh bây giờ hiện ra ở trước mắt bọn họ, so với xảy ra trục chặt càng tệ hơn một vạn lần. Máy tuần hoàn thế mà thế mà bị tên điên này nổ tung rồi. Cả thành phố Quang Minh nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều mất hồn mất vía quên phản ứng, ước chừng một phút đồng hồ sau, Mới có người oa một tiếng khóc lên, rất nhanh, tiếng khóc nối thành một mảng, đứa nhỏ bị làm hư, khi đối mặt nan đề mình không thể giải quyết, gào khóc chính là phản ứng duy nhất. Vì sao đau lòng như vậy? Mặc dù máy tuần hoàn vẫn duy trì vận chuyển siêu cao tốc, cũng chỉ là thủ thuật che mắt lừa các ngươi mà thôi, nó căn bản không cung cấp, được cho dù một hạt lương thực, một cái đinh ốc hoặc là một viên tinh thạch to bằng móng tay. Gã béo trong hình ảnh tâm bình khí hòa nói, 300 năm, suốt 300 năm qua các ngươi cùng tổ tiên các ngươi đều luôn trầm luân ở trong một lời nói dối như cuội trở thành thực nghiệm thể đần độn mà không tự biết căn bản không có cái gì chiến tranh lan đến toàn vũ trụ thế giới bên ngoài cũng chưa bị ô nhiễm cùng hủy diệt không các ngươi không phải nhân loại cuối cùng chỉ là con khỉ trong chuồng sắt ở vườn bách thú mà thôi có người mang các ngươi nhốt ở nơi này nhốt trên con tàu chết tiệt này nuôi tới mức trắng trèo mập mạp chính là vì thu gặt thần hồn các ngươi quan sát phản ứng của các ngươi thí nghiệm rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể nhanh nhất ổn định nhất cũng có hiệu quả nhất mang nhân loại kiêu ngạo tràn ngập ý chí về bản thân biến thành một đống thịt nát di động không tin ta sao việc tới nước này còn muốn lừa mình dối người cố ý bỏ qua điểm đáng ngờ dài ở quanh thành thị này tùy ý có thể thấy được sao mở to mắt của các ngươi nhìn rõ tất cả cái này đi bá bá hình ảnh một lần nữa biến hóa biến thành cảnh tượng mấy trăm năm trước tàu quang minh vĩnh hằng vừa mới hoàn thành kiến tạo lượng lớn chi tiết tư tưởng cùng chứng thực hạng mục vĩnh hằng quang minh, lấy phương thức dòng thác số liệu từ trên tường ngoài nhà cao tầng cuồn cuộn hạ xuống, bao gồm hình ảnh lượng lớn nhân loại sau khi ở trong kén kim loại dãy ruộng, tiếp nhận tẩy não, bị đưa vào thành phố quang minh. Đơn thuần tẩy não cũng không đủ để đáp nặn ra tín ngưỡng kiên định, ngay từ đầu đương nhiên là có rất nhiều người không tin thế giới bên ngoài hoàn toàn hủy diệt, hoặc là ôm ý tưởng mặc dù thế giới hủy diệt, chúng ta cũng phải đánh bạc tất cả đi xây dựng lại. Những người này hết thảy được sàng chọn ra, đưa ra khỏi tàu quang minh vĩnh hằng đi xử lý chỉ để lại những người sức mạnh ý chí tương đối yếu đuối yên với hiện trạng chán ghét mạo hiểm kia một thế hệ lại một thế hệ ở nơi này sinh tồn cùng sinh sản càng ngày càng vô ưu vô lự cùng không tim không phổi cuối cùng biến thành bộ dáng này hôm nay điều 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 này không có khả năng trên mặt vô số cư dân thành phố quang minh vẫn dính dấu vết vừa rồi đại chiến bánh ngọt lưu lại nhưng thịt béo phía dưới bánh ngọt đã điên cuồng run lên nước mắt bọn họ bởi vì kinh ngạc cùng sợ hãi không thể ngăn chặn phun trào ra, như là heo bị trói gô truyền tống đến, mới phát hiện mình đi tới lò mổ, liên tiếp kêu to, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta có thể lý giải các ngươi rung động, bây giờ đại não các ngươi khẳng định là trống rỗng, cho nên ta cho phép các ngươi trợn mắt há hốc mồm 10 giây, nhưng nhớ kỹ, thời gian của các ngươi phi thường quý giá, sinh tồn chính là giành giật từng giây, chính là ngươi chết ta sống, nhiều nhất 10 giây, quý trọng quyền sinh tồn của các ngươi gã béo tròn trịa không sứt mẻ kia, hình vẽ ở mi tâm biến ảo lần nữa, hắn tựa như dùng đốm đen này để thay thế động tác làm phép tầm thường, rất nhanh lại lấy ra mấy trăm hình ảnh khác, đều là hiện trạng đế quốc cùng thánh minh trước mặt. Sương mù u ám, dư địa lạnh lẽo, đường ống rắc rối phức tạp, loang lổ vết dỉ, ong lính cùng ong thợ khoác áo mưa hoặc là quần áo chống hóa chất. Ngàn vạn tàu vũ trụ tập kết, giao phong, nổ tung cùng hủy diệt, cường giả điều khiển cự thần binh trà đạp tinh hải nghiền nát chân không người vạn dặm chiến kỳ bay phất phới điểm hỏa ngọn lửa trong lòng mỗi người cực thiên giới thiên cực tinh khí thế hoành tráng trên tinh cầu vô số thành thị liên miên thành mạng cắn nuốt hết dãy núi cùng lòng chảo mặc dù sâu dưới lòng đất hơn vạn mét cũng có dấu ấn đèn đuốc huy hoàng của nhân loại dân cư đâu chỉ gấp tàu quang minh vĩnh hằng một vạn lần hình ảnh cực giàu sức chấn động hội tụ thành dòng lũ mang tính hủy diệt mang mọi thứ cư dân thành phố quang minh tin không nghi ngờ nghiền nát hết thảy A. À, Bọn họ vẻ mặt mê mang, không kịp nhìn, há hốc mồm lớn đến cực hạn, chỉ biết kêu lộn xộn a, à, căn bản không biết nên đi nơi nào. Thấy chưa, đây mới là thế giới chân thật, tuy đen tối, lạnh lùng, tàn nhẫn, tanh máu, vĩnh viễn tràn ngập chiến hỏa điên cuồng, nhưng chỉ có như thế, mới có thể ở va chạm kịch liệt nhất, dày vò đau khổ nhất, nháy mắt hạnh phúc nhất, phóng ra lực lượng cường đại nhất của nhân loại chúng ta, cái đó không thể dùng văn chương hình dung, cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng bất cứ siêu cấp máy tính nào. Để đo lường tính toán, lực lượng của thất tình lục dục, lực lượng vĩ đại của nhân tính. Đốm đen ở mi tâm gã béo biến thành một cái dấu chấm than thật lớn. Sau đó, hướng cư dân thành phố Quang Minh cực độ mê mang, không biết làm sao hơi không người chào, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu, mọi người có thể gọi ta Khôi Lỗi Vương, ta là các ngươi đồng bào, một chiến sĩ không muốn khuất phục bất cứ lực lượng nào, không muốn chịu đựng bất cứ chói, buộc nào, thề trả giá tất cả cũng phải khai quật lực lượng cường đại nhất của nhân tính mảng sự kiêu ngạo của nhân loại đẩy hướng cực hạn lẻ loi một mình đối địch với toàn vũ trụ ta muốn cứu vớt tất cả mọi người muốn phá tan lồng giam cùng phòng thí nghiệm chết tiệt này muốn để tất cả mọi người khôi phục diện mạo nhân loại thực sự vô cùng kiêu ngạo mà sinh tồn tiếp chiến đấu đến cùng nhưng mà nhân loại cái tên vĩ đại này cũng không phải là trời sinh đã có lại càng không phải tùy tiện cái xác không hồn nào cũng có thể làm bẩn chúng ta không phải là sinh ra đã có được tư cách vạn vật chi linh các ngươi rốt cuộc có thể biến thành nhân loại thật sự sao các ngươi rốt cuộc đáng giá ta bỏ sức đi cứu vớt hay không? Ha ha, cái này phải xem biểu hiện sau đây của các ngươi. Chiến đấu đi, vì chính các ngươi, vì sự kiêu ngạo của nhân loại vĩ đại, dùng bản năng của các ngươi đi chiến đấu đi. Quy tắc là như thế này, nghe rõ đây, ta chỉ giảng một lần. Máy tuần hoàn đã bị ta phá vỡ, đương nhiên cho dù lúc hoàn hảo không tổn hao gì, nó cũng không sao cung cấp bất cứ tài nguyên nào. Các ngươi mấy trăm năm qua đã tiêu xài bừa bãi toàn bộ tài nguyên hết thảy là bên ngoài đưa vào như là cho khi ăn chuối nhưng ta đã ở trên tàu quang minh vĩnh hằng chế tạo phá hoại quy mô lớn như vậy nghĩ hẳn hạng mục quang minh vĩnh hằng cũng phải có một cái chấm dứt kết cục của các ngươi những người này nên là đảm đương ong thợ bình thường đưa đến chỗ sâu trong quạng mỏ hoặc là tầng dưới chót tàu vũ trụ đi lao động tới chết nhỉ ồ xem bộ dáng các ngươi tai to mặt lớn xương cốt lỏng lẻo tựa như cũng không có năng lực làm việc cường độ cao gì vì tránh cho lãng phí tài nguyên có lẽ sẽ trực tiếp xử lý hết Ừm, cái này cũng rất có khả năng, giống như là thực nghiệm chấm dứt, dọn dẹp khay bồi dưỡng. Nói tóm lại, các ngươi trên cơ bản là chỉ còn đường chết. Muốn sống sót, muốn. Thật sự sống không? Biện pháp chỉ có một. Xem, đây là bản đồ kết cấu toàn bộ tàu quang minh vĩnh hằng. Đây là đi thông phòng điều khiển cùng khoang mấu chốt. Ta đã xâm nhập phòng điều khiển, có thể tùy theo ý muốn mở ra toàn bộ cửa dọc theo đường đi. Xông vào phòng điều khiển, cướp lấy con tàu vũ trụ này, thuận tiện cướp lấy toàn bộ khoang chạy trốn đi ta biết các ngươi không biết gì cả đối với khống chế tàu vũ trụ không sao ta sẽ theo dõi toàn bộ hành trình giúp các ngươi ta cũng biết đại bộ phận mọi người trong các ngươi là người thường tay trói gà không chặt mà khu vực tầng ngoài tàu vũ trụ đương nhiên là có rất nhiều chiến sĩ súng vác vai đạn lên nòng trang bị đến tận răng có lẽ tuyệt đại đa số người trong các ngươi đều sẽ chết nhưng đây là khảo nghiệm của máu cùng lửa các ngươi phải trải qua kiến nhiều cắn chết voi câu này nghĩ hẳn các ngươi đều từng nghe khôi lỗi vương vừa nói vừa ở giữa nhà cao tầng biểu hiện ra bản đồ kết cấu cùng hình ảnh theo dõi càng nhiều tàu vũ trụ thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy những nơi bao gồm phòng điều khiển kho vũ khí thậm chí kho tinh thạch cùng khoang động lực ở trong hết thảy bị hắn khống chế bộ phận chặt đứt liên hệ giữa nhân viên công tác cùng máy tính từ chối yêu cầu lấy ra tinh khải cùng vũ khí của đối phương mang tuyệt đại bộ phận binh sĩ thánh minh đều phân cách ra nhốt ở trong từng khoang nho nhỏ có hắn phụ trợ từ thành phố quang minh đánh vào phòng điều khiển cướp lấy cả con tàu vũ trụ tựa như tựa như cũng không phải là không có khả năng có lẽ có chút tàn khốc không cần thiết nhưng sinh tồn chính là như thế ta biết tuyệt đại bộ phận người trong các ngươi còn cần thời gian để chậm rãi thích ứng nhưng vẫn là câu nói kia chúng ta không có thời gian ai sớm giác ngộ đạo lý sinh tồn người đó liền có tư cách sống sót khôi lỗi vương tiếp tục thản nhiên nói không cần nghĩ thật giả lẫn lộn lén lút tránh ở phía sau đám người kiếm hời nhớ kỹ ta khống chế toàn bộ camera theo dõi trên tàu quang minh vĩnh hằng ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của mỗi người các ngươi ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi ở trong trận chiến sinh tồn để phân phối nước sạch thức ăn cùng nhiên liệu không còn sót lại là bao thậm chí là chỗ ngồi quý giá của khoang chạy trốn căn cứ ta phân tích ước chừng chỉ có một phần mười số người có thể ở trong trận chiến sinh tồn may mắn còn tồn tại cũng nắm giữ hàm nghĩa thật sự của hai chữ nhân loại cho nên các ngươi phải bảo đảm mình càng thêm dũng cảm so với chín người bên cạnh mới được đến đây đi các đồng bào, các bằng hữu, thức tỉnh lực lượng thật sự của các ngươi, bắt đầu hành động. Sao, vẫn ngây ra như phỗng, không biết làm sao, được rồi, cái này cũng không thể trách các ngươi, dù sao các ngươi đã xa vào quá lâu trong ác mộng này rồi, để ta lại đến giúp các ngươi, đẩy một phát nho nhỏ. Khôi lỗi vương nói xong, màn hình vòng tròn trên vách xung quanh lóe sáng một lần nữa, lại là xuất hiện một chuỗi con số màu máu đội trời đạp đất, là đếm. Ngược nhảy cực nhanh, thời gian còn có cả thảy 12 giờ. Nhìn thấy đếm ngược chưa? Khôi lỗi vương mỉm cười nói, thời gian còn có 12 giờ. a, à, là 11 giờ 59 phút 52 giây. Ở trước khi thời gian về không, nếu các ngươi còn chưa thể cướp lấy phòng điều khiển, ta sẽ kích hoạt hệ thống tự nổ của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, cho các ngươi những cái xác không hồn không xứng được xưng là nhân loại này, mang theo sinh mệnh khuất nhục của các ngươi tan biến ở trong tinh hải. Lợn hình người không thể phản kháng, không có giác ngộ, không thể tiếp tục làm bẩn nhân loại cái tên vĩ đại này. Tin tưởng ta, mấy ngày hôm trước ta vừa mới tìm một tàu vũ trụ thánh minh khác, từng thử xâm nhập cùng kích hoạt hệ thống tự nổ, uy lực là đủ. Cho nên, tiếp tục ngây ra như phỗng, trợn mắt cứng lưỡi, cũng là một cái chết. Sao không ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nở rộ ra dũng khí, như siêu tân tinh phát nổ, đi tìm chết giống như chiến sĩ thật sự? Vẫn là, không có cách nào hành động sao? Tim đập dữ dội, hai chân cũng sắp không đi đường được nữa. Được rồi, được rồi, ta biết thân thể các ngươi đều quá mức gầy yếu, căn bản không phải đối thủ của thủ quân, cho nên ta sớm vài ngày trước bắt đầu, đã ở trong thức ăn nước uống của các ngươi rót vào một ít vật chất dinh dưỡng đặc thù, khi những thành phần dinh dưỡng này cùng thứ ta sắp sửa phóng thích kết hợp với nhau, sẽ ầm, dẫn nổ mỗi một giọt máu của các ngươi, cho các ngươi có thể tận tình phóng thích phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ bản thân đã đè nén mấy trăm năm. Xẹt, theo khôi lỗi vương siết chặt hai nắm tay hung hăng đánh một phát, từ trong đường ống thông gió bốn phương tám hướng, đều phun trào ra lượng lớn sương mù màu đỏ thẫm nói là sương mù, lại như là mưa phùn bay bay, rơi ở trên thân mỗi một cư dân thành phố Quang Minh, như là giọt máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, lại cực kỳ quỷ dị bị lỗ chân lông hấp thu về. Trong tròng mắt không ít thị dân nhất thời hiện ra những sợi tơ máu như hồ quang, tơ máu điên cuồng rung động, cuối cùng nhao nhao đứt gãy. Vù vù a, à, ngao ngao, ngao ngao. Các thị dân tơ máu trong con mắt đứt gãy, gắt gao ôm đầu, mười ngón tay to ngắn cắm thật sâu vào trong sọ não. Từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gầm rú như giã thú, ngắn ngủn vài giây, trên người bọn họ liền đầm đìa mồ hôi, nóng hôi hổi, sương khói bốc hơi, lao thẳng lên đỉnh, quả thực như là những cái nồi hơi đang được đun sôi. Những khí thể cùng nộ đó từ trong cơ thể bọn họ phun ra, lan tỏa ở trong cả thành thị, mặc dù chưa bị gió tanh mưa máu làm bắn tung tóe vào cư dân, cũng bị sương mù gắt gao dây dưa, không thể tự rút ra được. Dần dần ở trong sương mù hiển lộ ra đôi mắt vẫn nộ cùng khuôn mặt dữ tợn hơn trăm vạn dân thành phố Quang Minh sống an nhàn sung sướng, trắng trẻo mập mạp, như là ở trong vài phút đồng hồ, tất cả đều biến thành dã thú trong lòng tràn ngập cùng nộ, trong mạch máu tràn ngập bản năng nguyên thủy. Đúng, chính là như thế, tận tình phóng thích sự phẫn nộ của các ngươi, phẫn nộ bị giam giữ cùng lừa gạt 300 năm của các ngươi. Nếu tử vong là kết cục không thể tránh khỏi, vậy nhất định sẽ có số người nhiều gấp 10 bồi táng cho các ngươi, đã tới lúc để cho những kẻ đó trả giá đắt, không có bất luận kẻ nào, mặc kệ là chư thiên thần phật hay là yêu ma cửu u hoàng tuyền có thể trả đạp tôn nghiêm nhân loại như thế mà không trả giá đắt giết bọn họ giết bọn họ giết tất cả mọi người ngăn cản ở trước mặt các ngươi khôi lỗi vương trong sương mù máu cùng lửa giận cười cực kỳ vui vẻ mà đốm đen quỷ dị kia ở mi tâm lại biến thành hình dạng một thanh chiến đao hẹp dài như là muốn mang đầu của hắn bổ ra phóng ra thứ nào đó càng thêm quỷ dị cùng cường đại hắn chớp chớp nhìn chuyển giọng bỗng nhiên nói đúng rồi bây giờ trong thành phố quang minh ngay tại bên cạnh các ngươi, vừa lúc có một ít nanh vuốt của kẻ địch ẩn núp, chính là những kẻ kia, thiến tinh thần cùng ý chí chiến đấu của các ngươi, hại các ngươi thành bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết bọn hắn tế cờ trước sao? Bá, 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 bá. Trong màn hình vòng tròn vài tòa nhà cao tầng, bao gồm trên vách khoang biên giới thành thị, xuất hiện tọa độ thời gian thật của một rồi lại một tiểu tổ truy bắt, cùng với tư liệu tổ viên, bao gồm hình ảnh rõ ràng của bọn họ ở bên trong ngay cả tiểu đội dạ xoa cũng chưa thể may mắn thoát khỏi ảnh chụp lập thể mọi phương vị không có góc chết của sở chi hiểu vân hải tâm nguyên khấu và quan thất tinh cùng với bộ dáng buồn cười bọn họ đang ngủ đông ở bên ngoài học viện dương buồm tự cho là ẩn nấp đều bị khôi lỗi vương nắm giữ truyền đến trong màn hình để cho hơn trăm vạn dân thành phố quang minh cuồng nội nhìn không sót gì thậm chí hơn trăm cái đèn pin tính chỉ hướng rất mạnh công suất thật lớn đều bị khôi lỗi vương kích hoạt lại mang cột sáng chiếu tới đỉnh đầu mỗi một tiểu tổ truy bắt làm bọn họ không che giấu được gì, bại lộ ở dưới mọi ánh. Mắt nhìn chầm chầm. Tít, 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 tít. Máy tính tùy thân của thành viên toàn bộ tiểu đội truy bắt, tất cả đều phát ra tiếng ong kêu chói tai, ở trong từng đợt tiếng gầm nhẹ tỏ ra đặc biệt chói tai. Đại não sôi trào của cư dân thành phố Quang Minh, tựa như tồn tại cảm ứng đặc thù đối với tiếng ong kêu như vậy, có lẽ là chốt mở giết chóc nào đó ở chỗ sâu trong não vực bị tần suất đặc thù của ong kêu kích hoạt, tiếng giống lập tức cao vút cùng kịch liệt hẳn lên. Nhưng, khi kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp còn có đám bộ đội đặc chủng thần hữu, quân luống cuống tay chân muốn đóng lại máy tính, lại phát hiện như thế nào cũng không đóng được. Trên màn hình máy tính hiện ra, chỉ là nụ cười đầy ác ý của khôi lỗi vương, còn có đốm đen không ngừng vạn vẹo biến ảo kia. Khôi lỗi vương đã sớm xâm nhập mạng chiến thuật của chúng ta, đánh cắp số liệu mã hóa của chúng ta, thậm chí bắt cóc máy tính tùy thân của chúng ta. Lượng lớn thành viên tiểu tổ truy bắt lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, nhưng đã không còn kịp nữa bây giờ các ngươi đã biết lũ tay sai đó giúp cuộc trốn ở nơi nào khôi lỗi vương lạnh lùng nói giết bọn hắn chỉ cần giết sạch toàn bộ tay sai ta sẽ mở ra thông đạo từ thành phố quang minh đi thông phòng điều khiển còn có khoang động lực cùng kho vũ khí các ngươi có thể trở thành chủ nhân thật sự của thế giới nho nhỏ này vẫn là câu nói kia hy vọng sinh tồn cần dựa vào chính mình cướp lấy ai ở trong chiến đấu biểu hiện dũng cảm nhất ta sẽ cho hắn nhiều tài nguyên nhất một đường chỉ dẫn hắn bước lên con đường hoàn toàn mới trở thành chúa tể mảnh tinh hải này bắt đầu chiến đấu đi như là mấy chục vạn năm trước tổ tiên chúng ta đổ thần diệt ma như vậy thống khoái đầm đìa chiến đấu đi hình cái đầu khôi lỗi vương dần dần nhạt đi nhưng đồng hồ đếm ngược màu máu chói mắt kia lại càng lúc càng sáng còn có lửa cùng lôi điện lượn lở không ngừng lóe lên trên đồng hồ đếm ngược nhắc nhở tất cả mọi người nếu không đánh bạc tất cả đi chiến đấu sinh mệnh bọn họ chỉ sót lại nửa ngày đáng chết khôi lỗi vương đã sớm phát hiện chúng ta tồn tại sở chi hiểu lớn tiếng quát hắn là muốn khơi mào tàu quang minh vĩnh hằng toàn diện hỗn loạn ở trong quá trình vô số khoang chạy trốn hướng bên ngoài phóng ra đục nước béo cò thừa dịp loạn chạy đi heo đỏ thất tinh bây giờ phòng điều khiển tình huống thế nào các ngươi có thể đánh vỡ khôi lỗi vương phong tỏa tin tức hay không rất khó ta cần thời gian thanh âm quan thất tinh lần đầu tiên thoát ly cực độ bình tĩnh của chuyên gia kỹ thuật hiển lộ ra một tia bối rối khôi lỗi vương phong kín toàn bộ cổng số liệu bắt cóc hệ thống trên cả con tàu vũ trụ cái này cái này cũng không phải lâm thời nghĩ tới, hắn nhất định mưu tính rất lâu rồi. Người ta, người ta cũng không có cách nào cả. Lý Diệu hận không thể dùng giọng vốn có của mình chửi ẩm lên, lại không thể không giả bộ hoa dung thất sắc như là rủi bọ vung vẩy chi trước. Đừng nói phòng điều khiển cùng tàu tấn công còn có tàu linh từ quấy nhiễu bên ngoài, ngay cả mấy tiểu tổ truy bắt còn lại cũng không liên lạc được. Ngay cả giữa chúng ta, nếu vượt qua khoảng cách nhất định, mạng quấy nhiễu cũng phi thường nghiêm trọng, có thể mất kết nối bất cứ lúc nào khôi lỗi vương thật âm hiểm, tên xấu xa đó. Sở chi hiểu hung hăng nhổ một bãi nước miếng, thân hình hóa thành một luồng hào quang, lao vào trung tâm máy tính của học viện Dương Buồm. Lý Diệu theo sát sau đó lao vào, mang cảm giác khoách tán đến mỗi ngõ ngách của học viện, ngay cả WC nữ cũng chưa buông tha, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Trong trung tâm máy tính trống rỗng, nửa sợi lông người cũng không có. Chỉ có một màn hình không gian ba chiều thật lớn lơ lửng, ở trên không máy tính trung tâm bên trong lơ lửng một hàng chữ to khô khan vĩnh hằng quang minh tỉnh mộng rồi mộng của ngươi thì sao sở chi hiểu chăm chú nhìn hàng chữ rõ ràng chính là viết cho cô đọc này ánh mắt mê ly khóe mắt cùng khóe miệng cùng nhau run rẩy không biết đang nghĩ cái gì truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé tiếng giống cùng loạn bên ngoài lại đợt sau cao hơn đợt trước rất nhiều cư dân thành phố quang minh bị khôi lỗi vương mê hoặc đã lao về phía bọn họ thiếu tá Lý Diệu vội nói, ta quét được một loại gợn sóng cao tần phi thường quỷ dị, như là có thể trực tiếp kích thích trung khu thần kinh của nhân loại, làm người ta trở nên luống cuống bất an, tràn ngập lửa giận cùng dục vọng công kích. Không sai, ta cũng phát hiện rồi. Quan Thất Tinh cũng nói, chẳng lẽ khôi lỗi vương không chỉ có nghiên cứu phát triển ra virus huyễn diệt, vinh diệu, thao thiết cùng trí ái, còn có loại virus đại não thứ năm tồn tại. Không chỉ có là virus đại não đơn giản như vậy, các ngươi không có khí quan khứ giác, không thể ngửi được hương vị trong không khí, Sở chi hiểu từ trên hàng chữ to nhìn qua là biết viết cho cô thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, trong không, khí tràn ngập, mùi máu thiêu đốt lên, không cần kiểm tra đo lường ta đã cảm nhận được khí tức adrenaline điên cuồng tăng vọt. Khôi lỗi vương không gặt người, hắn quả thực đã sớm rót vào lượng lớn thuốc hưng phấn ở trong thức ăn cùng nước uống cư dân thành phố Quang Minh, chỉ là thuốc hưng phấn này thời kỳ ủ bệnh đều phi thường dài, thẳng đến giờ phút này, tiếp xúc đến thuốc kích hoạt hắn lại phóng ra, mới hoàn toàn bùng nổ, làm endorphin, adrenaline của những người này đều điên cuồng tiết ra, làm bọn họ thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, mạnh mẽ kích phát ra sức công kích cùng sức hành động vượt quá lúc bình thường. Nếu đây thật sự là loại virus thứ năm, vậy nó quả thực là hỗn hợp thể của virus đại não cùng virus bình thường, có lẽ có thể xưng là cuồng nộ. Cái này, quan thất tinh giật mình nói, có khả năng sao? Khôi lỗi vương sao có khả năng kiếm được nhiều thuốc hưng phấn như vậy? Có khả năng, khôi lỗi vương cường đại và âm hiểm, xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sở Chi Hiểu nói, có lẽ, hắn đã sớm bắt cóc máy chủ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, có thể tùy theo ý muốn điều phối vật tư trên thuyền. Người biết, nơi này là một phòng thí nghiệm khổng lồ, tự nhiên có đủ loại nguyên liệu thuốc, chỉ cần hắn có thể thần không biết quỷ không hay kiếm được mấy thứ này, liền có cơ hội mang công thức của mình hợp thành lượng lớn, lại thông qua dây chuyển sản xuất vật tư tự động hóa chuyển vận, đưa vào trong thành thị. Lúc này, tiếng gầm gừ bên ngoài sóng sau cao hơn sóng trước, càng lúc càng vang dội, thỉnh thoảng xen lẫn một chuỗi tiếng nổ tiếng tường màn thủy tinh nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ rào rào rơi xuống thậm chí là chỗ xa hơn chuyển đến tiếng vang lớn ước chừng là tiếng phòng điều khiển hoặc là kho vũ khí hoặc là kho tinh thạch nhiên liệu bị khôi lỗi vương phá hỏng trời rung đất chuyển lòng người hoảng sợ cự linh nguyên khấu giống giận tạm thời áp chế tiếng kêu như người mắc bệnh chó dại của ngàn vạn cư dân thành phố quang minh nhưng cũng không áp chế được bao lâu chúng ta làm sao bây giờ camera trên mặt nạ sắt thép của quan thất tinh lóe lên hỗn loạn vẫn không liên hệ được tiểu tổ truy bắt khác cùng thần hữu quân bên ngoài, cần rút lui không? Cư dân thành phố Quang Minh cuồng nộ như thế nào nữa? Trung Quy là người thường, lấy thực lực tiểu đội dạ xoa, nếu thật muốn rút lui, không ai có thể ngăn được bọn họ. Không được, không thể rút lui, hành động bắt quỷ còn không có chấm dứt. Sở chi hiểu nhịn không được lại ngẩng đầu, nhìn chăm chăm hàng chữ tỉnh mộng kia giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi nói, khôi lỗi vương chính là muốn đục nước béo cò thừa dịp loạn chạy đi tuy toàn bộ tỉnh trung giới đều bị chúng ta phong tỏa nhưng nhỡ đâu để hắn chạy khỏi tàu quang minh vĩnh hằng ai biết sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới không chúng ta đã chính diện quyết đấu với hắn thì không có đạo lý chạy chối chết phải gắt gao dây dừa hắn kiên trì đến lúc bộ đội bên ngoài nghĩ ra cách nhưng mà quan thất tinh vội nói hoàn cảnh bên ngoài hỗn loạn như vậy chúng ta ngay cả khôi lỗi vương trốn ở nơi nào cũng không biết dây dừa hắn như thế nào đừng lo lắng Sở chi hiểu hừ lạnh một tiếng, không cần chúng ta đi tìm khôi lỗi vương, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Ừm, một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, là tiếng cửa chính học viện dương buồm bị công phá thâm. Đi, nơi này không thể nán lại nữa, mau rời đi. Sở chi hiểu nói, cư dân thành phố Quang Minh bên ngoài phi thường phiền toái, sức chiến đấu bọn họ không phải vấn đề, nhưng bây giờ bọn họ đều biến thành từng nguồn lây bệnh đáng sợ, ai biết trong đầu bọn họ còn ẩn chứa virus càng thêm đáng sợ hay không thậm chí bị khôi lỗi vương trực tiếp khống chế trở thành ván cầu xâm nhập đại não của chúng ta heo đỏ kiểm tra bản đồ thành phố quang minh tìm một chỗ ẩn thân thích hợp nhất người còn lại đề cao cảnh giác cẩn thận ảo thuật của khôi lỗi vương khi đoàn người rời khỏi trung tâm máy tính liền nhìn thấy ngàn vạn cư dân thành phố quang minh như nước lũ dập trời dập đất hướng bọn họ ập tới giờ phút này cả thành phố quang minh đã từ biển chúc mừng nửa giờ biến thành vòng xoáy tanh máu dòng nước mãnh liệt chịu virus cuồng nộ kích thích Thị dân vốn trắng trẻo mập mạp thậm chí từ trên sinh lý cũng đã xảy ra dị biến, biến thành những con bò tót, hà mã cùng lợn rừng đâm thẳng xuyên thủng. Ở dưới khối lỗi Vương Mê hoặc cùng chỉ dẫn, bọn họ chen trúc mà lên, tìm tòi tung tích tiểu tổ truy bắt, một khi tìm được, chính là ngàn vạn người vây công lên, hung hãn không sợ chết địa quyền đấm cước đá thậm chí cắn xé, những kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp đó thực lực có mạnh nữa, đối mặt dòng lũ điên cuồng như vậy, cũng chỉ còn đường chết. Huống chi, còn có ảo thuật cùng virus mặc dù một bộ đội đặc trùng thần hữu, quân nào đó có được sức chiến đấu có thể so với Kim Đan, có thể thong dong ở trong thị dân điên cuồng mở một con đường máu, nhưng khi khôi lỗi vương thừa sơ hở mà, vào, xâm nhập đại não của hắn, làm hắn nhìn thấy ảo giác không thể tưởng tượng, thậm chí trực tiếp bóp chết thần hồn của hắn, hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Chỉ một lát, vài tiểu tổ truy bắt đều toàn quân bị diệt, biến thành vật hy sinh của cư dân thành phố Quang Minh cùng nộ. Thậm chí có một số kẻ tinh lọc cùng kẻ, dọn dẹp phòng tuyến đại não bị khôi lỗi vương công phá, bị không khí cuồng nhiệt ở xung quanh lây nhiễm, cũng trở thành con rối của virus cuồng nộ. Hai mắt đầu tiên là che kín tơ máu màu đỏ tươi, sau đó tơ máu lần lượt đứt đoạn, đánh mất lý tính cùng trung thành, biến thành hung thú nguy hiểm nhất. Đối với đồng bạn của mình triển khai cắn xé không lưu tình chút nào, mang càng nhiều đồng bạn hơn đều biến thành đồng loại mới. Tiểu đội dạ xoa vừa đánh vừa lui, bốn thành viên cộng thêm lý diệu, chiến xa con nhện dùng trợ giúp này rất nhanh đã bị đám đông mãnh liệt tách ra thoạt nhìn loại virus cùng độ này mới là bảo bối áp đáy hòm của khôi lỗi vương huyết sắc tâm ma kêu lên thế mà có thể ở nháy mắt ngắn ngủn dùng phẫn nộ cùng dục vọng giết chóc mãnh liệt mang sức chiến đấu của người thường tăng lên tới loại trình độ này quá mức không thể tưởng tượng quá đặc sắc rồi chỉ là ta sao lại cảm giác loại phương thức kích thích này phi thường nhìn quen mắt nhỉ đây không phải là một bộ đó của ngươi sao lý diệu kêu lên quái dị chính là một bộ đó huyết văn tộc dùng để lây nhiễm đám đông người quách tán khắp nơi đó một bộ ngày sư yến tây bắc trên thiết nguyên tinh muốn làm ra đúng vậy đây rõ ràng là bản lĩnh giữ nhà của ta sao khôi lỗi vương cũng biết tựa như còn cải tiến không ít không cần máu làm môi giới trực tiếp lấy sóng điện não kích thích là được huyết sắc tâm ma hơi ngẩn ra mắng một câu thô tục ta biết rồi nhất định là khi ở trên tàu vòng xoáy màu đen chúng ta cùng lữ khinh trần ở trong không gian tinh thần tiến hành kịch chiến thần hồn hung hăng va chạm với nhau trao đổi chiều sâu nước sữa hòa nhau liều chết vật lộn bị hắn học trộm rồi ngươi còn nhớ không trong một trận chiến đó chúng ta từ trong thần hồn của lữ khinh trần cắn nuốt lượng lớn cảm xúc mặt trái hắc ám tanh máu cùng tàn nhẫn mấy thứ này đối với ta ngày sau tu luyện đều rất có ích lợi không ngờ ở lúc chúng ta hút hắn hắn cũng vụng trộm hút đi không ít tinh hoa của chúng ta thậm chí còn không ngừng cải tiến cô động ra kết tinh hiệu quả mạnh hơn thằng cha này thực con mẹ nó là thiên tài vì sao nghe ngươi nói như vậy một trận chiến đó trở nên là lạ Lý Diệu kêu lên, mặc kệ, virus cuồng nộ của hắn đã là lấy hình thức lây nhiễm của huyết văn tộc làm cơ sở, có thể truy nguồn gốc, tìm được chỗ kẻ này ẩn thân hay không. Phi thường khó, người này đã sớm mang bí pháp huyết văn tộc cải tạo thay đổi hoàn toàn, lại che giấu phi thường sâu, huống chi chúng ta cũng không thể bại lộ thân phận của mình, tuyệt không thể bị hắn hoặc là người thánh minh phát hiện. Thời gian, ta cần thời gian. Huyết sắc tâm ma ngừng lại một chút, thanh âm trượt cao vút lên, đợi một chút, sở chi hiểu đi đâu rồi thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng rồn rập. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đã tách ra với đại bộ đội. Hoặc là nói, tiểu đội dạ xoa 4 cộng 1 tổng cộng 5 thành viên, đều bị đám đông mãnh liệt minh mông lại hừng hực thiêu đốt tách ra. May mắn Lý Diệu thoạt nhìn chỉ là một chiến xa con nhện bình thường, lại bồi vẽ xinh đẹp, thậm chí ở sau lưng còn phun vẽ đôi mắt to ngập nước, miễn bàn đáng yêu bao nhiêu. Ngay cả khôi lỗi vương cũng không để hắn vào mắt, ở trong danh sách săn giết, cũng không có hắn tồn tại. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận cư dân thành phố quang minh cũng chưa lấy con mắt xem hắn chỉ cần hắn ôm đầu ngoan ngoãn bỏ xuống đám đông liền đi sát qua ngang bên hắn đi săn giết mục tiêu có giá trị hơn nhưng xa xa chuyển đến sở chi hiểu thét dài nguyên khấu giống giận cùng với quan thất tinh điên cuồng khoách tán dòng tin tức đều biểu hiện ra tình cảnh bọn họ phi thường không ổn lý diệu lén lút lén lút bất động thanh sắc hướng phía sở chi hiểu phát ra tiếng thét dài bỏ đi chỉ một lát đã tìm được máy tính cổ tay của sở chi hiểu rơi ở trên mặt đất bị dẫm vỡ nát ở dưới khôi lỗi vương cường thế chấn áp máy tính cổ tay đã vô dụng có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào ngược lại biến thành trói buộc lý diệu ở trong máy tính nhanh chóng quét bản đồ kết cấu lập thể thành nội phụ cận từ nhà cao tầng đến đường ống trong lòng đất tất cả không buông tha tìm ra ba chỗ sở chi hiểu có khả năng ẩn thân nhất sau đó cẩn thận phân biệt dấu vết sóng điện não sở chi hiểu lưu lại ở trong không khí hướng một chỗ trong đó bò đi sau khi vứt máy tính tùy thân, trên lý luận khôi lỗi vương liền không thể khóa mục tiêu vị trí của sở chi hiểu, cư dân thành phố Quang Minh Lâm vào cuồng nộ, năng lực tìm tòi của bản thân là cực kém, dần dần thưa thất hẳn đi, chủ yếu là, đều bị cự linh nguyên khấu mãng phu, điên cuồng la hoảng kia hấp dẫn đi rồi. Rất nhanh, ở sâu trong một chỗ kiến trúc thấp chưa hoàn công bé, Lý Diệu đã tìm được sở chi hiểu, nhưng lúc này, sở chi hiểu lại như là lâm vào một cơn ác mộng quỷ quyệt khó lường thẳng lăng lăng địa trường mắt hai mắt trong miệng lẩm bẩm không ngừng vung dao găm công kích tới kẻ địch vô hình trong hư không không ổn sở chi hiểu đã trúng ảo thuật gợn sóng thần hồn huyết sắc tâm ma lập tức dồn dập hẳn lên trong không khí xung quanh đều là gợn sóng cực độ quỷ dị bí ẩn là khôi lỗi vương lữ khinh trần công kích tinh thần sở chi hiểu bị dây dưa rồi tựa như đã phát hiện chiến xa con nhện lý diệu tồn tại những luồng gợn sóng vô ảnh vô hình như rắn độc trong suốt hướng lý diệu truyền tới chú ý khôi lỗi vương muốn xâm nhập máy chủ chiến xa con nhện vô cùng có khả năng đã phát hiện chúng ta tồn tại huyết sắc tâm ma nhắc nhở thế nào là bây giờ liền đấu một trận với hắn hay là ngủ đông đến chỗ sâu hơn của máy tính không cho hắn phát hiện chúng ta tồn tại đương nhiên là trốn đi quan sát một phen rồi nói chúng ta còn chưa làm rõ ở trên người khôi lỗi vương lữ khinh trần rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu lý diệu nói chúng ta là tới làm ngư ông trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng không phải là đảm đương bọ ngựa bọ ngựa bắt ve, lại bị người ta chim sẻ ở phía sau. Tuy Lý Diệu và Lữ Kinh Trần là đối thủ đại đạo khác nhau, không thể điều hòa, nhưng trước mắt còn có kẻ địch càng thêm quan trọng cũng càng thêm thần bí, đó là độc thủ dấu ở phía sau màn năm đại trí thiện thượng sư Thánh Minh. Không có lý do ngay cả năm đại trí thiện thượng sư cũng chưa đào móc ra, hai vị khách thần bí tới từ tinh diệu liên bang tự giết lẫn nhau trước, vậy không khôi hài sao? Cho nên, khi từng cái xúc tu lạnh lẽo, theo khe hở vỏ chiến xa con nhện chui vào, lý diệu và huyết sắc tâm ma, đều dốc sức mang thần hồn mình co rút lại đến cực hạn, cũng lau đi tất cả dấu vết trải qua bóp méo trong máy chủ, bất động thanh sắc quan sát khôi lỗi vương xâm nhập. Khôi lỗi vương, lữ khinh trần tựa như cũng không dự đoán được, lý diệu người quen cũ của hắn, thế mà sẽ thẩm thấu đến bên người tiểu đội dạ xoa. Mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn như cũ là thiếu tá sở chi hiểu. Muốn xâm nhập não vực sở chi hiểu thiên nữ giết chóc này, cũng ăn mòn thần hồn của nàng không phải một công tác thoải mái cần chiếm dụng lượng lớn sức tính toán của khôi lỗi vương cho nên xâm nhập nhằm vào chiến xa con nhện cũng chỉ là làm theo phép tìm tòi chút chưa phát hiện khác thường cũng tùy nó đi mà lý diệu thì nhân cơ hội cảm giác cùng phân tích gợn sóng quấn quanh đại não sở chi hiểu mưng từng dòng số liệu cùng thác nước tin tức vô hình tổ hợp lại thành tín hiệu quang điện ý đồ xâm nhập ảo cảnh khôi lỗi vương bố trí cho sở chi hiểu bản thân lý diệu cũng là cao thủ công kích tinh thần xây dựng ảo cảnh có cùng nguồn gốc với khôi lỗi vương lữ khinh trần rất nhanh đã phá giải phiên dịch gợn sóng của khôi lỗi vương hắn giống như nhìn thấy ở sâu trong kiến trúc vốn trống rỗng trong không khí nhộn nhạo những luồng gợn sóng năm màu sặc sỡ trong gợn sóng ngưng tụ ngàn ngàn vạn vạn con số giống như hạt cát mà những con số này lại ngưng tụ thành ngọn lửa dương nanh múa vuốt lửa như là máu tươi điên đảo máu từng chút một bay tới giữa không trung hình thành ảo cảnh quỷ dị vô cùng ở dưới máu tươi ngọn lửa tô đậm gã méo tròn trịa không sức mẻ, khôi lỗi vương kia đang cười với sở chi hiểu. quần áo hắn mặc trên người một khối đỏ, một khối xanh lục đầy nếp nhăn cùng vết bụng, phía trước giày còn hơi cong lên, hai tay lại mang theo cái bao tay giống như kẹo đường, trên đầu còn đội một cái mũ dạ rất buồn cười. cả người nhìn qua như là một thằng hề trong ác mộng mới sẽ xuất hiện. sở chi hiểu lần lượt dùng dao găm công kích khôi lỗi vương, nhưng mỗi lần cắt qua thân thể tròn vo của khôi lỗi vương, bên trong lại phun trào ra từng cục sợi bông xóa tung khôi lỗi vương như là đám mây nhẹ nhàng bay ra, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, ý cười khóe miệng càng thêm thần bí. Rốt cuộc, sở chi hiểu ý thức được mình thân ở trong ảo cảnh, dừng công kích, há mồm thở dốc, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Khôi lỗi vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở chi hiểu mang dao găm một lần nữa cắm về trong giày da, như là một con báo ngã xuống cạm bẫy, nhìn chằm chằm thợ săn phía trên cạm bẫy, nghiến răng hỏi. Mục đích của ta, không phải mới vừa nói với đám đông sao, sở thiếu tá còn chưa nghe rõ sao. Khôi lỗi vương giang đôi tay to ngắn vụng về, cười tủm tỉm nói, ta muốn đánh thức quang huy của nhân tính, muốn tìm về tôn nghiêm nhân loại mất mát đã lâu, muốn kích hoạt lực lượng cường đại nhất giấu ở trong đáy lòng mỗi người, đánh vỡ nhà giam đáng giận này, tìm một đường ra cho toàn bộ thực nghiệm thể. Người nói dối, căn bản không có đường ra. Sở chi hiểu gầm nhẹ, người đã sớm khống chế toàn bộ hệ thống tàu quang minh vĩnh hằng, người liền. Thông qua máy chủ cùng pháp bảo quan chắc, và quét trải rộng ở trên vỏ tàu vũ trụ biết, căn bản không có mưa thiên thạch gì xâm nhập, đó đều là chúng ta cố ý chế tạo. Cục thẩm vấn dị đoan cùng thần hữu quân đã mang tỉnh trung giới bao vây chặt chẽ, cho dù các cư dân thành phố Quang Minh này có thể khống chế tàu Quang Minh vĩnh hằng, bọn họ cũng tuyệt đối trốn không thoát. Cái gì một phần mười số người, cho dù một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn, thậm chí chỉ một người, cũng đừng mơ chạy thoát, nào có đường ra cái gì. Người đang nói dối, người căn bản là dụ hoặc những người này đi chịu chết vô ích, dùng bọn họ hy sinh để chế tạo một hồi hỗn loạn, để chính ngươi, chỉ chính ngươi có thể chạy thoát. Cái này ngươi sai rồi, Sở Thiếu Tá, ngươi mười phần sai rồi." Khôi Lỗi Vương vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc, "Nếu ta chỉ để ý mình sống chết, căn bản không cần thiết ở tàu truy quang cùng Thông Linh Thánh Điện làm to chuyện, lưu lại dấu vết, bị các ngươi truy theo nguồn gốc tìm tới nơi này. Ngươi không thể không thừa nhận, nếu không phải ta quá nóng lòng cầu thành tựu, các ngươi căn bản không có khả năng khóa mục tiêu bản tôn của ta, ngay tại tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, ta là vô cùng chân thành muốn đánh thức những người này, các đồng bào nhân loại thân yêu nhất của ta, không tiếc trả giá tất cả, thậm chí không tính toán sinh mệnh không quan trọng gì của chính ta. Phải, người nói không sai, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy đi, vậy thì sao? Ít nhất, ở trong 12 giờ cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ đã thức tỉnh nhân tính, bọn họ trở thành nhân loại thật sự, bọn họ sẽ mang theo tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nhân loại, oanh oanh liệt liệt chết trận, tinh thần huyết chiến đến cùng của bọn họ, sẽ được toàn nhân loại vĩnh viễn ghi khắc. Chính cái gọi là sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, Sở Thiếu Tá, ngươi cảm thấy một người rốt cuộc nên làm người nhu nhược cả đời, như là heo đần độn ăn no chờ chết, thẳng đến trước khi chết cũng không biết ý nghĩa của sinh mệnh, không biết mình chỉ là một vật thí nghiệm ở trong tay người khác, hay là giống như bây giờ, làm dũng sĩ trong nháy mắt, ở trong 12 giờ ngắn ngủn, hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình, hơn nữa mang tôn nghiêm, kiêu ngạo, huy hoàng cùng ý nghĩa của sinh mệnh đều nở rộ đến cực hạn, một giây cũng tốt. Một vạn năm cũng tốt, chúng ta rồi cũng phải chết, tử vong không đáng sợ, vấn đề là chúng ta ở trong một giây hoặc là một vạn năm đó, rốt cuộc để lại một ít cái gì, chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Cho nên, ta là đang giúp những đồng bào này tìm về thứ 300 năm bọn họ mất đi, bọn họ rốt cuộc có thể chiếm lĩnh phòng điều khiển hay không, có thể chạy thoát hay không, cũng không quan trọng, quan trọng là không ai có thể chà đạp tôn nghiêm của bọn họ, thao túng cuộc đời bọn họ, làm bẩn linh hồn cao quý của bọn họ nữa. Ngươi Sở Chi Hiểu ngẩn ra rất lâu, không biết là bị lời Khôi Lỗi Vương nói đả động, hay là tìm không thấy lời nói có thể phỉ nhổ tên điên này, ở trong nụ cười điên cuồng của đối phương, cô bỗng nhiên hiểu, ngươi là cố ý mang chúng ta dụ dỗ đến nơi đây, vì sao? Chúng ta cũng không phải nhân vật quan trọng cỡ nào, đáng giá ngươi tốn nhiều công như vậy sao? Vấn đề đáp án này, Lý Diệu cũng rất muốn biết, càng thêm không dám phát ra nửa luồng dao động thần hồn, sợ đánh gãy Khôi Lỗi Vương mê hoặc đối với Sở Chi Hiểu đáng giá, sở thiếu tá, tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, mục tiêu quan trọng nhất của ta chính là ngươi đó. Khôi lỗi vương mỉm cười nói, ta muốn đánh thức ngươi, như đánh thức ngàn ngàn vạn vạn cư dân thành phố Quang Minh, đánh thức ngươi thân là thiên nữ giết chóc, quan chỉ huy tiểu đội dạ xoa, thiếu tá thần hữu quân, đánh thức ngươi tôn nghiêm làm nhân loại, cho ngươi có thể thật sự sống. Ta, sở chi hiểu chấn động, ta, sao có khả năng? Đừng lừa mình dối người nữa, lấy trí tuệ cùng cường độ thần hồn của ngươi, không có khả năng có. Bất cứ thủ đoạn tẩy não nào có thể hoàn toàn tẩy đi toàn bộ ký ức trong đầu ngươi. Cho nên, ngươi hẳn là nhớ rõ vụn vặt cùng đôi câu vài lời trong quá khứ. Hẳn là biết ngươi từ nhỏ đã tiếp nhận tra tấn cùng điều chế tàn khốc cỡ nào. Cũng nên nên nhớ rõ, mẫu thân của ngươi rốt cuộc là ai. Khôi lỗi vương thản nhiên nói, ta là thủ lĩnh hội thần tâm. Nhưng hội thần tâm sớm nhất lại không phải ta sáng tạo, mà là hơn 100 năm trước, một nữ nhân tên là Sở Chi Linh sáng tạo có ấn tượng không? Ba chữ sở chi linh, như là bàn ủi nung đỏ hồng, khắc thật sâu ở chỗ sâu trong thần hồn sở chi hiểu. Lý Diệu thậm chí có thể nghe được sẹt một tiếng, từ trong thần hồn sở chi hiểu kích động ra những vòng gợn sóng nhỏ vụn, giống như là bàn ủi và da thịt tiếp xúc, tản mắt ra khói trắng. Không, không có. Sở chi hiểu gầm nhẹ, thanh âm run lên. Người đang nói dối, trột dạ cái gì? Khôi lỗi vương cười tủm tỉm nói, ngươi là quan chỉ huy tiểu đội dạ xoa, chuyên môn phụ trách điều tra thủ lĩnh hội thần tâm một thế hệ mới chẳng lẽ sẽ ngay cả thủ lĩnh hội thần tâm một thế hệ trước cũng chưa từng nghe không cần gạt ta vô dụng cho dù ngươi có thể gạt ta cũng không lừa được chính ngươi thật ra ngươi đã sớm loáng thoáng biết lai lịch của mình nhỉ ngươi rất rõ mình là con gái của sở tri linh hội trưởng nhiệm kỳ trước của hội thần tâm mà ngươi cũng không phải xuất phát từ tình yêu cùng sinh sản vân vân các mục đích nhân tính được bồi dưỡng ra ngươi chỉ là kết quả của một kế hoạch băng lạnh vô tình tàn khốc là kết tinh của hạng mục ma đồng, là người may mắn duy nhất trong vô số huynh đệ tỷ muội chết thảm mà thôi. Khôi lỗi vương nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Trong máu tươi và lửa xung quanh nhất thời hiện ra từng cái hình ảnh vạn vẹo, mà khủng bố. Trong vô số túi bồi dưỡng bán trong suốt, ở trong nước ối nhân tạo cuộn mình từng cái phôi thai nho nhỏ, ở dưới các loại thuốc kích thích cùng nhân công can thiệp, sinh trưởng ra thần kinh cùng mạch máu mảnh khảnh. Tuyệt đại bộ phận phôi thai trong đó, chưa trưởng thành đã bị phán định là sản phẩm không hợp cách, bị rút cạn dịch dinh dưỡng, trực tiếp tiêu hủy. Mặc dù số rất ít trẻ sơ sinh thai nghén thành công, cũng phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc nhất cùng điều chế tàn khốc nhất, ở trong các loại đau khổ không thể dùng văn chương hình dung, đóa hoa sinh mệnh chưa nở rộ đã trực tiếp héo rũ. Đến cuối cùng, toàn bộ nụ hoa đều ảm đạm điêu linh, chỉ có một nụ hoa chờ nở, đó là thiếu tá sở chi hiểu. Nhớ ra chưa? Khôi lỗi vương cố ý hỏi, thật ra, không cần ta nhắc nhở, những hình ảnh vỡ vụn này, cũng thường xuyên xuất hiện ở trong ác mộng tầng sâu nhất của ngươi nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Ta tự nhiên biết này hình ảnh tồn tại, cũng biết ý nghĩa ta được sáng tạo ra. Sở Chi hiểu hầu như cắn nát môi, gian nan thở dốc nói, nhưng, nhưng phải có người đến thừa nhận tất cả cái này, mới có thể duy trì trật tự quan trọng nhất. Ha, trật tự, ha ha, dạng trật tự gì? Khôi Lỗi Vương hai tay ôm bụng cười, khoa trương cười nói, là trật tự đám ong thợ kia ở sâu trong quặng mỏ không dên một tiếng lao động tới chết, hay là trật tự ong lính ở tầng dưới chót tàu vũ trụ tràn ngập nhiệt độ cao, phóng xạ cùng khí độc, không có phòng hộ tác nghiệp, tuổi thọ bình quân chỉ có năm 60 năm, hay là trật tự như các cư dân thành phố Quang Minh trước mắt, ở trong mộng đẹp nhân tạo, đần độn như lừa như lợn, một thế hệ lại một thế hệ đảm đương thực nghiệm thể, bị người ta nghiên cứu. Mặc dù cái gọi là trật tự này thật có thể kéo dài ngàn năm vạn năm, lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhân loại vĩnh viễn sinh hoạt trong trật tự như vậy, bản thân chính là bi ai lớn nhất sao? Không, không cần ngàn năm vạn năm. Sở chi hiểu gầm nhẹ nói, ở tương lai không xa, các vị thần rồi sẽ thức tỉnh, mang đến đáp án cuối cùng cho tất cả chúng ta. Ha ha, các vị thần, ngươi thật sự tin tưởng các vị thần tồn tại sao? Sở thiếu tá, khôi lỗi vương càng thêm đắc ý cùng khinh thường, đôi mắt như hố đen phát ra hào quang sắc bén, đâm thẳng chỗ sâu trong thần hồn sở chi hiểu, ngón tay to ngắn lay động càng nhanh hơn không mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi không tin chuyện ma quỷ này ngươi chẳng ngập nghi hoặc đau khổ cùng phẫn nộ đối với thân thế của mình nhưng ngươi lại không biết nên phản kháng như thế nào nên hướng ai phản kháng càng không biết nhỡ đâu sau khi phản kháng thành công lại nên thế nào cho nên ngươi chỉ có thể lừa mình dối người không ngừng dùng lời nói dối của trí thiện thượng sư để gây tê chính ngươi cho thần hồn trồng chất vết thương máu tươi đầm đìa của ngươi kết vảy chỉ cần kết được vảy liền không còn đau khổ như vậy có phải hay không cũng đúng mặc dù ngươi là cường giả có thể so với hóa thần là binh khí đỉnh cao được xưng thiên nữ giết chóc nhưng ở trước mặt năm vị trí thiện thượng sư cùng cơ quan quốc gia bọn họ một tay nắm giữ bất cứ sự dãy dụa cùng phản kháng nào của ngươi đều là bé nhỏ không đáng kể cùng hoang đường buồn cười như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy của ngươi đều bị bọn họ bóp chết chỉ còn lại có một mình ngươi lại có thể như thế nào đây nếu phản kháng là không có khả năng vậy chỉ có phục tùng hơn nữa không ngừng gây tê bản thân bắt buộc mình tin tưởng phục tùng là chuyện duy nhất chính xác thậm chí thần thánh chỉ có như thế thần hồn của ngươi mới sẽ không đau khổ đến mức vỡ tan tành mới có thể miễn cưỡng sống sót giống như con côn trùng như cỗ máy sống sót ta nói đúng không hắn nói quá đúng huyết sắc tâm ma có chút kích động nói với lý diệu ta cũng là nghĩ như vậy khôi lỗi vương lữ khinh trần này quả thực chính là tri âm của ta mà lập trường lập trường của ngươi đâu lý diệu nói đừng bị những đại nhân vật phản diện kia tùy tiện mê hoặc liền dao động nhanh như vậy được không? Sắc mặt sở chi hiểu trắng bệch, thần hồn của nàng kịch liệt rung động, hầu như không thể ở trong ảo cảnh ngưng tụ ra thật thể của bản thân, thân hình, như những giải mây mù không ngừng tan rã cùng bay ra. Nàng vẻ mặt đau khổ, trên da thịt trắng như tuyết xuất hiện những sợi tơ đỏ vừa nhỏ vừa dài, thật sự giống thần hồn trồng chất vết thương, nứt thành vô số mảnh vỡ. Rất xin lỗi, muốn dùng phương thức này, xé rách vết thương vừa mới vảy kết của ngươi, nhất định rất đau nhỉ. Khôi lỗi vương ấy nay nói, chỉ có phương thức này, mới có thể khiến ngươi đối mặt bản thân thật sự, cho nên, xin lỗi. Nhưng mà, chỉ đỏ quanh thân sở chi hiểu càng lúc càng dày đặc, hai mắt cũng dần dần mất đi sắc thái vừa rồi, cô cười khổ nói. Ngươi cũng đã biết, lực lượng của trí thiện thượng sư vô cùng cường đại, căn bản không phải người phàm có thể phản kháng, cho dù ngươi có thể đánh thức ta, lại có ích gì đâu. Xin cho phép ta lập lại một lần, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng khôi lỗi vương mỉm cười nói nhìn từ lâu dài bất luận kẻ nào cũng phải chết bất cứ văn minh nào cũng phải hủy diệt mấu chốt là chúng ta sống như thế nào như thế nào ở trong mảng tinh hải này lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa các thị dân thành phố quang minh rốt cuộc có thể chạy thoát hay không cũng không quan trọng tương tự nếu ngươi có thể thức tỉnh có thể lật đổ năm tên trí thiện thượng sư thống trị hay không cũng không quan trọng quan trọng là ngươi thức tỉnh bản thân cái sự thực này liền đại biểu cho nhân tính thắng lợi vậy là đủ nếu thiếu tá sở chi hiểu một trong các thực nghiệm thể xuất sắc nhất của hạng mục ma đồng, trải qua vô số lần tẩy não cùng giáo dục trung thành, cũng có thể nở rộ quang huy nhân tính, vậy phóng mắt toàn bộ thánh minh, còn có ai không thể. Chỉ cần ta có thể lấy được hình thái gợn sóng, trong nháy mắt ngươi thức tỉnh thần hồn phát ra, liền có khả năng nghiên cứu phát triển ra thứ mới các ngươi gọi là virus đại não, hơn nữa khoách tán đến đầu dây thần kinh toàn bộ thánh minh, để toàn bộ người thánh minh đều có thể cảm nhận được cảm giác ngươi phá lồng mà ra, tìm về bản thân. Khi đó, mặc dù tất cả mọi người trên tàu quang minh vĩnh hằng đều đã chết người đã chết ngay cả ta cũng đã chết nhưng tinh thần nhân loại có thể vĩnh hằng truyền lưu xuống quang huy nhân tính sẽ chiếu sáng lên mỗi ngõ ngách quốc gia tà ác này sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người ngàn ngàn vạn vạn đồng bào của chúng ta đứng lên kế thừa di trí của chúng ta giống như chúng ta thống khoái đầm đì yêu nghiến răng nghiến lợi hận oanh oanh liệt liệt chiến đấu vô hạn phấn khích sống thế giới như vậy mới là bộ dáng tương lai nên có đúng không sở chi hiểu nói không ra lời nhưng sợi đỏ dài nhỏ trải rộng toàn thân lại không ngừng hướng phần mặt, đặc biệt hướng trong hai cái hốc mắt chui vào, như là muốn cắn nuốt trong ánh mắt của nàng. Nhân tính là thứ không ngăn cản được, vô luận trí thiện thượng sư hay là tất cả thần ma đều không ngăn được, xem xem đồng bạn của ngươi đi. Khôi lỗi vương bất động thanh sắc nói xong, lại nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Trong máu tươi lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở xung quanh, trừ hình ảnh hắn từ trong cơ sở dữ liệu hạng mục ma đồng đánh cắp, sở chi hiểu từ nhỏ đến lớn tiếp nhận điều chế nghiêm khắc, lại có thêm mười mấy hình ảnh mới nhân vật chính của hình ảnh thế mà lại là cự linh nguyên khấu cùng thất tinh quan thất tinh chỉ là trong hình ảnh nguyên khấu không là siêu cấp trắng hán lưng hùm vai gấu lực bạt núi sông kia nữa lại như là đứa bé gầy yếu mà sợ hãi ôm đầu khóc lớn oa oa trong mấy hình ảnh bên cạnh là toàn quá trình thằng nhóc này nằm ở trên giường phẫu thuật tiếp nhận các loại điều chế khủng bố cùng cải tạo cường hóa cải tạo tanh máu cùng tàn nhẫn đó mặc dù lý diệu nhìn cũng âm thầm kinh hãi líu lưỡi không thôi mà ở trong một hình ảnh khác, quan thất tinh lại không ngừng phân liệt, tách thành bảy người thoạt nhìn giống nhau như đúc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nhau. Hắn như là lâm vào một mê cung khắp nơi đều là gương, vách tường bốn phía cùng trên trời dưới đất hết thảy đều là gương, trong gương còn lồng vào gương mới, không ngừng phản xạ, chiết xạ cùng diễn xạ, bảy quan thất tinh lại biến thành 70, 700, 7000, bảy vạn ngã quan thất tinh. A à, a, à, đừng tới đây, đừng tới đây, đau, đau quá. Thằng nhóc trên bàn giải phẫu sợ tới mức kêu toáng lên thậm chí tè ra quần mà trong một hình ảnh khác nguyên khấu thân là siêu cấp cự hán cũng sợ tới mức co lại thành một cục khóc quên cả trời đất quan thất tinh lại hướng mình trong gương cùng mình trong gương trong gương trong gương hung tợn nói ngươi không phải ta ta mới là ta ta rốt cuộc là ai ta là ai ai là ta ai là ta hắn chợt lao đầu về phía tấm gương đập gương vỡ thành ngàn vạn mảnh vỡ lại chỉ ở trong mỗi một mảnh vỡ tăng thêm một chính mình mới ánh mắt hỗn loạn của mỗi một mình làm hắn càng thêm mê mang hầu như điên cuồng. Ngươi thế mà cùng lúc xâm nhập não vực của bọn họ, làm bọn họ lâm vào ảo cảnh. Sở chi hiểu không thể tin được, sao có khả năng, thực lực của ngươi, ngươi, vẫn không hiểu, không phải là thực lực của ta mạnh bao nhiêu, kỹ xảo chế tạo ảo cảnh cao minh bao nhiêu. Khôi lỗi vương nói, mà là trong cơ thể bọn họ, các ngươi cắt dấu tâm ma. Nếu các ngươi thật sự đối với trí thiện thượng sư cùng thần Phật khắp trời đều tuyệt đối tín ngưỡng, vô cùng trung thành, năng lực tạo ảo giác của ta có mạnh nữa, cũng không có khả năng xâm nhập trong thần hồn của các ngươi. Chỉ tiếc, ở trong cơ thể các ngươi cùng mỗi một người thánh minh đều cất giấu tâm ma, tâm ma này tên là nhân tính. Cự Linh Nguyên Khấu ngay từ đầu chỉ là thằng nhóc bình thường, thậm chí so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm gầy yếu hơn một chút, là trải qua điều chế người thường không thể tưởng tượng, so với người càng nghiêm khắc hơn gấp trăm lần, mới biến thành bộ dáng này hôm nay, đây đã là may mắn của hắn, cũng không phải bất hạnh của hắn. Hắn cùng với năng lực tự mình khép lại siêu cấp trời sinh làm hắn không thể không chịu đựng tra tấn dài đến mấy chục năm, không thể giống đồng bạn đã sớm chết đi vĩnh viễn hưởng an bình như vậy. Tuy hắn từ lục phủ ngũ tạng đến bề ngoài đều biến thành cự thú sắt thép, như tháp sắt đen, nhưng ở sâu trong thần hồn, hắn vẫn như cũ là thằng nhóc sợ hãi đau khổ cùng máu tươi kia, hắn sợ hãi sau mỗi lần chém giết, đều phải bị đưa về bàn giải phẫu đi chữa trị, cho nên hắn dốc sức không để mình bị thương, ở trước khi mình chảy ra cho dù một giọt máu, liền dùng hỏa lực điên cuồng nhất mang toàn bộ kẻ địch đánh nổ hết thảy. Đây là tâm ma của hắn, chẳng lẽ ngươi có thể nói tâm ma như vậy không nên tồn tại sao? Quan Thất Tinh cũng là như thế. Nhìn từ mặt ngoài, hắn là một gã chuyên gia trầm mê vào kỹ thuật, cực độ bình tĩnh, không để ý bất cứ thứ gì khác ngoài máy tính cùng linh võng, bao gồm hắn rốt cuộc là ai, vấn đề khó giải này. Nhưng mà, ha ha, sao có khả năng có người thật sự đối với vấn đề ta là ai này không có hứng thú? Hắn mặt ngoài càng bình tĩnh, dày vò trong lòng liền càng mãnh liệt, vấn đề này giống như là một con mãng xà tràn ngập nọc độc gắt gao dây dưa thần hồn hắn làm thần hồn hắn ở trong bất chi bất giác phân tách thành bảy khối thù hận lẫn nhau mỗi một khối đều muốn cắn nuốt sáu khối còn lại trở thành quan thất tinh có một không hai không có ai khát vọng cùng chung một phần ký ức tình cảm cùng thân thể với người khác đây là nhân loại nhân loại cực đoan coi trọng đối với bản thân rất xin lỗi bổn ý của ta không phải là muốn các ngươi lâm vào ảo cảnh chỉ là muốn xé rách tầng kén thật dày bao vây thần hồn các ngươi để các ngươi đối mặt mình chân thật ý đồ đánh thức nhân tính phù bụi đã lâu của các ngươi cho các ngươi nhấm nháp được tư vị của nhân loại thật sự cho dù chỉ có thể làm người nửa ngày làm một giờ làm một phút đồng hồ làm một giây cũng tốt theo khôi lỗi vương gào giống tà dị mà mị hoặc thần hồn sở chi hiểu đã bị tia máu màu đỏ hoàn toàn quấn quanh cái đầu của cô ở trong ảo cảnh thể biện ra giống như là một đống tơ vò rắc rối phức tạp không ngươi đừng mơ ăn mòn ta ngụy biện tà thuyết của ngươi đều là sai hai tay sở chi hiểu lún thật sâu vào trong đống tơ vò đỏ tươi, phát ra phản kháng cuối cùng, mỏng manh. Ha ha, rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai đây? Khôi lỗi vâng từng bước ép sát. Trật tự chính là đúng, hỗn loạn chính là sai. Sở chi hiểu đau khổ gầm nhẹ, bên ngoài hỗn loạn như thế. Nhiều người như vậy đều biến thành dã thú, chảy một cách vô ích máu tươi quý giá. Đây là cứu vớt của ngươi sao? Người thánh minh đã mắc bệnh nguy kịch, phải thực thi giải phẫu toàn diện, giải phẫu đương nhiên sẽ đổ máu sẽ mang lục phủ ngũ tạng đều biến thành rối tinh rối mù, thậm chí có phiêu lưu cực cao, có khả năng làm người bệnh chết ở trên bàn phẫu thuật, nhưng người có thể bởi vì giải phẫu đau đớn, đổ máu cùng hệ số phiêu lưu, liền từ chối giải phẫu sao? Đây chính là phương pháp duy nhất cứu vớt nhân loại. Khôi lỗi vương nói như lẽ đương nhiên, không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, trật tự tà ác đã xác lập quá lâu, chỉ có hỗn loạn cuồng bạo nhất mới có thể đánh vỡ nó. Sau đó, ở trong phế tích hỗn loạn lưu lại, trật tự mới, trật tự vô cùng quang minh sẽ dần dần dâng lên. Đó chính là trật tự hoàn toàn do nhân loại chúng ta tự mình định ra, là trật tự chúng ta làm chúa tể vũ trụ tự tay xác lập. Ngươi, ngươi điên rồi, ngươi tên điên rõ đầu rõ đuôi này. Thân thể sở chi hiểu hầu như phân giải thành những lọn tơ máu bay bay, nhưng cô vẫn chưa khuất phục. Đừng quên còn có đế quốc chân nhân loại, trật tự thánh minh sụp đổ, sẽ chỉ làm đế quốc tà ác có cơ hội có thể thừa dịp. Ta phi thường hiểu biết hiện trạng đế quốc chân nhân loại, đó tuyệt đối không nên là bộ dáng tương lai của văn minh nhân loại. Thậm chí ngay cả Hắc Mộng Vân Hải Tâm Thân là người tu tiên cũng nói, nếu có khả năng, hắn hy vọng đế quốc và thánh minh hết thảy hủy diệt, không có ai nên sinh hoạt ở nơi như vậy. Ngươi, ngươi giúp cuộc là kẻ điên thuần túy, hay là gián điệp? Đế quốc phái tới, mục đích chính là làm loạn thánh minh, để cho đế quốc thống trị toàn bộ vũ trụ. Đế quốc chân nhân loại. Ha ha, ha ha, sở thiếu tá, ta không thể không thừa nhận, vấn đề này của ngươi thật là làm ta có chút căm tức, Người cũng quá coi khinh ta rồi nhi. Khói miệng khôi lỗi vương dần dần tách ra, kéo dài mãi đến bên tai, phát ra châm biếm không thành tiếng. Chỉ đế quốc chân nhân loại loại quốc gia vương triều hậu kỳ, mục nát xuống dốc, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một đòn kia, sao có thể thai ngén ra ta. Kẻ cứ vớt như vậy chứ? Không, ta không phải người đế quốc, lại càng không tính là một người tu tiên thuần túy, người cứ yên tâm. Ta muốn chế tạo hỗn loạn, chính là bao quát đế quốc cùng thánh minh ở bên trong, làm đế quốc và thánh minh đánh nhau to lưỡng bại câu thương, sau khi tuyệt đại đa số con rối bị các vị thần thao túng, cùng người tu tiên hãm sâu vùng lầy tội ác trung ương tinh hải đều đồng quy vu tận, một thế lực mới khác, thế lực sinh cơ bừng bừng, chính nghĩa quang minh sắp xuất hiện tới thu thập tàn cục, văn minh nhân loại có thể chống lại đả kích như vậy, hơn nữa sẽ khỏe mạnh trưởng thành, tỏa sáng ra hào quang so với bây giờ càng sáng lạn hơn, đối với một điểm này, ta có trăm phần trăm tin tưởng. Cái gì, thế lực mới? Thần hồn sở chi hiểu hầu như đông lại, ngay cả tơ máu quấn quanh thân, dương nanh múa vuốt cũng ngưng trệ ở giữa không trung. Cái gì? Lý Diệu lẻn vào ảo cảnh, lén lút nghe trộm cũng chấn động, ý tứ gì, khôi lỗi vương rốt cuộc có ý tứ gì? Có lẽ sở chi hiểu sẽ mang thế lực mới trong miệng khôi lỗi vương, lý giải thành hội thần tâm. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, thứ khôi lỗi vương chỉ khẳng định là tinh diệu liên bang. À, nghe qua ý tứ khôi lỗi vương, Lữ khinh Trần hình như là, hắn muốn bào chế một kế hoạch, để đế quốc cùng thánh minh lưỡng bại câu thương, chiến hòa hừng hực mang trung ương tinh hải thiêu đốt triệt để, mang tuyệt đại bộ phận người đế quốc và người thánh minh xử lý hết. Huyết sắc tâm ma giỏi hiểu lòng người giải thích, ngươi xem, nếu thật sự bùng nổ một trận đại chiến vũ trụ, mang 89 phần 10 người đế quốc và người thánh minh đều xử lý, trình độ văn minh trung ương tinh hải tụt lùi mấy trăm năm, mấy trăm hơn một ngàn đại thiên thế giới biến thành phế thổ phóng xạ, vô số tinh cầu đều hóa thành bột phấn, người còn lại đều áo không che thân, hết đạn cạn lương tránh ở trong hang run rẩy, tàu vũ trụ nguy nga như núi đều biến thành phế liệu, đại quân huy hoàng ngày xưa đều biến thành lũ cướp cùng giặc cỏ. Lúc này, duy nhất tinh diệu liên bang có được chế độ cùng ưu thế kỹ thuật, có thể lấy tư thái kẻ cứu vớt, đổ bộ đến trung ương tinh hải, không cần tốn nhiều sức, đã thu thập tàn cục, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay không? Lý Diệu trầm mặc rất lâu, nhưng mà, hắn gian nan nói, chỉ riêng một cực thiên giới, thiên cực tinh, đã có gần trăm tỷ dân cư, Toàn bộ đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu dân cư, căn bản không thể đánh giá, lại thêm thánh minh thể lượng so với đế quốc không nhỏ hơn là bao. Vậy, vậy rốt cuộc là bao nhiêu người, 5.000 tỷ hay là 1.000 tỷ? Nếu muốn làm được trật tự trung ương tinh hải hoàn toàn sụp đổ loại trình độ này, ít nhất phải chết 30% thậm chí 50% số người mới có thể làm được nhỉ? Cái này, cái này, cái này, ta cảm thấy người nói thiếu. Huyết sắc tâm ma nói, các đời đại chiến diệt quốc, khi trật tự thật sự sụp đổ toàn diện, người thất cửu không không phải là tu từ khoa trương, đổi con mà ăn cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi, mặc dù tổn thất 90% dân cư cũng không kỳ quái. Dù sao, chết một người là chết một người, chết 100 triệu người chỉ là một chuỗi con số. 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, trăm một ngàn, 10 ngàn tỷ. Đối với khôi lỗi vương, Lữ khinh Trần mà nói, có khác nhau sao? Mấu chốt nhất là, những người chết kia cũng không phải người liên bang, mà là người địch quốc của liên bang, đế quốc cùng thánh minh đó, nhớ kỹ không phải mọi người đều lề mề nhân từ nương tay giống ngươi ngay cả tính mạng quốc dân địch quốc cũng để ý thậm chí rất nhiều người tu chân đều không phản đối tổn thương kèm theo khi công kích địch quốc nhỉ nếu để ý sinh mệnh bình dân của địch quốc liền không công kích mục tiêu quân sự quan trọng trận này còn đánh như thế nào lữ khinh trần vì quán triệt đại đạo của mình năm đó lúc ở liên bang ngay cả tính mạng vô số người liên bang cũng có thể hy sinh càng đừng nói bây giờ giết chết một ít người đế quốc và người thánh minh ở trong mắt hắn, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người liên bang. Cái này cũng tính là cử chỉ chính nghĩa, là vì ích lợi quốc gia cùng hòa bình lâu dài mà. Ta, Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nghẹn thật lâu mới nói, dù sao, hắn làm như vậy là không đúng, là ngụy trang nhân tính, trà đạp điểm mấu chốt của nhân tính cùng tinh thần căn bản của tinh diệu liên bang, là giết chóc rõ đầu rõ đuôi, là tội phản nhân loại. Phải phải phải, ngươi có lý, vẫn luôn là ngươi có lý. Huyết, Tắc Tâm Ma nói, nhưng ta trái lại rất muốn biết, ngươi bây giờ tràn đầy tự tin có thể đạt thành cân bằng giữa đế quốc cùng thánh minh, hơn nữa ở dưới loại cân bằng yếu ớt lung lay sắp đổ này, tìm được cho tinh diệu liên bang một không gian sinh tồn nho nhỏ, đây là chỗ đứng cho tất cả hành động của ngươi. Nhưng, chẳng may ngươi thất bại thì sao? Chẳng may ngươi thất bại, cân bằng bị đánh vỡ, không phải thánh minh cắn nuốt đế quốc, chính là đế quốc cắn nuốt thánh minh, nhưng vô luận ai hoàn toàn cắn nuốt đối phương, kế tiếp khẳng định sẽ vươn xúc tu hướng tinh diệu liên bang khi đó liên bang liền vạn kiếp bất phục, toàn bộ người liên bang và cái gọi là tu chân đại đạo đều phải hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Nếu lúc này, kế hoạch của Lữ Khinh Trần lại có thể để cho đế quốc và thánh minh lưỡng bại câu thương, để tuyệt đại đa số người trung ương tinh hải chết sạch sẽ, văn minh cùng kỹ thuật đều xuống dốc không phanh, do đó bảo vệ tinh diệu liên bang, thậm chí sáng tạo một cái cơ hội vàng ngàn năm mới có một lần, để tinh diệu liên bang nhảy vọt trở thành bá chủ tinh hải, lãnh tụ văn minh nhân loại. Ngươi cảm thấy, không tốt sao? Lại mang vấn đề này đơn giản hóa một lần, chính là một cái lựa chọn như thế. Nếu bắt buộc phải có một bên song đời toàn bộ, ngươi rốt cuộc là lựa chọn để tổ quốc cùng đồng bào của mình, tinh diệu liên bang cùng người liên bang song đời. Hay là lựa chọn cho địch quốc của ngươi, người đế quốc và người thánh minh số lượng nhiều hơn gấp trăm lần hết thảy song đời, lại để người liên bang lấy tư thái kẻ cứu vớt, đi thu thập tàn cục văn minh, sáng tạo huy hoàng mới. Thần hồn lý diệu như nước suối phun ra ủng ục ủng ục, biểu hiện ra trong lòng hắn nôn nóng cùng dối rắm. Vấn đề này thật sự quá đơn giản rồi, ngươi sao không hỏi ta, của ta cùng mẹ ta đồng thời rơi xuống sông, ta rốt cuộc cứu ai đâu? Lý Diệu hỏi ngược lại. Huyết sắc tâm ma cười cười, cũng không dây dưa, chỉ là nói, thôi, nghe tiếp rồi nói sau. Cách đó không xa, sở chi hiểu cũng bị lời khôi lỗi vương nói rung động thật sâu. Thất thanh nói, kế hoạch gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kế hoạch thật sự của ta, bây giờ tự nhiên không thể nói cho ngươi, Khôi lỗi vương thản nhiên nói, ngươi chỉ cần trăm phần trăm tin tưởng ta, nhất định có cách mang trung ương tinh hải biến thành một vòng xoáy hỗn loạn, ở trong vòng xoáy này phóng ra tối nhân tính lấp lánh, sau đó ở trên phế tích xây dựng lại quang minh là được. Lần trước gặp mặt, ta đã nói, ta không phải là người đế quốc, mà là đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Ở quê nhà của ta, ta cũng từng thử mang lý tưởng của mình đi thực thi, nhưng khi đó điều kiện các phương diện đều chưa chín mùi, ta quả thực có chút nóng vội, cuối cùng thất bại cũng là đương nhiên nhưng thất bại là mẹ thành công không có bất cứ cách tân thay trời đổi đất nào có thể một lần là xong có phải hay không sau khi ta phiêu lưu ở sâu trong tinh hải trong lúc vô tình đổ bộ tới thánh minh ta phát hiện nơi này có tất cả yếu tố trụ cột thực hiện lý tưởng của ta các ngươi có linh võng cùng máy tính vô cùng phát triển có kỹ thuật thai ngén phôi thai nhân tạo phi thường tiên tiến có thông linh thánh điện cùng vô số tàu vũ trụ những tàu vũ trụ này hết thảy làm tiết điểm linh võng được khảm ở trong cỗ máy quốc gia khổng lồ còn có vô số ong lính cùng ong thợ đại não trống rỗng chỉ chờ ta rót vào nhân tính đây quả thực là một kỳ tích là mảnh đất hứa hẹn ông trời ban cho ta đáng tiếc chỉ tiếc những trí thiện thượng sư kia của các ngươi thật sự quá mức phí phạm của trời bọn họ có được mọi thứ để trở thành thần ma lại chỉ dùng mấy thứ này để tiêu diệt nhân tính đắm mình vĩnh viễn trở thành nô lệ không những linh võng máy tính kỹ thuật thai ngén phôi thai nhân tạo kia cùng với ngàn ngàn vạn vạn ong lính và ong thợ nên nắm giữ ở trong tay ta Chúng ta, đến lúc đó, chính là nhân tính giải phóng toàn diện, chính là nhân loại hoàn toàn thức tỉnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Ta biết Lữ khinh Trần rốt cuộc muốn làm gì. Ở trong tiếng cười điên cuồng của khôi lỗi vương, huyết sắc tâm ma bỗng nhiên nói. Cái gì? Lý Diệu cũng bị hương vị không kiêng nể gì lại đắc ý vênh vào đó. Trên người khôi lỗi vương phát ra kích thích thật sâu, tương đối kiêng kỵ nếu ngươi đã quên để ta lại đến thuật lại một lần mục tiêu của lữ khinh trần huyết sắc tâm ma nói sớm ở thời kỳ liên bang kẻ này cùng thiên ma mạc huyền đã cùng nhau miêu tả một bản thiết kế to lớn bọn họ muốn thực hiện văn minh nhân loại toàn diện mô phỏng hóa cùng linh võng hóa hình thái cuối của nó vô cùng có khả năng là toàn nhân loại đều không cần thân thể máu thịt chỉ cần giữ lại một bộ phận nhỏ hệ thống sinh sản có thể truyền thừa gen cùng trung tâm đại não có thể duy trì bản thân cơ sở nhất dùng phương thức này mang tài nguyên tiêu hao giảm tới thấp nhất mà thần hồn nhân loại cùng với tinh hoa văn minh, nhân loại hết thảy đều có thể di chuyển, đến trong thế giới mô phỏng linh võng cùng máy tính xây dựng ra, cũng chính là linh giới. Ở trong linh giới, dục vọng, sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo của mỗi người đều có thể tận tình phóng thích, đến cực hạn, cho dù mang toàn bộ thế giới đều quậy long trời lở đất, đánh cho nát bét cũng không sao cả. Trong nháy mắt, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Mà bọn họ còn có thể thiết kế lượng lớn thể xác ngoại hình và công năng khác nhau, như là cơ thể giả bằng máy con rối chiến đấu thậm chí cự thần binh bản thăng cấp, thần hồn nhân loại có thể tùy theo ý muốn tiến vào những thể xác này, ở thế giới vật chất tự do hành động cùng cải tạo, bởi vậy hoàn thành thế giới mô phỏng khống chế đối với thế giới vật chất. Đây chính là tương lai cuối của văn minh nhân loại trong thiết tưởng của Lữ Khinh Trần cùng Thiên Ma Mặc Huyền. Ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy." Lý Diệu nói, "Ta đương nhiên nhớ rõ tràng cảnh bọn họ miêu tả, khách quan mà nói, tương lai như vậy cũng chưa chắc nhất định chính là sai." chẳng qua còn cần ngàn vạn năm chuẩn bị bọn họ nóng vội trái với quy luật khách quan của tiến hóa tự nhiên chỉ còn đường chết không sai dựa theo cơ sở vật chất của tinh diệu liên bang bọn họ quả thực nóng vội ngay cả lữ khinh trần vừa rồi cũng tự thừa nhận khi đó điều kiện còn chưa chín mùi, hắn hành động quá lỗ mãng huyết sắc tâm ma nói nhưng giấc mộng ở liên bang không thể thực hiện chưa chắc đặt tới thánh minh cũng không cách nào thực hiện tinh diệu liên bang cùng thánh ước đồng minh từ thể chế xã hội ý nguyện dân chúng cùng kỹ thuật linh võng máy tính mà nói đều là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau một trời một đất ở trước khi linh võng thiên ma bại lộ kỹ thuật linh võng cùng máy tính của tinh diệu liên bang không quá mạnh còn ở thời kỳ đầu trí tuệ nhân tạo nảy sinh không đủ để chống đỡ giấc mộng to lớn như thế của lữ khinh trần cùng thiên ma mạc huyền có thể đạt tới trình độ kế hoạch mồi lừa sáng tạo ra một mảnh nhỏ linh giới mô phỏng đã là cực hạn hơn nữa các thế giới gia nhập liên minh tinh diệu liên bang phi thường chú trọng phương thức sinh tồn tự cấp tự túc trên tinh cầu có thể ở lại mỗi một tinh cầu đều có được năng lực tự mình tuần hoàn nói khó nghe mặc dù linh võng đại nhất thống trượt gián đoạn văn minh cũng không đến mức nháy mắt sụp đổ thiên nguyên giới huyết yêu giới phi tinh giới chẳng lẽ không thể tự thành hệ thống sao càng quan trọng hơn là lòng người liên bang tính là một quốc gia bình thường khá truyền thống cùng bảo thủ từ kẻ thống trị đến người quản lý trung tầng đến chiến sĩ cùng dân chúng tầng dưới chót tất cả đều ở trong mấy trăm năm chiến đấu và giáo dục thành lập đạo tâm không thể phá vỡ sao có khả năng ở trong vài năm ngắn ngủn, liền tiếp nhận phương thức sinh tồn thần hồn di chuyển đến trong thế giới mô phỏng, trong thế giới hiện thực chỉ để lại trung tâm đại não cùng với hệ thống sinh sản, thực có chuyện liền thao túng cơ thể giả bằng máy đi ra hoạt động, nghe cù rất cổ quái rất khủng khiếp như vậy. Cho nên, Lữ khinh Trần và Thiên Ma Mạc Huyền ngay từ đầu, đã là đang khiêu chiến một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, chính bọn họ cũng phi thường rõ. Hy vọng thành công vô cùng xa vời, chỉ là ôm thái độ dẫn dắt kẻ nối nghiệp, vô luận như thế nào cũng phải liều một phen mà thôi điểm ấy ở lúc giáo sư mạc huyền ngã xuống đã nói rất rõ ràng thử nghĩ mặc dù lúc ấy kế hoạch của lữ khinh trần và thiên ma mạc huyền thành công bọn họ thật sự bắt cóc cả hạm đội hắc phong cũng phá hủy đại bộ phận siêu cấp máy tính của tinh diệu liên bang làm toàn liên bang lâm vào tê liệt thì sao chẳng lẽ có thể bức bách người liên bang thay ra đổi thịt hoàn toàn chuyển biến thành hình thái sinh mệnh mới sao không có khả năng tạm không nói đến trong lòng người liên bang có thể tiếp nhận hay không sẽ có phản kháng dài đến trăm năm hay không chỉ nói lúc ấy trình độ y học cùng kỹ thuật máy tính của liên bang đều không đủ để chống đỡ một siêu cấp linh giới quy mô đạt tới mấy chục tỷ dân cư có đạo lý lý diệu thừa nhận lữ khinh trần ngay từ đầu đã điên rồi cho nên ác giả ác báo ở dưới năm đấm sắt chính nghĩa của ta trấn áp đã hóa thành cho bụi đúng kế hoạch toàn nhân loại mô phỏng hóa của hắn ở liên bang là tuyệt đối không có khả năng thành công nhưng ở thánh minh thì sao huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói ngươi có phát hiện hay không thánh minh quả thực là quốc độ hoàn mỹ ông trời chuyên môn đặt ra cho riêng kế hoạch của lữ khinh trần tất cả điều kiện cùng kỹ thuật chưa trưởng thành ở trên liên bang ở nơi đây lại hết thảy thành thục đầy đủ mọi thứ đầu tiên làm chuẩn văn minh đàn ong thánh minh có được kỹ thuật máy tính cùng linh võng phát triển nhất trong ba thế lực lớn đúng hay không cái này không phải nói sức tính toán của siêu cấp máy tính thánh minh mạnh hơn đế quốc cùng liên bang bao nhiêu mà là nói thánh minh là quốc gia hoàn toàn ỉ lại linh võng mà tồn tại linh võng thẩm thấu đến mỗi một mao mạch cùng đầu dây thần kinh của quốc gia này thậm chí chui vào trong đầu mỗi một ong thợ cùng ong lính giống chúng ta hình thái sinh mệnh tin tức như vậy vô luận người ta tiểu minh văn văn quyền vương hay là khối lỗi vương lữ khinh trần càng là linh võng phát triển cao độ càng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của chúng ta thậm chí kích hoạt vô hạn tiềm năng của chúng ta tiếp theo kỹ thuật y học của thánh minh cũng phát triển cao độ ta chỉ là thánh minh nghiên cứu đối với đại não nhân loại, cùng với kỹ thuật thai ngén phôi thai nhân tạo. Ở trong bức tranh cuối của Lữ khinh Trần, khí quan dư thừa của nhân loại đều có thể bỏ đi, chỉ còn lại có trung tâm đại não cùng hệ thống sinh sản, thậm chí ngay cả hệ thống sinh sản cũng không cần thiết, chỉ cần tìm được cách có thể mang gen nhân loại vô hạn sinh sản tiếp, cùng bảo trì năng lực đột biến gen là được. Kỹ thuật như vậy, liên bang cùng đế quốc đều không có, nhưng ở Thánh Minh lại rất phát triển, thông linh thánh điện, tẩy não đề cập đến rất nhiều kỹ thuật não ngoại khoa cùng tâm lý học, mà xưởng tạo người cải tạo thêm chút, chính là chỗ tồn chữ cùng sinh sản nhân loại, đủ để chịu tải nhân loại mới lữ khinh trần sửa tạo ra. Một điểm quan trọng nhất là, vô luận liên bang hay là đế quốc, mọi người đều có được tư tưởng độc lập cùng ý chí ngoan cố, sẽ không dễ dàng từ bỏ hình thái sinh mệnh hiện có. Hơn nữa đối với sinh mệnh tin tức hoặc là nói linh tộc loại này, ôm hoài nghi cùng mâu thuẫn thật lớn, chúng ta không phải chính bởi vì thế, mới lặp đi lặp lại châm trước nên như thế nào từng bước một kể ra tiểu minh và văn văn tôn tại sao. Kế hoạch của Lữ khinh Trần, vô luận ở liên bang hay là đế quốc công khai ra, đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, tranh luận hơn trăm năm, thậm chí làm hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn Nhưng ở Thánh Minh, ở cái Thánh Minh trời đánh này, tuyệt đại đa số mọi người đều là, ông lính còn có ông thợ không hề có tư tưởng cùng chính mình, đại não bọn họ chính là một tờ giấy trắng, tùy ý người khác bôi vẽ màu sắc. Chí thiện thượng sư hy vọng đại não ông lính và ong thợ đều bảo trì trạng thái một mảng trắng xóa sạch sẽ, nhưng Lữ Khinh Trần lại muốn cho ngàn ngàn vạn vạn đại não đều phủ lên sắc thái của hắn. Hắn đã có thể ở trong đầu mọi người gieo vào huyễn diệt, vinh diệu, thao thiết, trí ái, cuồng nộ các loại virus, sao có thể không gieo? Vào ý niệm linh tộc mới là hình thái cuối cùng hoàn mỹ nhất của văn minh nhân loại, tất cả chúng ta đều sẽ ở trong thế giới mô phỏng đạt được hạnh phúc vĩnh hằng như vậy, chứ? Đến lúc đó, ức vạn ong lính cùng ong thợ trong nháy mắt liền biến thành tín đồ của hắn. Vậy bản thiết kế khổng lồ vốn cần ngàn vạn năm mới có thể thực hiện, rất có khả năng, trong một đêm buông xuống nhân gian. Lý Diệu cảm giác thần hồn mình hết thảy đông lại, như là một vùng biển lớn đóng băng, mà phía dưới bọt sóng động lại, lại phát ra tiếng rắc rắc, đó là tư duy của hắn đang run rẩy. Không sai, Lý Diệu lẩm bẩm, Thánh Minh thật sự là nơi so, với liên bang càng thích hợp thực hiện toàn nhân loại mô phỏng hóa, nhưng nhưng Lữ Khinh Trần thực có sức tính toán đủ cường đại, chiến thắng năm đại trí thiện thượng sư, cũng khống chế toàn bộ hệ thống phục hy sao. Có đủ sức tính toán hay không, cái này ai cũng không biết, nhưng trước mắt quả thật là cơ hội tốt nhất, thậm chí duy nhất của hắn, đổi ta là hắn, cũng sẽ lựa chọn lúc này được ăn cả ngã về không. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi xem, thánh minh và đế quốc sắp đại chiến, nếu hai siêu cấp bá quyền trung ương tinh hải thật sự triển khai quyết chiến chiến lược, ức vạn tinh tú nháy mắt hóa thành biển lừa, đối với thủ lãnh hai bên đều sẽ tạo thành áp lực lớn bao nhiêu. Khi đó, mặc dù năm tên trí thiện thượng sư thực có các vị thần phù hộ, chỉ sợ cũng phải bị áp lực quân sự khổng lồ ép thở không nổi, vắt cạn mỗi một tế bào não, sức tính toán cùng phòng ngự thần hồn đều giảm xuống đáy vực nhỉ. Càng đừng nói, người đế quốc cũng không có khả năng ngồi chờ chết nha, nhất định sẽ chó cùng dứt dậu, sắp chết vùng ngược, nghĩ cách công kích đầu mối thánh minh. Tựa như người ta, không phải là đao nhọn đế quốc phái ra, cắm thẳng trái tim thánh minh sao? nếu thánh minh cùng đế quốc thật sự giống lữ khinh trần nghĩ ngọc đá cùng vỡ lưỡng bại câu thương năm đại trí thiện thượng sư cũng chi trả một hai tên hắn lại thừa dịp thời điểm mấu chốt nhất giết ra chưa chắc không có khả năng một lần hành động xâm nhập đại não toàn bộ trí thiện thượng sư còn lại thậm chí khống chế toàn bộ hệ thống phục hy đó chúng ta còn không biết lữ khinh trần rốt cuộc tiến hóa tới trình độ nào càng không biết tồn tại thần bí ẩn nấp ở sau lưng hắn rốt cuộc là cái gì vậy sao biết hắn không thể mang hệ thống phục hy cải tạo thành một linh giới rộng lớn bao la hùng vĩ vô cùng vô tận kế hoạch như vậy phiêu lưu tự nhiên rất lớn tỷ lệ thành công tự nhiên cực cao nhưng đứng ở góc độ lữ khinh trần suy nghĩ hắn vốn đã là nửa cái tàn hồn hoàn toàn không có gì cả một mình một ngựa xâm nhập thánh minh không thừa dịp giờ phút này được ăn cả ngã về không còn đợi tới khi nào a wow. lý diệu nói như thế nào bị ngươi vừa nói giống như nhiệm vụ lần này khó khăn lại tăng lên vài lần bộ dáng nguyên bản yếu ở đế quốc cùng thánh minh trong lúc đó đạt thành khủng bố cân bằng liền khó với lên trời, hiện tại lại thêm một cái khôi lỗi vương, lữ khinh trần tử trong đó làm khó dễ, chẳng phải là khó càng thêm khó. Vốn chính là vậy. Huyết sắc tâm ma nói, mục tiêu của ngươi là đạt thành cân bằng ở giữa đế quốc cùng thánh minh, tự nhiên là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, tựa như một bà già gió chiều nào theo chiều đó, bị khắp nơi khinh bỉ, đối mặt hai con mãnh hổ cùng hung cực ác, đừng nói nhiệm vụ thất bại, cho dù nhiệm vụ thành công, nói không chừng cũng có người muốn nói ngươi yếu đuối cùng thỏa hiệp đó, nhưng Lữ Khinh Trần khác, mục tiêu của hắn chính là không ngừng kích động mâu thuẫn giữa Thánh Minh cùng Đế quốc, bảo đảm quyết chiến chiến lược của hai bên có thể triển khai đúng hạn, hơn nữa chiến hỏa càng đốt càng vượng, ở trước khi đốt cạn một giọt máu cuối cùng của hai bên tuyệt đối đừng tắt. Dù sao, một phương thực lực nào tương đối cường đại, hắn liền ở bên trong phá hoại, ngáng chân, một bên nào nhìn qua sắp toàn diện sụp đổ, hắn liền âm thầm trợ giúp, lửa cháy đổ thêm dầu đánh 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 mang trung ương tinh hải đánh thành phế tích thê thảm nhất phá hoại luôn dễ dàng hơn cân bằng nhiệm vụ của lữ khinh trần thật sự so với người thoải mái hơn nhiều mà chỉ cần hai bên thật sự đánh tới sức cùng lực kiện chiến tới một binh một tốt cuối cùng hắn liền vô cùng có khả năng khống chế lực lượng còn sót lại của thánh minh tiến tới cắn nuốt quân lính tản mạn của đế quốc đặt cạm bẫy cho quân viễn trinh liên bang đường xa mà đến lại một hơi nuốt chửng tinh nhuệ liên bang thậm chí hắn căn bản không cần âm mưu gì chỉ mang thân phận chân thật của mình, hướng toàn bộ tinh diệu liên bang công khai là được, lại như thế nào? Hắn để hai đại bá quyền trung ương tinh hải ngọc đá cùng vỡ, mang đế quốc cùng thánh minh đều đánh thành một mảng hỗn độn, hắn cho liên bang cơ hội quật khởi duy nhất, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần ngay cả người tam giới trí tôn, liên bang quốc phụ này cũng không có khả năng cung cấp. Chẳng lẽ người liên bang sẽ không liên thủ với hắn thu thập tàn cục, xác lập bá quyền liên bang vũ trụ, lại đánh tới một giọt máu cuối cùng với hắn sao? đương nhiên bản lãnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ lữ khinh trần khẳng định tu luyện đến đỉnh điểm khi đó hắn sẽ tuyệt đối không bắt buộc người liên bang tiếp nhận lý niệm toàn nhân loại mô phỏng hóa hắn nhiều nhất ở thánh minh khối địa bàn này mình khống chế đi tiến hành thí nghiệm để người liên bang chậm rãi nhìn thấy tính ưu việt một bộ thể chế này của hắn lại dùng hơn trăm năm thời gian để âm thầm cải tạo liên bang ta nghĩ sự kiên nhẫn này hắn vẫn là có tóm lại chỉ cần bị hắn thành công lấy rắn nuốt voi khống chế thánh minh lá bài có thể đánh trong tay hắn đã rất nhiều rồi hoàn toàn không cần giống thời kỳ liên bang quẫn bách cùng điên cuồng như vậy đến lúc đó mặc dù hắn chính đại quang minh triển khai đại đạo chi tranh ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn lý diệu âm thầm gắt một tiếng âm hiểm kính nhờ ngươi đừng mỗi lần đều mang sự thật rõ ràng dễ thấy như vậy nói ra được không như vậy trừ lãng phí nước miếng sẽ chỉ tỏ ra ngươi hồn hển vô kế khả thi huyết sắc tâm ma nói như thế mục đích lữ khinh trần bố trí cạm bẫy này cũng liền rất rõ ràng như lột trần rồi. Hắn không nói dối, đội trưởng tiểu đội dạ xoa, thiếu tá sở chi hiểu, thật là mục tiêu cực kỳ quan trọng, là một vòng mấu chốt không thể thiếu trong toàn bộ kế hoạch của Lữ khinh Trần. Cái này là vì, sở chi hiểu là thực nghiệm thể hoàn mỹ nhất của hạng mục ma đồng, có thể nói đại biểu kết tinh cao nhất kỹ thuật tẩy não của Thánh Minh, chỉ cần hoàn toàn phân tích thần hồn sở chi hiểu, liền có thể trái lại nắm giữ sơ hở trí mạng trong kỹ thuật tẩy não của Thánh Minh thậm chí tìm ra lỗ hổng bức tường phòng ngự tâm linh của năm tên trí thiện thượng sư. Người cũng biết, chiến đấu với thánh minh loại chuẩn văn minh đàn ông này, khác với chiến đấu đối kháng đế quốc, rốt cuộc tiêu diệt bao nhiêu tàu vũ trụ cùng bao nhiêu bộ đội, của kẻ địch không phải mấu chốt, mấu chốt là ở ông chúa, cũng chính là năm tên trí thiện thượng sư. Cho dù một con tàu vũ trụ cũng không tiêu diệt, chỉ cần phá hủy đầu não, khống chế ông chúa, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thánh minh. Chính bởi vì sở chi hiểu có giá trị thật lớn như vậy, khôi lỗi vương lữ khinh trần mới không tiếc lấy mình làm mồi cũng muốn thuyết phục sở tri hiểu ta nghĩ hắn nói không chừng đang điều chế một loại virus đại não chuyên môn nhằm vào năm tên trí thiện thượng sư chỉ cần hắn có thể thuyết phục sở tri hiểu hoàn toàn mở rộng thần hồn của mình để hắn nghiên cứu cấu tạo thần hồn thiên nữ giết chóc nghiên cứu dấu vết trí thiện thượng sư để lại ở sâu trong thần hồn sở tri hiểu liền có thể hoàn thành điều chế virus đại não kiểu mới một lần hành động ăn mòn năm tên trí thiện thượng sư khi thần hồn lý diệu cùng huyết sắc tâm ma triển khai kịch liệt va chạm sở chi hiểu cũng sắp trầm mê trong khối lỗi vương lữ khinh trần mê hoặc nếu thần hồn biết đổ mồ hôi thần hồn lý diệu lúc này khẳng định đã biến thành suối phun việc quá khẩn cấp hắn cũng không để ý vấn đề bại lộ hay không thúc giục thần hồn lao về phía sở chi hiểu thiếu tá lý diệu kêu lên trói tai ta Tà. người ta tới cứu ngươi ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng tên đại xấu xa này từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác nha Hả? Thằng hề béo hơi ngẩn ra, cánh tay giống như kẹo đường nhất thời biến ảo thành một sợi roi dài màu đen, hướng Lý Diệu hung hăng bổ tới. Lấy cường độ thần hồn Lý Diệu, nếu kích phát ra toàn bộ thực lực, đương nhiên có thể dễ dàng ngăn trở một đòn này. Nhưng thứ hắn bây giờ ngụy trang, chỉ là một chiếc chiến xa con nhện bình thường, cho dù có được trí tuệ nhân tạo trình độ nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của khôi lỗi vương. Lý Diệu đành phải cứng rắn chịu một đòn tấn công tinh thần này, bị bổ cho tán loạn, lung lay sắp đổ ha ha khôi lỗi vương lữ khinh trần tựa như hoàn toàn không ngờ kẻ địch mang hắn đánh thành tàn hồn bỏ trốn mất dạng thế mà biến thành bộ dáng này hắn cũng chưa dâng lên chút nghi ngờ nào cả lười ở trên thân lý diệu lãng phí chút sức tính toán ánh mắt hơi đảo qua liền về tới trên người sở chi hiểu như thế nào sở thiếu tá người giác ngộ chưa heo đỏ sở chi hiểu lại không nhìn nổi bộ dáng lý diệu trồng chất vết thương vỡ tan tành tờ máu sắp đứt gãy ở đáy mắt nháy mắt rút lui tan giã giận dữ hết, không được thương tổn heo đỏ của ta, người tên khốn kiếp này. Ngươi và người khác không có gì khác nhau, đều chỉ là muốn thao túng ta mà thôi. Mặc dù ta thật sự thức tỉnh, cũng không cần thiết trở thành nô lệ của ngươi. Dầm, dầm dầm. Tơ máu cùng sương mù vừa rồi quấn quanh ở quanh thân cô hết thảy nổ tung, thần hồn của cô ở trong tiếng nổ cực hạn nở rộ, bắn ra vô số thanh chiến đao hừng hực cháy, bộ ảo cảnh vỡ nát, thằng hề buồn cười kia cũng ở trong đợt tiếng cười lạnh, tiêu tán ở trong sương mù heo đỏ, bài trừ ảo cảnh như là tiêu hao toàn bộ tinh thần cùng thể lực của sở chi hiểu, hai chân cô mềm nhũn, sắp quỳ dạp xuống đất. Nhưng sự để ý đối với chiến xa con nhện, lại làm cô cắn răng kiên trì, lảo đảo hướng Lý Diệu đi tới. Ngươi không sao chứ? Ta! Người ta không có việc gì, vừa rồi thật đáng sợ, kho số liệu của người ta tựa như bị công kích phi thường nghiêm trọng, suýt nữa bị tên đại xấu xa kia hoàn toàn khống chế. May mắn thiếu ta kịp thời thức tỉnh, dây thanh của lý diệu đang di động qua lại giữa run rẩy cùng hưng phấn không có chút dấu vết ngụy trang thiếu tá vừa rồi nói quá tuyệt vời ngài không nên trở thành nô lệ của bất luận kẻ nào ngươi chính là ngươi là thiếu tá có một không hai phải không xác nhận mình thật sự trở lại thế giới hiện thực sở chi hiểu như chút được gánh nặng thở phào một hơi nhưng sau thở dài lại là cười khổ đáy mắt thiên nữ giết chóc tràn đầy mê mang tựa như không biết tiếp theo rốt cuộc nên làm cái gì rốt cuộc nên chạy đi đâu không sai, cô là thiên nữ giết chóc có thể xưng là binh khí đỉnh cao. Nhưng thế gian còn nhiều vấn đề giết chóc không thể giải quyết. Bên ngoài, tiếng các cư dân thành phố Quang Minh cuồng nộ chu lên còn chưa dừng lại. Sương mù màu đen lại không biết từ đâu dựng lên, càng lúc càng đậm, dần dần bao phủ mỗi một tấc không gian của kiến trúc bỏ hoang này. Con người của sở chi hiểu chợt có rút lại, cô nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân như lá khô rụng xuống đất. Thần hồn lý diệu và huyết sắc tâm ma cũng nhộn nhạo ra gợn sóng vi diệu, bọn họ đều cảm giác được một từ trường sinh mệnh cường đại tới gần. Hắc Mộng Vân Hải Tâm, từ trong sương mù đen vô thanh vô tức xuất hiện, như là một cái xác không hồn không còn ham sống nữa, nhìn chằm chằm thiếu tá Sở Chi Hiểu. Vân Hải Tâm và Sở Chi Hiểu, Hắc Mộng cùng thiếu tá, hai ngoại tộc thần bí nhất trong tiểu đội dạ xoa cục thẩm vấn dị đoan, ở trong sương mù đen, lạnh lùng rằng co, ngươi sẽ không ở lúc này mới nói cho ta biết, ngươi vẫn luôn là nanh vuốt của Khôi Lỗi Vương, ở trong tiểu đội dạ xoa đảm đương nằm vùng chứ? Sở Chi Hiểu nháy mắt khôi phục sự bình tĩnh của thiếu tá, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt rách xương mù đen, gắt gao tập trung hai tay, hai chân cùng mỗi một bó cơ bắp đủ để phát lực trên người Vân Hải Tâm. "Không phải, thẳng đến một lát trước đó, ta chưa bao giờ lén tiếp xúc Khôi Lỗi Vương, càng chưa từng nói nửa câu nào với hắn." Vân Hải Tâm lắc đầu, cay đắng nói, toàn thân hắn đều tràn ngập hương vị chết từ trong lòng, thậm chí làm lý Diệu Sinh ra ảo giác, giống như hắn chỉ còn lại có một túi da trống rỗng. Vân Hải Tâm thật sự sớm đã chết. Vậy ngươi vừa rồi mất tích, rốt cuộc đã đi đâu? Sở Chi Hiểu nói, bây giờ xuất hiện, lại là có ý tứ gì? Giết ta sao? Ta không muốn giết ngươi, có lẽ cũng không giết được ngươi. Vân Hải Tâm nói, ta chỉ muốn thuyết phục ngươi, giúp khôi lỗi vương thuyết phục ngươi. Cái này thật sự là kỳ quái. Sở Chi Hiểu nói, trước hôm nay, ngươi chưa bao giờ lén tiếp xúc khôi lỗi vương, mà ngươi vừa rồi mất tích, cũng chỉ khoảng 10 phút, ta thấy bộ dáng ngươi cũng không giống như bị tẩy não, Người vốn chính là loại người khó tẩy não nhất đó, như vậy, khôi lỗi vương rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, thu phục người bán sức cho hắn. Vấn đề này, làm đôi mắt Vân Hải Tâm luôn bị sương mù đen bao phủ, trở nên càng thêm thâm thúy cùng thần bí. Các ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò nguyên nhân, ta chưa bị tẩy não, lại cam tâm tình nguyện ở lại thánh minh trợ trụ vi ngược sao. Vân Hải Tâm bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, bây giờ, ngươi còn muốn biết hay không? Chẳng lẽ, nguyên nhân ngươi ở lại thánh minh, chính là nguyên nhân khôi lỗi vương nói một câu có thể thu phục ngươi. Sở chi hiểu nói, quả thực như thế, không ngại nói nghe một chút. Thật ra rất đơn giản. Vân Hải Tâm vẻ mặt hoảng hốt, như là không đứng vững được, lẩm bẩm. Bởi vì vợ con ta, một nhà lớn nhỏ đều ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, bọn họ đều là thị dân thành phố Quang Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này, dù là sở chi hiểu thiên nữ giết chóc như vậy, bức tường phòng ngự tâm linh chắc chắn tới cực điểm có thể từ trong khôi lỗi vương mê hoặc dãy thoát, cũng bị đoạn lời này của Vân Hải Tâm dọa toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Lý Diệu càng ở chỗ sâu trong thần hồn oa một tiếng, thầm nhủ đây lại là vở kịch rắc rối phức tạp, yêu hận khúc mắc thân tình luân lý gia đình gì. Ta họ Vân, nghĩ hẳn ngươi đã sớm đoán được, ta xuất thân Vân gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc của đế quốc chân nhân loại. Vân Hải Tâm cười cười, cay đắng nói, 20 năm trước, ta chẳng qua dựa vào một quyển bí pháp tâm linh vô tình đạt được, lại thêm cơ duyên xảo hợp, tâm địa độc ác, mới may mắn xông lên Nguyên Anh kỳ. Đặt ở thế gia tu tiên bình thường, cường giả Nguyên Anh có lẽ đã là tồn tại giường cột, hết sức quan trọng, đủ để ngồi vững vị trí trưởng lão gia tộc. Nhưng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mỗi một gia tộc đều cường thịnh như là một quốc gia, cao thủ nhiều như mây, mãnh tướng như mưa, mặc dù hóa thần lão quái cũng ùn ùn không dứt, một gã nguyên anh nho nhỏ ở dòng nhánh của gia tộc, căn cơ không sâu, lại đã tính là gì? Cây to đón gió, ở cao không khỏi bị lạnh, chúng ta loại con em gia tộc xuất thân dòng nhánh này, một khi đột phá đến cảnh giới nguyên anh, liền có được năng lực chạm tới ích lợi chủ mạch gia tộc, không phải nằm úp sấp dưới chân chủ mạch gia tộc làm chó vẫy đuôi mừng chủ, bị bọn họ coi là chó săn và quân cờ, không ngừng rụi về phía trước, chính là bị bọn họ dùng âm mưu và cạm bẫy, không đánh mà thắng xử lý luôn. Hừ, cứ nói trận đế quốc phản kích chiến nhìn như hoành tráng, bẻ gãy nghiền nát kia đi, nếu là trung tâm gia tộc thật sự, đương nhiên là tọa trấn bộ thống soái quân viễn trinh hậu phương chỉ tay năm ngón chỉ huy thiên quân vạn mã nhưng chúng ta loại nhân tài mới xuất hiện xuất thân dòng nhánh này lại có được thực lực nho nhỏ có khả năng uy hiếp đến địa vị cùng ích lợi chủ mạch lại là bị phái đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất nhiệm vụ không hoàn thành chúng ta tự nhiên bị chết sạch sẽ còn có thể biểu hiện gia tộc võ uy cùng dũng mãnh tỏ vẻ vân gia chúng ta cũng là cả nhà trung liệt chịu đổ máu hy sinh vì quốc gia Mặc dù nhiệm vụ may mắn hoàn thành, chúng ta thường thường cũng bị thương nặng, trả giá thê thảm đau đớn, thậm chí cả đời tu vi dừng lại không tiến, cứ như vậy, còn có nhiệm vụ kế tiếp càng thêm nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta. Đây là số mệnh thân là chi phụ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Ta ở 20 năm trước đã nhìn thấu tất cả cái này, quá chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng ta thân ở trong cuộc, một nhà lớn nhỏ đều phải dựa vào gia tộc sinh tồn, không liều mạng hướng về phía trước, tới chết mới thôi, lại có thể như thế nào đây? Cứ như vậy, ta biến mình thành một cỗ máy chiến tranh, tê liệt vung đao giết chóc, rốt cuộc ở trong một chiến dịch gặp đại quân thánh minh tấn công mãnh liệt, toàn bộ chiến hữu bên người hết thảy bị nổ be bét máu thịt, tan tành, ngay cả ta cũng bị sóng xung kích ném cao cao đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất đã lâm vào hôn mê. Khi ta tỉnh lại, đã bị thánh minh bắt làm tù binh, đưa đến hậu phương lớn. Sở Chi Hiểu cùng Lý Diệu đều nghe tới mức nhập thần. Chi tiết Vân Hải Tâm ở trên chiến trường làm tù binh cũng không ra ngoài dự liệu, bọn họ tập trung tinh thần tiếp tục nghe thương thế của ta cực kỳ nghiêm trọng ở trong khoang chữa bệnh suốt một năm mới khôi phục lại vân hải tâm tiếp tục nói khi đó ta đã làm tốt chuẩn bị không thành công cũng thành nhân lúc nào đều muốn tìm cơ hội tự sát trái lại không phải ta trung thành bao nhiêu đối với đế quốc cùng tu tiên đại đạo mà là ta ở đế quốc nghe quen đủ loại chuyện xưa vô cùng thê thảm cùng tàn khốc đến cực điểm sau khi bị thánh minh bắt làm tù binh ta thậm chí từng tận mắt thấy kẻ ẩn núp bị thánh minh bắt làm tù binh sau khi tẩy não chiều sâu chuyển hóa ta tuyệt không muốn bị cướp đoạt đi chính mình cùng ký ức rơi vào kết cục người không ra người quỷ không ra quỷ thế chỉ tiếc khi đó ta xương khớp vỡ hết kinh lạc đứt đoạn ngay cả lực lượng tự sát cũng không có mà theo thời gian trôi qua từng ngày một ở dưới dịch dinh dưỡng thuốc chữa bệnh cùng thuốc sinh trưởng tế bào nồng độ siêu cao kích thích xương khớp kinh lạc cùng cơ bắp của ta đều dần dần khôi phục bình thường lại đợi mãi không được người thánh minh đáng sợ thực thi tẩy não đối với ta giống trong truyền thuyết đế quốc ánh sáng trắng xóa đánh vào trong đầu làm người ta ở trong đần độn quên mất tất cả cảm giác như vậy chưa bao giờ xuất hiện thời gian là thuốc mê tốt nhất ta ở trong khoang chữa bệnh đợi một năm tâm tư tự sát dần dần phai nhạt lòng hiếu kỳ lại càng ngày càng đậm mà so với lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt hơn là tình cảm nhớ nhà không áp chế được ta đối với vân gia không có chút quyến luyến nào nhưng hôn nhân của ta lại không phải trao đổi ích lợi mà là thật sự lưỡng tình tương duyệt với thê tử nàng còn sinh cho ta một đôi long phượng thai rất đáng yêu một trai một gái của ta cũng dần dần trưởng thành đến tuổi đẹp nhất của sinh mệnh ba người bọn họ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của ta ta rất muốn biết bọn họ rốt cuộc thế nào rồi ta tuy không phải trụ cột vân ra đại gia đình này nhưng thật là một mảng trời của gia đình nhỏ của chính ta bây giờ ta mảng trời này sập xuống vợ và con cái của ta lại nên làm thế nào đây tò mò cùng nhớ nhung hai loại tình cảm mãnh liệt này như là hai con rắn độc cắn nuốt thần hồn của ta làm ta chằn chọc, trắng đêm khó ngủ, sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến ta rốt cuộc chịu không nổi cô độc tra tấn nữa, một ngày một đêm ở trong khoang chữa bệnh gào giống, bảo người thánh minh mau giết ta. Ảo ảnh trí thiện thượng sư mới xuất hiện ở trước mặt của ta, là trí thiện thượng sư một tộc nào? Sở Chi hiểu hỏi. Thủy tộc cũng chính là vị thượng sư kia chuyên môn phụ trách lĩnh vực tinh thần, quản lý cao tầng, chỉ huy chiến trường cùng lĩnh vực ẩn núp phía sau kẻ địch. Vân Hải Tâm nói chẳng qua từ đầu tới cuối xuất hiện ở trước mặt ta đều là một ảo ảnh ta cũng không biết rốt cuộc có phải hắn hay không người biết tựa như chưa từng có ai thấy diện mạo thật của trí thiện thượng sư vô luận vị trí thiện thượng sư nào đều giấu thật sâu ở phía sau màn chỉ lấy ảo giác hình ảnh ánh sáng cùng khí tức thần hồn hàng lâm lúc đó ta vừa tức vừa vội nào để ý thân phận đối phương cùng thật giả chỉ phát ra tiếng gào giống của dã thú chất vấn đối phương rốt cuộc muốn như thế nào hoặc là một đao giết ta hoặc là mang ta tẩy não chiều sâu, tẩy hết tất cả đau khổ của ta, thậm chí mang ta đưa đến trên đài tra hỏi, đại hình hầu hạ cũng tốt hơn so với ném ở một bên chẳng nghe chẳng hỏi như vậy. Chí thiện thượng sư chưa trả lời thẳng vấn đề của ta, lại ném cho ta lượng lớn video tư liệu, ta tập trung nhìn vào, chấn động cả trái tim cũng muốn nổ tung. Đó, đó thế mà đều là người thánh minh thần thông quảng đại, lẻn vào vân gia, quay chụp được video cuộc sống hàng ngày của vợ con ta. A. À, Sở Chi Hiểu hơi ngẩn ra, nói, kẻ thống trị đế quốc hoang dâm vô đạo, dân chúng tầng dưới chót đã sớm hận không thể đồng quy vu tận với bọn họ, kẻ ẩn núp của thánh minh, chúng ta có thể thẩm thấu đến đầu dây thần kinh đế quốc cũng không kỳ quái, chỉ là, quay chụp video vợ con ngươi làm gì, dùng để uy hiếp ngươi sao? Không, không phải uy hiếp ta, ngược lại là muốn, giúp ta. Vân Hải Tâm có chút mất hồn mất vía nói, vợ con của ta, cuộc sống ở Vân Gia rất gian nan, rất không tốt. Nói như thế nào, Sở Chi Hiểu nói, người ở trên chiến trường ra sức chiến đấu chống đỡ hết nổi mới bị bắt làm tù binh, không tính là vết bẩn gì nhỉ, thậm chí còn có tỷ lệ thật lớn, được coi là liệt sĩ hy sinh lẫm liệt, chẳng lẽ đế quốc ngay cả vợ quá của con côi của một liệt sĩ, cũng không chiếu cố được sao? Hừ, Vân Hải Tâm nheo mắt, đáy mắt nở rộ ra thù hận nồng đậm, nói, đế quốc nếu có thể chính trị thanh minh, trên dưới đồng lòng, mang mỗi một quân lệnh cùng quốc pháp đều quán triệt đến tầng dưới chót, sớm 500 năm trước nên đuổi tận giết tuyệt thánh minh rồi, sao có thể làm ra bộ dáng này của hôm nay? Huống chi, người cũng đã nói, thi thể của ta mãi không tìm được, mà thi thể rất nhiều chiến hữu lại ở lại trên chiến trường, camera trên tinh khải cùng tinh thạch, chiến xa, của bọn họ vô cùng có khả năng quay chụp được cảnh tượng ta bị người thánh minh bắt, đi, như vậy, chuyện ta tham sống sợ chết, khuất nhục bị bắt này, cũng xem như được khẳng định rồi. Vợ quá con côi của liệt sĩ, tự nhiên có quần sáng thêm vào, nhưng vợ con của tù binh tham sống sợ chết, lại tính là gì? Vừa rồi từng nói, ta là xuất thân chi phụ của gia tộc, chi phụ giống chúng ta, không có quan hệ thâm hậu cùng tài nguyên khổng lồ có thể lợi dụng, cũng chỉ có thể dựa vào một cái mạng nát, bất chấp thủ đoạn đi liều, chém giết, đi cắn xé, tướng ăn không khỏi khó coi chút, ở trên con đường quật khởi, cũng không tránh khỏi sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù. Ta chết thật, trái lại xong hết mọi chuyện, nhưng bây giờ làm tù binh liền cho kẻ thù cơ hội danh chính ngôn thuận đến khi nhục người trong nhà ta. Một người phụ nữ yếu ớt không có chỗ dựa, cộng thêm hai đứa nhỏ trai trai chưa trưởng thành, Tỉnh Tỉnh Mê Mê, ở vân gia đầm rồng hang hổ, bị kẻ thù nhìn vào như vậy, rốt cuộc sẽ nhận đối đãi như thế nào, cũng có thể nghĩ mà biết rồi. Sở Chi Hiểu có chút ngưng trọng gật đầu. Người tu tiên thích nhất tự giết lẫn nhau, đối với người một nhà vô cùng tàn nhẫn, lục đục với nhau, đả kích ngấm ngầm hay công khai, bất chấp thủ đoạn, nào đoàn kết như thánh minh chúng ta. Sở Chi Hiểu nói, ta có thể tưởng tượng, ở sau khi ngươi bị bắt, vợ con của ngươi rốt cuộc đã gặp phải đối đãi thế nào. Lý Diệu cũng biết đấu tranh bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, rốt cuộc là tình hình thế nào, cùng loại ví dụ, hắn ở trong hồ sơ tương quan từng nhìn thấy không dưới một ngàn ví dụ. Nếu không phải cao tầng cùng chủ mạch bốn đại gia tộc, đối với tu sĩ chi phụ cùng tầng dưới chót nghiêm khắc cùng khắc nghiệt như thế, hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc lại nào sẽ sụp đổ ngay trong một lần, thậm chí phản chiến. Không ít tu sĩ tầng dưới chót bốn đại gia tộc, Thống hận cao tầng gia tộc càng sâu hơn thống hận phái Cách Tân, hận không thể mang cao tầng gia tộc thiên đao vạn quả, lại mang thịt nát nuốt sống vào trong bụng, đây cũng không phải là tu từ khoa trương. Lệ Linh Hải đám người phái Cách Tân, sở dĩ có thể liên hợp Lý Diệu người tu chân này, cùng nhau nâng đỡ Lệ Gia Lăng tiểu hoàng đế này lên ngôi, những người tu tiên tầng dưới chót bốn đại gia tộc ủng hộ cũng là rất quan trọng. Đương nhiên, Lý Diệu cũng sẽ không ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng lời Vân Hải Tâm, tin tưởng hắn thực sự thuần khiết vô tội như bản thân nói. Cái gì trong lúc vô tình đạt được một quyển bí pháp tâm linh, nói nhảm, bí pháp loại vật này chẳng lẽ là truyền đơn ưu đãi ngoài chợ, sẽ tùy tùy tiện tiện từ trên trời rơi xuống sao? Nói không chừng hắn giết người nào, đoạt bí pháp cùng pháp bảo của người ta, bây giờ gió đổi chiều, đến lượt hắn bất đắc chí, tự nhiên có tật giật mình, sợ hãi người nhà của mình cũng gặp báo ứng. Kẻ giết người, rồi sẽ bị người giết, đây chỉ sợ là số mệnh mỗi một người tu tiên đều không thể tránh được nhỉ. truy cập haleyzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin cà phê nhé. Chỉ là video mà thôi. Sở tri hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi, trí thiện thượng sư có khả năng làm giả sao? Lý Diệu hơi động tâm, biết vừa rồi khôi lỗi vương mê hoặc, vẫn đã gieo xuống hạt giống hoài nghi ở đáy lòng sở tri hiểu. Nếu không, nàng tuyệt đối không hỏi ra được trí thiện thượng sư có thể làm giả, hay không vấn đề như vậy. Đương nhiên, đối với Lý Diệu mà nói, sở tri hiểu hoài nghi chưa hẳn không phải chuyện tốt, hoài nghi là đúng chỉ xem sau khi hoài nghi rốt cuộc do ai đến dẫn đường là lý diệu hay khôi lỗi vương ta sớm đã biết gia tộc tính tình những người đó còn có cái gì phải hoài nghi vân hải tâm cười khổ nói cho dù không có video của trí thiện thượng sư ta cũng biết vợ và con cái của mình cuộc sống ở gia tộc nhất định rất không dễ dàng gì thậm chí sẽ tính mạng đáng lo sau đó thì sao sở chi hiểu tiếp tục hỏi người biết vợ cùng nữ nhân ở trong hiểm cảnh sống còn sau đó như thế nào sau đó, trí thiện thượng sư liền cho ta hai lựa chọn, muốn làm một vụ giao dịch với ta. Vân Hải Tâm hai mắt thất thần, đình trệ ở trong quá khứ đau khổ, lúc ấy, con cái của ta sắp trưởng thành, ở dưới kẻ thù cố ý tính kế, vô cùng có khả năng bị đưa, đến trong doanh địa huấn luyện bí mật tỷ lệ tử vong cực cao, cho dù có thể sống sót qua tôi luyện sống không bằng chết, cũng sẽ biến thành sát thủ gia tộc che giấu trong bóng đêm, thích khách cả đời không thể ra ngoài ánh sáng, chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, nhân vật bất nhập lưu các kiểu như thế lại hoặc là bọn nó cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta bị đưa đến tiền tuyến lấy thân phận vật hy sinh chết đi không có ý nghĩa nhớ đầu bọn nó thật sự rơi vào vận mệnh như vậy chia lìa lâu dài với mẫu thân kết cục lão bà của ta cũng liền có thể nghĩ mà biết nàng vốn đã không phải một nữ nhân quá mức kiên cường đầu tiên là gặp đả kích mất đi chồng lại phải giúp hai đứa trẻ giải quyết khốn cục quả thực bị ép phát điên rồi không cần trí thiện thượng sư nói cho ta biết ta cũng phi thường rõ, nếu không áp dụng hành động, ta sẽ thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Chí thiện thượng sư cho ta hai lựa chọn cũng phi thường đơn giản, thứ nhất, hắn có thể giống đối đãi tù binh đế quốc khác như vậy, dựa theo trình tự thường quy thực thi tẩy não đối với ta, tẩy hết ký ức của ta cùng chính ta, để ta ở trong đần độn vượt qua quãng đời còn lại, mà lực lượng của thánh minh cũng sẽ từ bỏ theo dõi đối với vợ cùng con ta, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, bị kẻ thù trong gia tộc bắt nạt tới chết. Nếu ta khát vọng đạt được các vị thần giúp đỡ vậy lấy đầu óc tỉnh táo bảo trì bộ mặt của mình gia nhập thánh minh hoàn thành các hạng nhiệm vụ trí thiện thượng sư giao cho ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ ta có thể tùy theo ý muốn làm bất cứ chuyện gì vô luận nguyền rủa cùng oán giận như thế nào cũng được túm lấy người thánh minh nào đó chửi ầm lên cũng không sao các vị thần có thể rộng lượng tha thứ sự lỗ mãng cùng vô tri của ta sau đó trí thiện thượng sư sẽ phát động tất cả lực lượng thánh minh ẩn núp ở đế quốc giúp ta mang thê tử cùng nữ nhân cứu ra, đưa đến thánh minh. Ta có chút hiểu rồi. Sở chi hiểu nghĩ nghĩ, nói, đây là chuyện 20 năm trước, nhưng ngươi gia nhập tiểu đội dạ xoa còn chưa đến 10 năm. 10 năm trước đó, ngươi rốt cuộc chấp hành những nhiệm vụ thế nào? Rất nhiều nhiệm vụ, ví dụ giám định đối với kẻ ẩn núp. Vân Hải Tâm nói, rất nhiều kẻ ẩn núp đầu tư lượng lớn tài nguyên, tỉ mỉ bồi dưỡng ở trước khi đưa đến đế quốc đi, phải do người đế quốc nguyên nước nguyên vị đến kiểm tra bọn họ đủ tư cách hay không cũng sửa chữa sơ hở cùng lỗ hồng bọn họ bất chi bất giác toát ra để bọn họ càng thêm hoàn mỹ ta đã là minh tu sư lại là cường giả cấp số nguyên anh tự nhiên thích hợp nhất kiểm tra bọn họ công tác này là đám ông lính cùng ông thợ trải qua tẩy não kia đều không thể thay thế quả thực một người đế quốc đầu óc tỉnh táo có thể đứng ở góc độ khác nhau để đánh giá người thánh minh tìm ra chỗ thiếu hụt chúng ta không thể phát hiện giá trị của ngươi quả nhiên rất cao nhưng ta vẫn không thể lý giải ngươi sao có thể nguyện ý chứ mặc dù vợ con ngươi ở đế quốc sống khổ không nói nổi nhưng ngươi không phải khinh rẻ loại cuộc sống đần độn này của thánh minh nhất sao ngươi sao có thể đồng ý để cho trí thiện thượng sư đưa bọn họ hết đến thánh minh đương nhiên là có điều kiện đó là tàu quang minh vĩnh hằng vân hải tâm nói trí thiện thượng sư hướng ta triển lãm cuộc sống trên tàu quang minh vĩnh hằng loại cuộc sống này tuy hư ảo lại yên tĩnh tường hòa khoái hoạt Chí thiện thượng sư hứa với ta, chỉ cần ta góp sức thật tốt cho Thánh Minh, cho dù đáy lòng vẫn thống hận thật sâu Thánh Minh cũng không sao cả, ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, vợ con của ta có thể vĩnh viễn sinh sống ở trên tàu Quang Minh vĩnh hằng. Đương nhiên, khu vực ký ức của bọn họ sẽ bị phong ấn, bọn họ không nhớ rõ chuyện quá khứ nữa, sẽ cho rằng mình từ nhỏ đã là một thành viên của thành phố Quang Minh, nhưng bản thân bọn họ vẫn có thể giữ lại, vẫn như cũ có được tình cảm quá khứ, sở thích cùng thói quen sinh hoạt, bọn họ sẽ thoát khỏi bóng tối. Ngành đón quang minh, sẽ ở trong thế giới tu chân nho nhỏ này khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự sống sót. Sở chi hiểu há miệng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Châm chọc nhỉ. Không đợi cô nói, Vân Hải Tâm đã tự trào phúng trước, ta là một người tu tiên, lại thà chết cũng không muốn để, cho vợ con mình tiếp tục trải qua cuộc sống người tu tiên, ta thà ruồng bỏ đại đạo của mình, gánh tội danh kẻ phản quốc, hợp tác với ác ma tội ác tày trời trong mắt ta, chỉ vì để vợ con của ta có thể sống ở trong một thế giới tu chân hư ảo. Đúng vậy, người ta đều phi thường rõ, thế giới của người tu chân là giả, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, mặc dù tồn tại cũng không cách nào dài lâu. Nhưng ta không chờ đợi lâu dài, ta chỉ cần 100 năm hoặc là 200 năm là đủ, chỉ cần trí thiện thượng sư thực nghiệm nhân tính, có thể tiếp tục duy trì một 200 năm để cho vợ con của ta có thể ở thành phố Quang Minh thoải mái, hạnh phúc khoái hoạt qua cuộc đời này, ta liền thỏa mãn rồi, trách nhiệm làm chồng cùng cha của ta liền kết thúc. Sở Chi Hiểu hít thở nặng nề cùng hỗn loạn hẳn lên. Hiển nhiên, thiên nữ giết chóc chưa bao giờ cảm nhận được cảm tình nhân loại mãnh liệt như thế, gợn sóng như mãnh thú nước lũ này, làm cô lâm vào rung động cùng mê mang thật sâu. Ngươi, cô suy nghĩ rất lâu, nhiều năm như vậy, ngươi từng gặp vợ con mình chưa? Chưa từng tận mắt gặp, nhưng ta thường xuyên nhìn thấy video sinh hoạt của bọn họ ở thành phố Quang Minh. Vân Hải Tâm nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết, một người đế quốc đầu óc tỉnh táo như ta, Rốt cuộc là lực lượng gì chống đỡ ta ở trong địa ngục thánh minh như vậy, kiên trì lâu như vậy, vô luận ta thống hận nơi, này cỡ nào, chán ghét công việc của mình cỡ nào, lại vẫn tận trung cương vị công tác, cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ chính là nguyên nhân duy nhất, chính là ánh sáng mơ hồ trong địa ngục, chính là lực lượng cường đại nhất chống đỡ ta sống. Sở Chi hiểu hít một hơi thật sâu, thật sâu. Vợ con ngươi không phải là dân bản xứ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, 20 năm qua cũng chưa bị người ta phát hiện. Cô hỏi không có, nơi này có cả bộ lưu trình phi thường hoàn thiện, có thể khiến người từ ngoài đến không một kẽ hở dung nhập trong đó. Vân Hải Tâm nói, không đơn giản là vợ con của ta, còn có người nhà rất nhiều người đế quốc, hết thảy đều ở đây. Cái này, sở chi hiểu ngạc nhiên, vì sao? Còn không hiểu sao? Nguyên nhân đủ loại, nói ví dụ, vì chế tạo kẻ ẩn núp chân chính. Vân Hải Tâm cười đã bi thương, lại quỷ dị. Ngươi cho rằng kẻ ẩn núp chính là những kẻ bị tẩy não chiều sâu đó sao? vậy ngươi nghĩ trí thiện thượng sư quá đơn giản rồi cái gọi là tẩy não cùng dùng sức tính toán để mô phỏng tình cảm loại chuyện này mặc dù kỹ thuật xuất sắc nữa ngụy trang bí ẩn nữa cũng sẽ bị phát hiện dựa vào kẻ ẩn núp nhân tạo ra như vậy căn bản không có khả năng lẻn vào tầng cao nhất của đế quốc thăm dò cơ mật trung tâm nhất để ta tới nói cho ngươi kẻ ẩn núp chân chính rốt cuộc là bộ dáng thế nào bọn họ tuyệt đối không phải người thánh minh cũng không phải những người đế quốc bị thánh minh bắt làm tù binh sau đó lại bị tẩy não kia lại càng không phải những người vượn lòng đất tầng, dưới chót đế quốc cuồng nhiệt tín ngưỡng các vị thần, mà là người như ta, thờ phụng người không vì mình, trời chu đất diệt, cá lớn nuốt cá bé, tự nhiên chi lý như ta. Càng là người tu tiên thâm niên như chúng ta, lại càng có thể hiểu rõ hắc ám cùng tà ác dấu ở sau lưng tu tiên đại đạo, lại càng không muốn để hậu duệ của mình sinh hoạt trong quốc gia người tu tiên. Vì thế, người thánh minh dùng các loại thủ đoạn, đưa người thân chúng ta lên tàu quang minh vĩnh hằng, để bọn họ trải qua cuộc sống như mộng ảo dùng loại phương pháp này để bức bách chúng ta hợp tác. Bọn họ chọn mục tiêu kỹ càng, đều là người như ta cảm tình sâu vô cùng đối với người thân, nguyện ý vì người thân từ bỏ tất cả, vì thế, hầu như không có ai sẽ từ chối. Cứ như vậy, chúng ta đầu óc tỉnh táo, giữ được bản thân, có được cảm tình phong phú thậm chí quá mức phong phú, lại vẫn như cũ cam tâm tình nguyện trở thành nanh vuốt của thánh minh, hoặc là như ta ở lại trong thánh minh bán sức, hoặc là ẩn núp ở trong đế quốc, cuồn cuộn không ngừng truyền các loại tình báo đến thánh minh giúp thánh minh hiểu rõ mỗi một chi tiết trung tâm đế quốc nhà cầm quyền đế quốc ngu xuẩn dùng kiểm tra linh đồ để phân biệt gián điệp thánh minh đúng kiểm tra linh đồ một thế hệ mới nhất hầu như có thể phân biệt ra toàn bộ người thánh minh bị tẩy não nhưng tuyệt đối không bắt được ta người như vậy bởi vì chúng ta vốn chưa bị tẩy não vẫn duy trì bản thân cùng tình cảm mãnh liệt hiểu chưa kẻ ẩn núp người bình thường nhìn thấy chỉ là tiểu nhân vật bất nhập lưu là nhân viên tình báo cấp thấp mặc dù những kẻ ẩn núp nhìn như tỉ mỉ điều chế kia cũng chỉ là ngụy trang là tấm thẻ đánh bạc có thể tùy ý hy sinh cố ý bị nhà cầm quyền đế quốc phát hiện giá trị tồn tại của những kẻ ẩn núp này chính là để cho nhà cầm quyền đế quốc nghĩ lầm bọn họ nắm giữ phương pháp bắt được gián điệp thánh minh không biết gián điệp thật sự căn bản chưa bị tẩy não đoạn lời này đừng nói sở chi hiểu mặc dù lý diệu nghe xong cũng âm thầm kinh hãi thần hồn che kín mồ hôi lạnh tình cảm của nhân loại sở chi hiểu lẩm bẩm thật kỳ quái thật đáng sợ đúng vậy nhân loại chính là thứ đã kỳ quái lại đáng sợ như thế có thể vì một cái mơ mộng hư ảo trả giá tất cả thiêu đốt bản thân sắc mặt vân hải tâm vô cùng bi thương nhìn đôi tay run rẩy của mình nghiêng tai lắng nghe rít gào cùng nộ bên ngoài lẩm bẩm chỉ tiếc bây giờ mộng vỡ rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha